MC Thanh Show Audio chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Thiên Kiêu tập 101. Lâm Tầm tâm niệm vừa động, bao phủ toàn bộ cung điện kinh khủng uy thế giống như thủy triều, tất cả tan biến tại thể nội. Hắn giờ phút này, bình thản không có gì lạ, giống như phồn hoa tan mất, không tân trang, chỉ một cách tự nhiên. Lần này chuyến đi đế quan trường thành, ngược lại là để ta lấy được lợi ích không nhỏ. Trong lòng Lâm Tầm cảm khái. Trước trên đường tới, để hắn hiểu biết các loại cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi, giống như đẩy ra một cái đại môn hoàn toàn mới, khiến cho lòng dạ vì đó rộng hơn, lịch duyệt cùng kiến thức đạt được thăng hoa. Loại kinh nghiệm này, trả lại tại tu vi, khiến cho tu vi đều ẩn ẩn hướng tới chân thánh cảnh hậu kỳ viên mãn tình trạng. Đồng thời, dần lão tặng cho ba tấc kiếm khí, để hắn dung nhập tự thân thái huyền kiếm khí bên trong, thành công tụ ra chân chính kiếm ý. Cái này, đồng dạng là một cái thu hoạch không nhỏ. Cho đến khi đến đế quan trường thành, cửu cung đối dịch, để hắn đạt được tâm đắc cùng cảm ngộ của một đám lão quái vật tặng cho liên quan đến xung kích đại thánh cảnh. Đánh bại minh tử, thì để hắn đoạt được A Tỳ kiếm, đại minh ngục ấn cùng vạn thánh huyết linh phù ba kiện bảo vật, một cái so với một cái kinh thế. Mà tại hai ngày trước trên yến tiệc, một đám lão quái vật xuất ra kỳ chân dị quả, tiên nhưỡng thần tử, cùng các loại món ngon mỹ vị, thì giúp Lâm Tầm cung cấp tu vi đạt đến đại viên mãn tình trạng lực lượng nguyên tuyền. Nhớ đến những này, Lâm Tầm làm sao có thể không cảm khái. Đây chính là tạo hóa. Nếu không có chuyến đi lần này đến đế quan trường thành, tu vi của hắn nhất định không có khả năng tại trong thời gian ngắn như thế tự triệt để đạt đến đại viên mãn tình trạng. Đồng dạng, cũng không có khả năng đạt được tâm đắc cùng kinh nghiệm của một đám lão quái vật năm đó xung kích đại thánh cảnh. Tiếp xuống, liền cần vì xung kích đại thánh cảnh làm chuẩn bị. Hít sâu một hơi, Lâm Tầm vứt bỏ tạp niệm, lấy ra nguyên một đám ngọc giản, trong này chính là tâm đắc trải nghiệm của những lão quái vật kia khi xung kích đại thánh cảnh. Cái gọi là ba người đi tất có thầy ta. Cổ nhân kinh nghiệm cùng thể ngộ, giống như từng mặt tấm gương, có thể cho tham chiếu, cũng có thể để mình tránh đi lên con đường sai trái. Đối với Lâm Tầm mà nói, có những này tâm đắc thể ngộ, mới có thể để cho hắn suy một ra ba, loại suy, do đó đạt đến mở ra lối riêng, khai sáng tự thân đạo đồ mục đích. Kế thừa kinh nghiệm dĩ vãng, mới có thể mở tự thân ở tương lai. Đây chính là kế thừa cái trước mở mang cái mới, chỉ ý. Mà Lâm Tầm, từ rất sớm, sở cầu tác chính là một đầu cùng cổ nhân khác biệt, cùng đương thời đạo khác biệt đồ. Cầu một cái, chư thiên trên dưới, đạo ta duy nhất. Cũng không biết thần tiên sinh khi nào mới có thể trở về. Đây là trước tu luyện, Lâm Tầm cái cuối cùng suy nghĩ, tiếp xuống, cả người hắn triệt để đắm chìm trong vòng tham ngộ. Một đám lão quái vật xung kích đại kinh nghiệm của thánh cảnh cùng tâm đắc, tự tựa như từng đầu thông hướng đại thánh cảnh không đồng đạo đồ. Mỗi một cái đều không giống, mỗi một cái tại tấn cấp, trải qua hung hiểm cùng cơ hội cũng là hoàn toàn khác biệt. Điều này làm cho Lâm Tầm cũng không khỏi mở rộng tầm mắt. Thường xuyên có bát vân kiến nhật, rộng mở trong sáng cảm giác. Ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ nhíu mày suy nghĩ, đem trong đó một chút không thích hợp kinh nghiệm cùng cảm ngộ bỏ đi, lấy tinh hoa, bỏ đi cặn bã. Tự tại đây loại trong tham ngộ, Lâm Tầm không hề hay biết thời gian trôi qua, mà hắn đối với xung kích đại thánh cảnh nhận biết cũng là theo đó không ngừng tăng lên. Loáng thoáng, sắp đụng chạm lấy mình khát vọng con đường kia. Lão Thuấn, Thương Hải quan nơi đó còn không có tin tức. Ngày này, Mộc Phu Nhân, Thuấn Tịch, Lăng Tiêu Tử bọn người ở tại chung một chỗ tiểu tụ, tại thương nghị đế quan trường thành một việc thích hợp. Thuấn Tịch lắc đầu nói, không có, đã gần nửa năm, như thật gặp phải đại nguy cơ, thần tiên sinh, Cốc Lương Khúc bọn họ khẳng định biết chút đốt, đế tước phong hỏa, ngay lập tức phát ra tin tức để chúng ta biết. Hy vọng mọi chuyện đều tốt đi. Mộc Phu Nhân thì thào. Thương Hải quan, là một cái quan trọng cứ điểm, đế quan trường thành. Đại khái nửa năm trước. Bát vực ngoại địch liên hợp chung một chỗ, đem toàn bộ lực lượng đều tập trung ở Thương Hải quan trước đó, triển khai một trận thanh thế to lớn tiến công. Nhưng thẳng đến bây giờ, cũng không có tin tức truyền đạt đến cái này, Dương quan, bên trong, để một đám lão quái vật cũng đối với cái này chiến hoàn toàn không biết gì cả, trong lòng khó tránh khỏi sẽ lo lắng. Yên tâm đi, từ lúc 3 năm trước thần tiên sinh đến chiến trường tiền tuyến về sau, liền triển lộ ra tài năng kinh thiên động địa, thông thiên lấp mặt đất thủ đoạn. Đem kia bát vực ngoại địch giết đến đầu rơi máu chảy, quét qua đế quan trường thành bên trong mất tinh thần chi cảnh. Lăng Tiêu Tử mang theo cảm khái nói, hiện ở trong đế quan trường thành này, ai không biết chỉ cần có thần tiên sinh tại,
đại cục nhất định, tiền tuyến cũng có thể không lo. Tất cả mọi người không khỏi gật đầu, rất tán thành. Thần tiên sinh xuất thân thần cơ các, vô luận trí tuệ, mưu lược, thủ đoạn, thậm chí cả chiến lực, đều có thể xưng là chuẩn đế cảnh bên trong đỉnh phong cự phách, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Có lời đồn nói, thần tiên sinh đã một chân bước vào đế cảnh cánh cửa, có thể xưng làm nửa bước đại đế. Ta nghe nói, từ lúc thần tiên sinh đến đế quan trường thành về sau, làm ra một chút quyết sách cùng mưu lược, thường xuyên cùng Cốc Lương Khúc phát sinh xung đột, cả hai từng bởi vậy tranh chấp qua nhiều lần, thẳng đến bây giờ, đều có thủy hỏa bất dung xu thế. Bỗng nhiên, một vị chuẩn đế cường giả thở dài ra âm thanh. Ta cũng nghe nói, nguyên bản ở trong đế quan trường thành này lấy Cốc Lương Khúc vi tôn, phụng làm đế quan đệ nhất nhân, vô luận chiến lực, vẫn là uy vọng, đều không người có thể đụng. Có một vị lão quái vật mở miệng, nhưng theo thần tiên sinh đến, trong 3 năm này, thần tiên sinh uy vọng đã ẩn ẩn có bao trùm Cốc Lương Khúc bên trên trạng thái, lấy Cốc Lương Khúc kiêu ngạo, không thể tha thứ bị thần tiên sinh siêu việt. Lăng Tiêu Tử ngẫm nghĩ, nói mọi người cũng đều biết, Cốc Lương Khúc chiến lực không thể nghi ngờ cường đại, thủ đoạn cũng sát phạt quả đoán, cực kỳ ghê gớm, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là làm người quá mức chuyên đoạn độc hành. Thần tiên sinh uy vọng càng cao, tất nhiên càng sẽ khiến Cốc Lương Khúc mâu thuẫn, như vậy cũng tốt so với một núi không thể chứa hai hổ. Ai, chỉ hy vọng hai người không cần triệt để vạch mặt, nếu không, đối với toàn bộ chiến trường tiền tuyến mà nói, chú định sẽ không là chuyện tốt gì. Không ít người đều than thở. Đúng rồi Lão Thuấn, Lâm Tầm tiểu hữu những ngày này một mực tại tu luyện sao? Bỗng nhiên, một phu nhân ra âm thanh hỏi thăm. Không ít lão quái vật đều lộ ra vẻ cổ quái, bọn họ đều rõ ràng, một phu nhân những ngày này nhất nhớ mãi không quên, chính là muốn cho Lâm Tầm dắt dây đỏ, đem nàng kia tôn nữ giới thiệu cho Lâm Tầm. Không sai. Thuấn Tịch gật đầu, lúc trước ta đã khuyên bảo qua hắn, để hắn đoạn thời gian gần đây tránh đầu sóng ngọn gió, tránh khỏi bị Tiêu Minh Tử lại tìm phiền toái. Tính toán, cái này đều đã gần 1 tháng, cũng không biết tiểu tử này một người sống ở đó, phải chăng buồn bực được hoảng sợ. Một phu nhân khẽ cắn sung mãn ngước nhuận môi đỏ, yếu ớt thở dài. Tất cả mọi người không khỏi buồn cười, là ngươi mộc trong lòng phu nhân buồn bực được hoảng sợ đi. Thuấn Tịch nhìn không được nói, nhi nữ tự có nhi nữ phúc, ta khuyên ngươi cũng đừng nhúng vào, trên đời này duyên pháp, nhưng không phải ngươi có thể cưỡng ép giật dây. Ngươi một cái làm mấy ngàn năm lưu manh lão già kia, lại hiểu cái rắm duyên pháp, ta sớm nhìn ra, tự ngươi cái này tính tình, tu vi lại cao, cũng không có một cái nữ nhân coi trọng ngươi. Một phu nhân liếc mắt, cười nhạo không thôi. Thuấn Tịch mặt mo đỏ ửng, giống như xấu hổ thành giận hét lên, lưu manh làm sao vậy, ngươi có tư cách gì xem thường lưu manh? Ngươi chẳng lẽ không biết, tại đây cầu đạo lộ bên trên, chỉ có lưu manh mới có thể một lòng cầu đạo, chạm tơ tình mà chứng trạc tại tình. Cùng nữ nhân tranh luận, chú định từ mới bắt đầu chính là cái sai lầm. Tai nghe lời ấy, một phu nhân a một tiếng bật cười, diễm quang tứ xạ, quyến rũ tuyệt tục, sức chiến đấu cũng vô cùng kinh người. Nàng ung dung mở miệng, lão lưu manh ngươi kém, ngươi chẳng lẽ quên năm đó vô tâm ma đế. Hắn ra sao trở lãnh khốc vô tình. Nhưng trong lòng lại có một vị cái chết đều nhớ mãi không quên thê tử, chẳng lẽ vô tâm ma đế ở trên con đường cầu đạo không bằng ngươi? Dừng một chút, nàng nắp hòm kết luận giống như đằn từng chữ một, theo ta thấy, lão lưu manh nhà ngươi sở dĩ mấy ngàn năm qua đều chưa từng bắt lấy xung kích đế cảnh cơ duyên, ngay tại đây ngươi không nhân ái, không biết cái gì gọi nam hoan nữ ái chi tình, cũng không biết cái gì gọi hạnh phúc gia đình. Thuấn Tịch như gặp phải bạo kích, mặt nghẹn đến đỏ lên, một hơi kém chút nghẹn đi qua. Tất cả mọi người không khỏi cười vang. Căn bản không cho Thuấn Tịch cơ hội phản kích, một phu nhân vươn người đứng dậy, cười tủm tỉm nói, ta đi xem một cái Lâm Tầm tiểu hữu, các ngươi trò chuyện. Chỉ là, tiếng nói vừa xong, nàng một đôi mi thanh tú bỗng nhiên vẩy một cái, bỗng nhiên nhìn về phía dương quan cửa vào. Gần như đồng thời, một đám lão quái vật cũng hình như có phát giác, cùng nhau đứng dậy. Oanh! Nơi xa, hư không nổ đùng, một cỗ tản ra tang thương khí tức chiến xa bằng đồng thau. Nghiền ép lấy hư không, giống như thuấn di lao vụt mà đến. Trước chiến xa, từ 4 đầu thân thể bàng lớn như núi, 4 vó giống như cột sắt, lông bầm bay là tả lấy cuồn cuộn thần huy ô quang Mạc Long Sư kéo lấy. Chỉ là mỗi một đầu Mạc Long Sư, đều có thể so với thánh nhân vương khí tức khủng bố. Mà bây giờ, bọn chúng chỉ có thể xung làm kéo xe nhân vật. Thanh cương chiến xa, đây là Cốc Lương Khúc tọa giá. Thuấn Tịch đôi mắt ngưng lại. Những lão quái khác vật cũng đều trong nháy mắt trong lòng căng thẳng, ý thức được tình huống không đúng. Mà khi thấy cưỡi ở trên thanh cương chiến xa 2 thân ảnh, một đám lão quái vật triệt để minh bạch, biết vấn đề.
Bởi vì trong đó một thân ảnh, thình lình là Minh Tử. Hắn thần sắc lạnh lẽo, đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm tung bay, một tháng trước, hắn thảm bại trở ra, mà bây giờ, hắn ngóc đầu trở lại. Căn bản tự khỏi phải hỏi, hắn là vì báo thù mà đến. Ở bên cạnh Minh Tử, đứng thẳng một cái đầu mang cao quan, thân xuyên tay áo lớn huyền bào, thân ảnh thon gầy vĩ ngạn, dáng dấp khô gầy lạnh lùng lão giả. Hắn đứng chắp tay, một đôi trong khi trước con mắt, lộ ra nhật trầm nguyệt lạc, thần hồng quán không chi tượng, khiếp người vô cùng. Khâu đạo sĩ, đúng là hắn đến. Lăng Tiêu Tử có chút ngoài ý muốn. Thuấn Tịch bọn người cũng tối buông lỏng một hơi, hoàn hảo, không phải Cốc Lương Khúc tự thân giá lâm, bằng không, tình thế coi như nghiêm trọng. Nhưng dù vậy, mọi người cũng không dám khinh thường. Khâu đạo sĩ, một vị sớm tại 8.000 năm trước đã đặt chân chuẩn đế chi cảnh cường giả, tính tình lãnh khốc, thủ đoạn tàn bạo, giết địch không đếm được. Ở trong toàn bộ đế quan trường thành, chiến lực của Khâu đạo sĩ đủ để đưa thân trước người chi liệt. Trước mắt, Minh Tử đem Khâu đạo sĩ mời được, đến trước cái này, dương quan, bên trong, không nói cũng rõ, hẳn là vì trả thù Lâm Tầm mà đến. Ầm ầm, thanh cương chiến xa phát ra oanh minh, dừng lại tại Thuấn Tịch bọn người trước đó, trên chiến xa, Khâu đạo sĩ ánh mắt hờ hững, quét qua mọi người, nói. Các vị chắc hẳn đã đoán ra mục đích đến của bần đạo, ở đây, bần đạo có một lời bẩm báo, vô luận là ai, hôm nay ai dám ngăn trở bần đạo hành động, ai chính là địch nhân của bần đạo. Thanh âm lạnh lùng, cường thế vô song, khuấy động giữa thiên địa, khiến Thuấn Tịch đám người sắc mặt đều hơi đổi. Quả nhiên là kẻ đến không thiện. Thanh cương chiến xa bên trên, Khâu đạo sĩ thái độ cương quyết. Một chút trầm mặc, Lăng Tiêu Tử nói tiểu bối chi tranh mà thôi, người Khâu đạo sĩ như nhúng tay, coi như có chút quá phận. Khâu đạo sĩ lạnh lùng nói, ta nhưng không phải đến giảng đạo lý, các ngươi nếu muốn ngăn cản, cũng đừng quái bần đạo không khách khí. Nói ngắn gọn, lần này hắn đến, căn bản tự không có ý định giảng đạo lý. Lăng Tiêu Tử, Thuấn Tịch đám người sắc mặt cũng là trầm xuống, mà đứng ở trên thanh cương chiến xa Minh Tử thì cười, cười đến vô cùng đắc ý. Cáo mượn oai hùng lại làm sao? Chỉ cần có thể báo thù, ai quan tâm những này? Các ngươi có bản lĩnh, cũng cáo mượn oai hùng một cái cho ta xem một chút. Nhường ra. Khâu đạo sĩ thanh âm băng lãnh, giải rác hai chữ, uy thế bức người. Đồng dạng là chuẩn đế, nhưng cũng có lấy phân chia mạnh yếu, ví dụ như Cốc Lương Khúc, liền được ca tụng là đế quan trường thành đệ nhất nhân. Mà chiến lược của Khâu đạo sĩ có thể đưa thân đế quan trường thành trước người chi liệt, nó uy thế tự nhiên không thể coi thường. Một đám lão quái vật sắc mặt lại là biến đổi. Khâu đạo sĩ thái độ nào chỉ là cương quyết, là ngay cả bọn họ đều không có để ở trong mắt a. Không giảng đạo lý, lấy thế khinh người đúng không, được, ngươi muốn động thủ, lão tử chơi đùa với ngươi. Thuấn Tịch giận tím mặt. Oanh! Tiếng nói vừa xong, Khâu đạo sĩ tay áo vung lên, thiên địa rung chuyển, vạn vật biến sắc, một vệt vô song giống như đao mang lướt đi, giữa trời đánh xuống. Từ đầu đến cuối, căn bản không lời nói nhảm, ngươi muốn chiến, kia liền thành toàn ngươi. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, Thuấn Tịch thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, bạch 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 lảo đảo lui lại ra mấy bước, mỗi bước ra một bước, hư không tựu bỗng nhiên sụp đổ. Khi hắn ổn định thân ảnh, sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Một đao chi uy, lại kinh khủng đến tận đây. Một đám lão quái vật đều biến sắc, ý thức được cái này Khâu đạo sĩ rõ ràng là quyết tâm muốn đối phó Lâm Tầm, ngay cả mặt của Thuấn Tịch con cũng không cho. Lại đến, Thuấn Tịch sắc mặt tái xanh, tựa muốn xông lên đi, nhưng bị Lăng Tiêu Tử ngăn lại, nói, ngươi không phải đối thủ của hắn, để cho ta đến. Lăng Tiêu Tử dậm chân mà ra, thần sắc giếng cổ không gợn sóng, ánh mắt nhìn thẳng Khâu đạo sĩ, mặt không chút thay đổi nói, đế quan trường thành trong cấm chế đấu. Nhưng ngươi Khâu đạo sĩ như thật dự định cái gì cũng không để ý, vậy ta Lăng Tiêu Tử liền chơi đùa với ngươi. Khâu đạo sĩ đôi mắt khẽ híp một cái, nói, Lăng Tiêu Tử, ngươi hẳn là rõ ràng, bần đạo này đến, cũng không phải muốn cùng các ngươi vi địch, chỉ cần giao ra Lâm Tầm kia, bần đạo lập tức liền đi. Lăng Tiêu Tử chính là đế quan trường thành đạo thứ nhất Văn Tông Sư, những năm này lập xuống từng đống chiến công, có lẽ hắn chiến lược chỉ tính bình thường, nhưng lại là không thể thiếu một cái quan trọng nhân vật. Cho dù là Cốc Lương Khúc, đều phải lễ nhượng ba phần. Si tâm vọng tưởng. Lăng Tiêu Tử thái độ cương quyết, không hề nhượng bộ chút nào. Lão gia hỏa, ngươi đây là muốn cùng chúng ta triệt để đối địch sao? Minh Tử nhìn không được, hét lớn ra âm thanh. Điều này làm cho Thuấn Tịch, một phu nhân trên mặt bọn họ đều khó nhìn lên, một cái tiểu bối, coi là kiếm Khâu đạo sĩ khi chỗ dựa, tự dám nói năng lỗ mãng, phạm thượng rồi. Khâu đạo sĩ cũng không nhịn được nhíu mày,
Giăn dạy Minh Tử, Lăng Tiêu Tử chính là đế quan trường thành tiền bối, lao khổ công cao, ngươi cũng không thể vô lễ. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn sang Lăng Tiêu Tử, nói, lần này, ta là phụng Cốc Lương Khúc đại nhân mệnh lệnh mà đến, như ngươi Lăng Tiêu Tử ngăn cản, nhưng chẳng khác gì là không cho Cốc Lương Khúc đại nhân mặt mũi. Hắn xuất ra một khối mặc ngọc lệnh bài, như ngươi không tin, đại khái có thể nhìn một chút lệnh này. Ông! Lệnh bài phát sáng, hiện ra một đạo cao thân ảnh, một thân áo gai, tóc dài rối tung, tướng mạo cổ sơ kiên nghị, một đôi mắt nếu như hải dương mênh mông thâm thúy. Lăng Tiêu Tử bọn người ánh mắt ngưng lại, cái này áo gai nam tử chính là đế quan trường thành đệ nhất nhân, Cốc Lương Khúc. Soạt! Theo Khâu đạo sĩ thu hồi lệnh bài, Cốc Lương Khúc hư ảnh cũng biến mất theo không gặp. Chỉ là, Lăng Tiêu Tử bọn người sắc mặt đã là âm trầm chi cực. Vì đối phó một cái tiểu bối, không chỉ xuất động Khâu đạo sĩ, ngay cả Cốc Lương Khúc đều đứng ra, cái này rõ ràng là ức hiếp người a. Không khí ngột ngạt. Tất cả mọi người không có nghĩ đến, Cốc Lương Khúc đường đường đế quan trường thành đệ nhất nhân, lại sẽ vi dạng này một chuyện nhỏ, đem lệnh bài của mình đều xuất ra. Ha ha. Minh Tử cười lạnh. Tất cả mọi thứ, vốn tự ở trong dự liệu của hắn, hắn sớm rõ ràng, có những lão quái vật này tại, cho dù là Khâu đạo sĩ xuất mã, cũng rất khó đi đối phó Lâm Tầm. Thế là mới không tiếc lớn phí trắc trở, cầu được Cốc Lương Khúc một tấm lệnh bài, vì chính là chấn nhiếp những lão già này, để bọn họ không còn dám đi che chở Lâm Tầm. Lâm Tầm ở đâu, còn chưa cút ra đến. Cũng ngay lúc này, Khâu đạo sĩ bỗng dưng phát ra một đạo hét lớn, tiếng như cửu thiên kinh lôi, khuấy động thập phương, tại to như thế trong ánh nắng vang vọng không ngớt. Trong lúc nhất thời, to như thế dương quan đều bị kinh động, đóng giữ trong đó rất nhiều lão quái vật cũng đều đã bị kinh động. Lăng Tiêu Tử giận nói, Khâu đạo sĩ, ngươi khinh người quá đáng. Chính là Cốc Lương Khúc tự thân đến, cũng không dám như ngươi làm càn như thế. Người khác cũng tức giận, sắc mặt âm trầm như nước. Đã thấy Khâu đạo sĩ lạnh nhạt nói, các vị, bần đạo chỉ là phụng mệnh làm việc, nếu có chỗ đắc tội, về sau chắc chắn sẽ bồi thường lại. Lâm Tầm, ngươi là rùa đen rút đầu sao, mau mau lăn ra. Cùng lúc đó, Minh Tử cũng giống to, không có sợ hãi, cạnh như không người, căn bản tự không để ý Lăng Tiêu Tử bọn người phẫn nộ. Trong lúc nhất thời, dương quan bên trong càng ngày càng nhiều cường giả khí tức, hướng bên này chú ý đến. Khâu đạo sĩ, Lăng Tiêu Tử triệt để giận, râu tóc bay lên, chỉ lấy Khâu đạo sĩ, nói, hôm nay có ta tại, ta ngược lại muốn xem một chút, ai dám đối với Lâm Tầm tiểu hữu bất lợi. Thuấn Tịch, Mộc Phu Nhân cũng cùng nhau gật đầu. Bọn họ đều giải Minh Tử cùng Lâm Tầm ở giữa ân oán, hoàn toàn chính là tiểu bối chi tranh. Nhưng Khâu đạo sĩ nhưng không để ý mặt mũi đánh tới, muốn ở ngay dưới mắt bọn họ đi đối phó Lâm Tầm, bọn họ chỗ nào nhưng có thể khoan nhượng. Khâu đạo sĩ không khỏi nhíu mày, hắn vạn không có nghĩ đến, những lão gia hỏa này như thế nào kiên trì như vậy. Theo hắn hiểu biết, Lâm Tầm chỉ là một cái vừa đến đế quan trường thành không lâu tiểu bối, cũng không phải cái gì đại thế lực dòng chính hậu duệ, cùng Lăng Tiêu Tử, Thuấn Tịch bọn người càng không có quan hệ gì. Nguyên bản đối phó dạng này một cái tiểu bối, vốn chính là một chuyện nhỏ mà thôi, nhưng không ngờ rằng, nhưng lại gặp được nhiều như thế cản trở. Trầm mặc một lát, Khâu đạo sĩ sau đó lên tiếng, các vị yên tâm tâm, bần đạo lần này không sẽ hạ tử thủ, chỉ cần Lâm Tầm kia giao ra từ trong tay Minh Tử cướp đi bảo vật, cũng xin lỗi Minh Tử, bần đạo có thể không trách chuyện cũ. Đây đã là nhượng bộ của hắn. Nhưng Minh Tử lập tức không vui, nói ta muốn Lâm Tầm chết. Hắn không chết, ta mặt mũi còn hướng chỗ nào đặt. Yên tâm, về sau có rất nhiều cơ hội, lần này bần đạo cũng không có nghĩ đến, những lão già này sẽ như thế thiên vị một cái tiểu bối. Như cùng bọn họ vạch mặt, chuyện hôm nay chắc chắn sẽ làm to chuyện, hậu quả kia đối với người nào cũng không tốt. Khâu đạo sĩ bay nhanh truyền âm. Minh Tử thần sắc biến ảo không chừng, nửa ngày mới cắn răng nói tốt, ta đáp ứng. Bất quá, ta nhất định phải làm cho Lâm Tầm quỳ xin lỗi. Khâu đạo sĩ lập tức đáp ứng. Để một cái tiểu bối quỳ xuống đất mà thôi, chỉ cần tâm ý khẽ động, thì có thể đem chấn áp trên mặt đất, quá đơn giản. Mà nghe thấy Khâu đạo sĩ đề nghị, Lăng Tiêu Tử bọn người càng thêm nổi nóng, giao ra chiến lợi phẩm ngược lại cũng thôi, còn để Lâm Tầm xin lỗi. Thiên hạ này nào có như thế buồn cười sự tình. Vút! Cũng ngay lúc này, nơi xa bỗng nhiên hiện ra một đạo độn quang, phá không mà đến. Nhìn kỹ lại, kia thình lình là thân ảnh của Lâm Tầm. Trước đó, hắn đang tại trong cung điện tĩnh tu, nhưng bị thanh âm của Khâu đạo sĩ kinh động, tỉnh lại. Chợt, tụ lại nghe thấy Minh Tử kia tràn ngập đắc ý, oán độc tiếng hét lớn, để hắn trong nháy mắt tự ý thức được.
cái này, đưa Bảo đồng tử, trả thù đến rồi. Đây chính là Dương Quan, có một đám lão quái vật tỏa chấn, nhưng Minh Tử nhưng dám như thế không có sợ hãi hô to kêu gào, có thể khẳng định hắn tất nhiên là có chỗ ỷ lại. Gần như là không có bất cứ cái gì suy tư, Lâm Tầm tự quyết định chủ động xuất kích. Rất đơn giản, hắn cũng sẽ không để Lăng Tiêu Tử, Thuấn Tịch bọn người vì chuyện này mà bị liên lụy, cái này chung quy là hắn cùng Minh Tử ở giữa ân oán. Quả nhiên, không bao lâu, Lâm Tầm tự thấy xa xa kia một cỗ thanh cương chiến xa, cùng đứng ngạo nghễ tại trên chiến xa Khâu đạo sĩ cùng Minh Tử. Lâm Tầm, ngươi nhưng tính chung dám ló đầu. Khi thấy Lâm Tầm kia một cái chớp mắt, Minh Tử thù mới hận cuối cùng đều xông lên đầu, sắc mặt đều dữ tợn, hét lớn, lần này, trên trời dưới đất ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Tiểu Hữu, ngươi sao như thế hồ đồ? Mắt thấy Lâm Tầm chủ động xuất hiện, Lăng Tiêu Tử, Thuấn Tịch, Mộc phu nhân nhất thời đều gấp, Lâm Tầm ẩn nấp lấy, việc này bọn họ những lão quái vật này lại có thể đi kháng, nhưng hiện tại đã không thể quay lại chi đường sống. Các vị tiền bối, việc này bởi vì vãn bối mà lên, tự nhiên từ vãn bối đến giải quyết. Lâm Tầm thản nhiên cười nói, thần sắc ung dung, mặt khác, các vị tiền bối hảo ý, vãn bối vô cùng cảm kích, bất qua lần này, còn mời các vị tiền bối khoanh tay đứng nhìn thuận tiện. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Mộc phu nhân lại là lo lắng lại là không vui, không cao hứng nói, tiểu Hữu, ngươi đem chúng ta cho rằng là gì rồi? Nếu để ngươi tại đây Dương Quan bị khi phụ, chẳng phải là đánh chúng ta mặt. Người khác cũng nhao nhao gật đầu. Bỗng dưng, Khâu đạo sĩ cười ha hả, nói các vị, các ngươi nhưng chớ có tự mình đa tình, kẻ này đã dám đứng ra, cũng coi như là có đảm đương, bần đạo ta đương nhiên sẽ không quá làm khó hắn, vẫn là câu nói kia, giao ra bảo vật, xin lỗi Minh Tử, tất cả đều có thể không trách chuyện cũ. Nói đến đây, ánh mắt của hắn như điện, khóa chặt Lâm Tầm, nói tiểu gia hỏa, ngươi cứ nói đi. Ha ha, Lâm Tầm lộ ra giọng mỉa mai bộ dáng tươi cười, muốn ta nói, hai người các ngươi, nhỏ không phải thứ gì, già càng không phải thứ gì, như nghĩ còn sống rời đi, tốt nhất thu liễm một chút, miễn cho đợi tí nữa bị trấn áp, lại kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ. Thuấn Tịch, Lăng Tiêu Tử, Mộc phu nhân bọn họ đều sừng sốt, tiểu tử này là bị bức ép đến mức nóng này, triệt để không thèm đếm xỉa không muốn sống nữa sao. Mà Minh Tử thì tức giận đến mặt đều phát đen, trán gân xanh lóe ra, nói với Khâu đạo sĩ, tiền bối, ngươi cũng trông thấy, tiểu tạp chủng này sắp chết đến nơi, cũng không biết hối cải, lúc này không giết hắn, còn chờ khi nào. Xác thực hung hăng ngang ngược chi cực. Khâu đạo sĩ sắc mặt băng lãnh, bị Lâm Tầm phạm thượng, chỉ kém chỉ lấy lỗ mũi chửi ầm lên, để hắn cũng không khỏi lửa giận tuôn ra. Bao nhiêu năm, ngay cả bình thường chuẩn đế nhìn thấy hắn, cũng là kính cẩn lễ phép, không dám có chút lãnh đạm. Nhưng hiện tại, một cái tiểu bối mà thôi, nhưng dám chính diện khiêu khích tôn nghiêm của hắn, rõ ràng chính là không biết sống chết à. Oanh! Một cỗ kinh khủng vô song khí tức, theo đó từ trên thân Khâu đạo sĩ tràn ngập mà ra. Thánh nhân giận dữ, đều đủ để máu chảy thành sông. Chứ huống chi là một vị chuẩn đế. Một cái chớp mắt, mây gió đất trời biến sắc. Chuẩn đế giận dữ, giải rác một tia khí tức, liền có thể áp sập thiên vũ, hoành tuyệt sơn hà. Ngươi dám! Cái này một cái chớp mắt, Thuấn Tịch, Mộc phu nhân bọn người không hề do dự thôi phát tự thân lực lượng, quanh thân uy thế đều theo đó vang dội phóng thích. Ầm ầm, một đám chuẩn đế dương cung bạc kiếm giằng co, loại kia tràng cảnh, quả thực có thể xưng kinh khủng khôn cùng, phụ cận thiên địa hư không đều bỗng nhiên nổ nát hỗn loạn. Dương Quan bên trong, cũng vào lúc này vang lên không biết bao nhiêu kinh hô, âm thầm chú ý tất cả mọi thứ các lão quái vật, giống như đều không có nghĩ đến, thế cục lại sẽ tại đây một cái chớp mắt trở nên như thế căng cứng. Lâm Tầm mắt đen u lãnh, trước đó kia một cái chớp mắt, hắn mãnh liệt cảm nhận được một cỗ đập vào mặt mà đến lạnh thấu xương sát cơ, căn bản cũng không cần hoài nghi, cái này Khâu đạo sĩ đối với mình lên sát tâm. Các vị tiền bối, để ta một người đến đi. Lâm Tầm bỗng dưng dậm chân tiến lên, dáng vẻ trầm tĩnh, đôi mắt thì càng thêm sâu thẳm băng lãnh. Thuấn Tịch bọn người im lặng, tiểu tử này đến hiện tại vẫn không rõ thế cục sao. Một mình hắn không thể là đối thủ của Khâu đạo sĩ. Ha ha ha, các vị chẳng lẽ không có nhìn ra sao, kẻ này rõ ràng là muốn lấy cái chết tạ tội, các ngươi lại vẫn cứ muốn ngăn cản, phải chăng quá tự mình đa tình. Thanh cương chiến xa bên trên, Khâu đạo sĩ ngửa mặt lên trời cười to, uy thế càng thêm bức người. Lăng Tiêu Tử bọn người thần sắc biến ảo không ngừng, nhưng vẫn là kiên định đứng ở đó. Nơi này là Dương Quan, là bọn họ đóng giữ chi địa, nếu ngay cả Lâm Tầm đều không bảo vệ được, bọn họ còn có mặt mũi nào gặp người. Thấy thế, Lâm Tầm vừa cảm động lại là bất đắc dĩ, nhìn không được nói, các vị tiền bối,
Chuyện này, ta thật không muốn để các ngươi liên lụy vào, tất cả hậu quả, từ một mình ta gánh chịu tựu là đủ. Thuấn Tịch tức giận nói, tiểu gia hỏa, lão tử nhưng chưa từng thấy giống ngươi như thế phá, đại gia hỏa nhưng cũng là vì tốt cho ngươi. Khâu đạo sĩ lại là một trận cười to, xem một chút, quả nhiên là tự mình đa tình. Nói xong, đột nhiên một đạo gào thét vang vọng, thanh cương chiến xa, một con mặc long sư bỗng nhiên xông ra, giống như một mảnh hắc vân, na di hư không, hướng Lâm Tầm đánh giết mà đi. Tốc độ nhanh chóng, khí tức chi hung lệ, vượt xa tưởng tượng kinh khủng. Không tốt, Thuấn Tịch bọn người thần sắc khẽ biến, cái này mặc long sư chính là dị chủng trời sinh, rất lâu trước đó tự bị Cốc Lương Khúc hàng phục, thu giữ ở bên người tu hành. Đừng nhìn những này hung vật chỉ là kéo xe nhân vật, nhưng mỗi một cái chiến lược đều có thể so với thánh nhân vương tồn tại, hung ác chi cực. Đừng bảo Lâm Tầm dạng này chân thánh, chính là đại thánh ở đây, cũng căn bản không phải kia mặc long sư thú một hiệp chi địch. Nghiệt xúc ngươi dám. Một phu nhân gió khiển trách, tựu muốn động thủ. Thế cục nguy hiểm, trước đó bọn họ khí cơ cùng mục tiêu đều khóa chặt ở trên người Khâu đạo sĩ, chẳng ai ngờ rằng, kia mặc long sư lại đột nhiên xuất kích. Chỉ là, còn không đợi một phu nhân có hành động, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Kia vồ giết về phía Lâm Tầm mặc long sư, còn ở giữa không trung, tựu phù phù một tiếng rơi xuống đất, thân thể phù phục, run lẩy bẩy, phát ra như nước nở hoảng sợ kêu khóc, như bị sợ mất mật giống như. Cái này nào giống là một con có thể so với thánh nhân vương hung vật, quả thực quá không chịu nổi. Bầu không khí, lập tức trở nên quỷ dị yên tĩnh một chút. Thuấn Tịch, Mộc phu nhân, Lang Tiêu Tử bọn người đều là khẽ giật mình, chuyện là sao? Thanh cương chiến xa bên trên, Khâu đạo sĩ bộ dáng tươi cười cũng lập tức ngưng kết, con người co rụt lại, một bộ như thấy quỷ dáng dấp. Cái này, Minh Tử trong mắt đều kém chút rơi ra đến. Ngươi thế nhưng là có thể so với thánh nhân vương cảnh mặc long sư a, ngươi làm sao cùng một con mèo bệnh đồng dạng. Sau đó, mọi người cái này mới nhìn rõ, chẳng biết lúc nào lên, tại Lâm Tầm lòng bàn tay, hiện ra một mảnh như băng tuyết long lanh lá cây. Lá cây tròn trịa óng ánh, lưu động ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, một con hạt vừng lớn nhỏ thanh đồng sâu kiến, đang nằm nhoài tại trên đó. Thanh đồng con kiến là như thế nhỏ bé cùng không bắt mắt, nhưng khi một đám lão quái vật ánh mắt nhìn sang, đều run lên trong lòng. Khí tức thật là khủng bố. Đây là gì các loại tồn tại? Trong lúc nhất thời, bầu không khí càng thêm yên tĩnh, mọi người cũng hiểu, vì sao có thể so với thánh nhân vương cảnh mặc long sư sẽ bị sợ đến như vậy con. Tất cả, đều bởi vì con kia khí tức của thanh đồng nghĩ quá kinh khủng. Mà lúc này, Lâm Tầm giống giáo huấn tôn tử, đối với cái này thanh đồng nghĩ nói xong, để ngươi ra đến hít thở không khí, nếu dám tinh nghịch, ta liền đem ngươi vĩnh cửu phong ấn. Thanh đồng nghĩ giống như nổi điên, lay động lấy xúc giác, nhưng sau cùng thỏa hiệp, từ trong môi biệt xuất một chữ vâng. Mọi người không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này, bực này kinh khủng thanh đồng nghĩ, lại sẽ hoàn toàn nghe lệnh của Lâm Tầm dạng này một cái tiểu bối. Lâm Tầm cái này mới thỏa mãn cười một tiếng, đầu ngón tay vẩy một cái, như băng tuyết óng ánh lá cây run lên. Oanh! Kia thanh đồng nghĩ bay lượn mà ra, nguyên bản hạt vừng nhỏ bé thân thể, trong nháy mắt tự hóa thành như con nghé lớn nhỏ. Toàn thân giống như thần kim đổ bê tông mà thành, tản mát ra chói lọi huy hoàng khí tức. Đặc biệt là một đôi sắc bén chân, quả thực có thể so với thần binh lợi nhận khiếp người. Mà theo thanh đồng nghĩ hiển hiện bộ mặt thật, một cỗ băng lãnh ngang ngược uy thế cũng theo đó tràn ngập mà ra, phô thiên cái địa, khiến thiên địa đều rung động. Nó dường như đói chết, vừa mới xuất hiện, há miệng hút vào, liền đem kia nằm dạp trên mặt đất mặc long sư nuốt vào trong miệng, hung hăng bắt đầu nhai nuốt. Xương cốt huyết nhục sụp đổ, thanh âm từ sắc bén kia trong hàm răng phát ra, máu tươi chảy xuôi, để phụ cận một đám lão quái vật đều một trận dùng mình. Lực lượng lớn thanh đồng nghĩ. Cái này đúng là một con hiếm thấy thái cổ dị chủng, lại có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Cái này. Minh Tử ngây người, đầu choáng váng, nói không ra lời. Khâu đạo sĩ thì sầm mặt lại, tức giận đến hét to ra âm thanh, tự tìm cái chết. Hắn tay áo vung lên. Một đạo vô song đao khí từ trên trời giáng xuống, như thác nước rơi cửu thiên, một mảnh trắng xóa. Thanh đồng nghĩ vèo một tiếng, hư không tiêu thất. Sau một khắc, nương theo lấy một đạo thê lương tiếng kêu thảm kinh khủng, lại một con mặc long sư bị thanh đồng nghĩ cắn xé tại trong miệng, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Chỉ còn lại hai đầu mặc long sư dọa đến nằm dạp trên mặt đất, căn bản cũng không dám dãy giụa, hoàn toàn bị thanh đồng nghĩ trên người tán phát ra hung uy chấn nhiếp. Điều này làm cho Khâu đạo sĩ tức hồn hển. Không hề do dự xuất thủ. Một vị đủ để xếp hạng đế quan trường thành trước 10 chuẩn đế cảnh cao thủ,
chiến lực tự nhiên không thể khinh thường kinh khủng. Theo Khâu đạo sĩ xuất thủ, phương này hư không đều hỗn loạn, lâm vào một loại sụp đổ, tựa là hủy diệt dung chuyển bên trong. Nhưng những công kích này oanh ở trên người Thanh Đồng Nghĩ, chỉ phát ra keng 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 va chạm tiếng oanh minh, tóe lên một chuỗi lại một chuỗi lóa mắt hỏa hoa, căn bản không cách nào phá mở Thanh Đồng Nghĩ giáp xác. Mà trong quá trình này, Thanh Đồng Nghĩ lục tục đem chỉ còn lại hai đầu Mặc Long Sư đều ăn hết, miệng đầy huyết tinh, kia hung ác tàn bạo dáng dấp, khiến một đám lão quái vật đều hãi hùng khiếp vía. Cho dù là Lâm Tầm, cũng không khỏi hít vào khí lạnh, Thanh Đồng Nghĩ bực này ẩn núp ở trong Tang Lâm Địa chuẩn đế sinh linh, không khỏi cũng quá hung hoành đi. Là Khâu đạo sĩ quá yếu sao? Không, chỉ vì cái này Thanh Đồng Nghĩ quá mạnh mẽ. Nghiệt xúc, mà lúc này, Khâu đạo sĩ đã tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra, đỏ ngầu cả mắt. Cái này Thanh Cương chiến xa thế nhưng là Cốc Lương Khúc, kia bốn đầu Mặc Long Sư cũng là Cốc Lương Khúc chỗ nuôi dưỡng, bây giờ, tất cả đều bị ăn. Điều này làm cho hắn trở về nên như thế nào hướng Cốc Lương Khúc bàn giao. Về phần Minh Tử, sớm bị phát sinh trước mắt từng màn huyết tinh cảnh tượng cả kinh tê cả da đầu, kém chút dọa nước tiểu. Một con Thanh Đồng Nghĩ a, sao sẽ cường đại như thế? Lão già kia, không để ý ngươi còn tới kình rồi. Vừa lúc lão tử còn chưa ăn no, tự lấy ngươi đến chắc bụng. Một mực chưa từng đánh trả Thanh Đồng Nghĩ, bây giờ đem một đôi dữ tợn mắt nhìn về phía Khâu đạo sĩ, kia ngang ngược khí tức, nối liền thiên địa. Oanh! Nó thân ảnh nhanh chóng nhưng mãnh liệt, sắc bén như dao chân trước phá toái hư không, tựa như vạn cổ hung thần, nói với Khâu lão bạo sát mà đi. Kia cường hãn vô song uy thế, khiến Thuấn Tịch bọn người rung động liên tục. Bọn họ cái này mới rốt cục ý thức được, vừa rồi bọn họ đều đoán sai, Lâm Tầm chỗ nào là xem không thấu thế cục, lại chỗ nào là xính anh hùng, rõ ràng là không có sợ hãi mới đúng. Có dạng này một con hung vật vi dựa vào, căn bản tự khỏi phải để bọn họ những lão gia hỏa này xuất thủ. Ầm ầm, một trận chuẩn đế chi chiến bạo phát, Khâu đạo sĩ cùng Thanh Đồng Nghĩ sớm đã giết tới cửu tiêu, mỗi một lần giao phong, giống như thần linh đang đối chiến, nhấc lên thập phương phong vân, giết đến thiên hôn địa ám. Nhật nguyệt vô quang. Lấy Lâm Tầm thực lực hôm nay, đều căn bản không có cách rình mò đến vậy đối chiến cụ thể tình hình. Dù sao cũng là chuẩn đế ở giữa tranh phong, vận dụng thủ đoạn cùng lực lượng, cũng căn bản không phải hắn có thể lý giải. Nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra, Thanh Đồng Nghĩ rõ ràng chiếm thượng phong, liên tiếp công phạt, nhanh chóng nhưng mãnh liệt, hung tàn, bá đạo. Ngược lại là Khâu đạo sĩ bị giết đến thua chỉ kém em, ở vào trong bị động, thỉnh thoảng phát ra phẫn nộ hét to. Thuấn Tịch, Mộc Phu Nhân, Lang Tiêu Tử chờ chuẩn đế nhân vật đều đang khẩn trương quan chiến. Đây cũng không phải là tiểu bối chi tranh, mà là cùng thế hệ bên trong kịch liệt chém giết, khiến bọn họ đều xem được thần trì hoa mắt, rung động liên tục. Khâu đạo sĩ thế nhưng là đế quan trường thành bên trong tiếng tăm lừng lẫy một vị chuẩn đế, chiến lực cường hãn rõ như ban ngày, nếu không, trước đó Thuấn Tịch cũng không có khả năng tại một kích bên trong tự bị Khâu đạo sĩ đẩy lui. Nhưng hiện tại, một con lực lượng lớn Thanh Đồng Nghĩ lướt đi, nhưng thể hiện ra đủ để vững vàng áp chế Khâu đạo sĩ kinh khủng chiến lực, cái này tự nhiên khiến người rung động. Nó là từ đâu đến, lấy nó loại kia ngập trời hung hãn uy thế, như thế nào lại nghe lệnh của Lâm Tầm? Cái này lộ vẻ quá bất khả tư nghị. Mà lúc này, Lâm Tầm thì đem ánh mắt nhìn sang Minh Tử, mỉm cười, giống như mới vừa rồi là ngươi gọi ta xuất hiện a, đưa bảo đồng tử. Mục phu nhân phốc một tiếng bật cười, tiểu tử này, cũng quá trực tiếp. Ngươi muốn làm gì? Thanh cương chiến xa bên trên, Minh Tử thân thể cứng đờ, ngoài mạnh trong yếu. Một tòa bảo khố bày ở trước mắt, ngươi nói, đổi lại là ngươi. Lại sẽ làm gì? Lâm Tầm đi tới, mỉm cười, nhìn sang mắt của Minh Tử ánh sáng xác thực giống nhìn chằm chằm một tòa bảo khố, nóng bỏng mà sáng tỏ. Minh Tử tức giận đến mặt đều tái rồi, vừa sợ vừa giận lại sợ. Trước mắt, bốn đầu Mặc Long Sư bị ăn sạch, Khâu đạo sĩ lại tại cùng Thanh Đồng Nghĩ chém giết. Căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác, điều này làm cho Minh Tử làm sao có thể không sợ. Dù là lại bầu không khí cùng oán hận, hắn cũng không có can đảm lại đi cùng Lâm Tầm đối chiến, lần trước thảm bại còn rõ mồn một trước mắt, hắn không thể lại tìm ngược. Trốn! Không hề do dự, Minh Tử xoay người bỏ chạy, gọi là một cái gọn gàng mà linh hoạt. Chỉ là, Lâm Tầm sớm đã thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở trước hắn trên đường, trên mặt vẫn như cũ cười tủm tỉm, nói, lần này, coi như không thể lại thả ngươi rời khỏi. Lúc nói chuyện, hắn không hề do dự động thủ, đồng thời không có giữ lại chút nào. Oanh! Tung ra một quyền, giống như một tôn đại đạo hồng lô lộ ra hư không, có tuyên cổ bất hủ, chấn áp tất cả chi thế. Đánh rắn không chết,
Ngược thụ hại. Cái này ở trên người Minh Tử thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế, lần trước trở ngại đế quan trường thành quy củ, Lâm Tầm tha hắn một mạng. Cái này mới một tháng sau, hắn tựu lại ngóc đầu trở lại, đồng thời còn mang đến Khâu đạo sĩ bực này chuẩn đế cảnh lão quái vật. Nếu không phải trong tay Lâm Tầm có không ít át chủ bài, sau ngày hôm nay quả, coi như khó nói. Cho nên lần này, hắn căn bản tựu không có ý định lại cho Minh Tử đường sống. Minh Tử kinh hãi, không hề do dự tế ra một viên thanh lập lòe thần châu, trong hư không hiển lộ tài năng, vô số đạo dây leo điên cuồng từ thần châu bên trong tuôn ra, giống như vô số cự mãng quấn dao. Oanh! Nhưng trong nháy mắt, kia vô số dây leo tựu bị đáng sợ quyền kình nghiền nát, đứt gãy dây leo hóa thành cuồn cuộn quang vũ phiêu tán rơi rụng chút xuống. Nhưng quỷ dị chính là, những này quang vũ tuyệt không tiêu tán, ngược lại hóa thành một mảnh đại dương màu xanh, phô thiên cái địa, lại lần nữa hướng Lâm Tầm bao phủ tới. Đồng thời, uy thế không giảm trái lại còn tăng, khiến cho người ta cảm thấy mênh mông, vô lượng, sinh sôi không ngừng cảm giác. Đây chính là Thanh Nguyên Lan Hải Châu. Lời đồn, bảo này bên trong thiên nhiên uẩn sinh thanh mộc, huyền thủy hai loại tiên thiên bản nguyên, không chỉ có thể sử dụng để tu luyện, lại gồm nhiều mặt công phạt thủ đoạn, thần diệu chi cực. Tốt! Lâm Tầm mắt đen sáng lên, bỗng nhiên lấy tay xé ra, xoẹt một tiếng, kia phô thiên cái địa đại dương màu xanh như vải vóc, bị từ đó xé mở. Lâm Tầm nhanh chóng theo sau cách không tìm tòi, hướng Minh Tử vào đầu vồ xuống, đúng như long chảo nhô ra tầng mây, bao phủ bốn phương bát cực chi địa. Minh Tử sắc mặt đại biến, cả kinh hồn nhi đều kém chút xuất hiện, căn bản không lo được thu hồi Thanh Nguyên Lan Hải Châu, thân thể bạo dũng ra hừng hực huyết quang, nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Đồn pháp, huyết ẩn vô cực. Lâm Tầm một kích thất bại, nhưng lại đem Thanh Nguyên Lan Hải Châu thuận thế lấy đi, một chút cảm giác, tự phát hiện bảo này huyền diệu, không khỏi âm thầm tán thưởng. Minh Tử gia hỏa này nhãn lực ngược lại thực là không tồi, mang theo bảo vật không gây một là món hàng tầm thường. Trong lòng suy nghĩ như thế, hắn động tác nhưng không chậm, thần thức quét qua, bỗng nhiên hướng nơi xa hư không tung ra một quyền. Oanh! Hư không như lưu ly nổ tung, thân ảnh của Minh Tử từ đó lảo đảo hiện hiện, hắn một mặt kinh hãi, giống như không thể tin được, dễ dàng như vậy tự bị Lâm Tầm phát hiện. Mà lúc này Lâm Tầm đã trống rỗng đánh tới, căn bản tự không cho Minh Tử cơ hội thở dốc. Khinh người quá đáng. Minh Tử gầm thét, sắc mặt hung ác vặn vẹo, bỗng nhiên phất tay, một đôi phi đao nổ bắn ra mà ra. Cái này một đôi phi đao, một đen một trắng, đều tinh tế tiểu xảo, mới dài 7 tấc, hai ngón tay rộng. Phi đao màu đen khắc lấy văn tự cổ đại Thái Âm. Phi đao màu trắng khắc lấy Cực Dương. Vừa mới bắn ra, hai thanh phi đao vang vọng leng keng, sát phạt khí trùng tiêu, có chém giết quỷ thần, vạch phân chia thanh khí chọc khí tuyệt thế nhuệ khí. Lưỡng nghi phi minh đao. Một mực chú ý lần này quyết đấu Mộc Phu Nhân lắp bắp kinh hãi. Mà Lâm Tầm cũng cảm thấy da thịt có gai đau nhức cảm giác, phong mang chói mắt, không khỏi động dung, cái này một đôi phi đao tuyệt đối là khó được hiếm thấy bảo bối. Vút, vút. Căn bản không bằng suy nghĩ nhiều, Lâm Tầm lách mình tránh né, một vệt tối tăm phong mang hiểm hiểm sát gương mặt của hắn lướt qua, chém xuống một sợi tóc. Mà một bên khác, huyền bạch sắc phong mang lóe lên, đem Lâm Tầm nơi bả vai y sam tê liệt. Mang theo một chuỗi đỏ tươi huyết hoa, đầu vai bị xé nứt mở một đường vết rách. Cái này một đôi phi đao tốc độ nhanh chóng, phong mang chi thịnh, khiến Lâm Tầm lại là một trận kinh ngạc tán thán, bảo bối tốt à. Một kích thành công, Minh Tử nhưng lại không có vui sướng, không hề do dự tự muốn thu lên chuyện này đối với bảo vật, hắn quá rõ ràng Lâm Tầm tính tình. Gia hỏa này một mực xem mình vi đưa bảo đồng tử, hèn hạ vô sỉ chi cực, mắt thấy như thế bảo bối, hắn không thể bỏ qua. Chỉ là Lâm Tầm sớm đã đoạt trước một bước xông ra, tại một trận trong tiếng cười lớn bỗng nhiên tế ra đại đạo vô trung tháp, chuyện này đối với bảo bối, ta nhận. Ầm ầm, đầy trời huyền kim đạo quang quét sạch mà ra, bao phủ bao phủ. Minh Tử gầm thét, dốc hết sức lực muốn thu về bảo vật, nhưng đã là phí công, kia một đôi phi đao bị huyền kim đạo quang quấn lấy, trực tiếp cắt đứt cùng hắn liên hệ. Sau đó, bay vào Lâm Tầm trong lòng bàn tay. Mắt thấy cảnh này, Minh Tử tức giận đến quào ho ra máu nữa, trước mắt đều toát ra kim tinh, sỉ nhục vô cùng cảm giác, kích thích đến đều hận không thể muốn đi cùng Lâm Tầm liều mạng. Tuyệt đỉnh chi vực bên trong, tự phát sinh qua không chỉ một lần chuyện, trước đó không lâu lại phát sinh một lần, mà bây giờ, còn đang diễn ra. Lần này lần bị sỉ nhục, cừu hận, tự như trời long đất nở đánh thẳng vào Minh Tử tâm cảnh, để hắn đến phát điên sớm. Lâm Tầm nhưng không quan tâm những chuyện đó, lại lần nữa đánh tới. Minh Tử gia hỏa này vốn liếng quá phong phú,
mỗi một lần cũng có thể xuất ra để trước mắt mình sáng lên bảo vật, quả thực để người kinh hỉ. Trong nháy mắt, nội tâm Minh Tử lửa giận giống như bị dội tắt, hắn phát giác được cực độ nguy hiểm, giống như tử vong bóng tối lửa xém lông mày. Lăng Tiêu Tử, các ngươi tự nhìn xem dạng này một cái tiểu tạp chủng ở trong đế quan trường thành này hành hung. Trên bầu trời, bị giết đến chật vật không chịu nổi Khâu đạo sĩ phát ra phẫn nộ thét gào. Oanh! Tiếng nói của Khâu đạo sĩ vừa vang lên, Lâm Tầm chỉ cảm thấy lạnh cả tim, vọt tới trước thân ảnh nhất thời ngừng lại, lật tay lại, kia như băng tuyết lá cây lại lần nữa nổi lên. Mơ hồ nhưng gặp, một đầu xanh biếc giao long hiện hiện trong đó. Cùng lúc đó, Thuấn Tịch, Mộc phu nhân bọn người không khỏi biến sắc, ngay lập tức bắt được, Khâu đạo sĩ từ trong chiến đấu tránh ra, Nazi hư không, thẳng hướng Lâm Tầm. Loại kia tốc độ nhanh chóng, để Thuấn Tịch bọn người cũng không kịp tương trợ. Trên thực tế, chẳng ai ngờ rằng, đang ở bên thế yếu bên trong Khâu đạo sĩ, có thể tại bực này thời khắc phát thân, đồng thời trực tiếp đem mục tiêu khóa chặt ở trên người Lâm Tầm. Dù là hắn lần này có thể giết chết Lâm Tầm, cũng thế tất lại bởi vậy bộc lộ ra sơ hở chí mạng, bị kia thanh đồng ý nhân cơ hội sát phạt, không chết cũng phải trọng thương. Cái này không thể nghi ngờ chẳng khác gì là lưỡng bại câu thương liều mạng thủ đoạn. Nhất vượt quá mọi người dự liệu chính là, thanh đồng ý tuyệt không lựa chọn hành động, thậm chí cũng không có đi ngăn cản, lộ vẻ hết sức khác thường. Chẳng lẽ, hung vật này cũng ước gì mượn nhờ trong tay Khâu đạo sĩ, diệt trừ Lâm Tầm. Ý nghĩ này hiện lên ở Thuấn Tịch, Lăng Tiêu Tử bọn người náo hải, khiến bọn họ tâm tạng đều bỗng nhiên siết chặt. Mắt thấy Lâm Tầm thân đã hãm cấp tốc bên trong, đã thấy một đạo mênh mông khổng lồ thanh sắc long ảnh, bỗng nhiên từ Lâm Tầm trong lòng bàn tay xông ra, hung hăng hất lên đuôi. Khâu đạo sĩ đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, thân thể trực tiếp bị quất bay đi ra ngoài, giống bóng ra, bay ngược trên hư không. Trong quá trình này, hắn miệng mũi phun máu, thân thể đều bởi vì thống khổ mà run rẩy kịch liệt. Nhưng còn không đợi hắn phản ứng, vốn tựu ở thiên khung phía dưới thanh đồng nghĩ, đã là ngang nhiên bạo sông mà đến, nhân cơ hội triển khai chí mạng sát phạt. Thuấn Tịch, Mộc phu nhân bọn người trợn mắt hốc mồm. Cái này một loạt biến hóa, cơ hồ đều tại trong chớp mắt phát sinh, nhưng quá trình chi hung hiểm, nhưng đủ để khiến bất cứ ai sợ hãi. Lại xem Lâm Tầm trước người, quay quanh lấy một đầu toàn thân xanh biếc, khoảng chừng dài trăm trượng, thân thể uốn lượn giống như dãy núi bàng đại giao long. Một đôi con ngươi lãnh u, phóng thích ra làm người sợ hãi kinh khủng uy thế. Cái này, lại là một con uy thế hồn nhiên không kém gì kia thanh đồng nghĩ sinh linh, khí tức chi thịnh, để Thuấn Tịch bọn họ đều hô hấp cứng lại. Nguyên bản, xuất hiện một con thanh đồng nghĩ, tựu để một đám lão quái vật rung động, cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng hiện tại, lại xuất hiện một con thực lực thâm bất khả chắc xanh biết giao long, điều này làm cho những lão quái vật kia cũng không khỏi hoảng hốt, tâm thần động lay động. Bao nhiêu năm, chính là ở trong đế quan trường thành này, đều cực ít sẽ phát sinh như thế không thể tưởng tượng chuyện. Mà Minh Tử, đã triệt để mắt trợn tròn. Trên người mình bảo vật đông đảo không giả, nhưng Lâm Tầm kia trên người như thế nào có được nhiều như thế không thể tưởng tượng nổi kinh khủng đồ vật tương trợ. Chỉ là Lâm Tầm bây giờ, căn bản không thèm để ý những này, hắn ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm trên bầu trời thanh đồng nghĩ, nói con kiến nhỏ, xem ra vừa rồi ngươi rất không nghe lời a. Có phải hay không cảm giác bị ta một cái nho nhỏ chân thánh khống chế, thật mất mặt. Con kiến nhỏ. Xưng hô thế này đối với một vị chiến lược kinh khủng vô biên chuẩn đế mà nói, không thể nghi ngờ mang theo sỉ nhục hương vị. Nhưng thanh đồng nghĩ đã không lo được những này, nó giống như có chút bối rối, nói, bản tọa tuyệt không nảy tâm, trước đó chẳng qua chỉ là lơ là sơ suất, về sau tuyệt đối sẽ không lại phát sinh. Ha ha, không thành thật, lấy chiến lược của ngươi, giết chết lão già kia cũng bất quá trong chốc lát chuyện. Nhưng vì sao muốn kéo dài đến hiện tại? Còn không phải là nghĩ tìm một cơ hội, mượn đao giết tiểu tử này, do đó nhất cử từ kim thiền bố trí trong cấm chế nhất cử thoát khốn. Xanh biết giao long cười lạnh, nó giống như không ngại vạch trần thanh đồng nghĩ chân chính tâm tư. Lâm Tầm sắc mặt càng thêm âm trầm. Thanh đồng nghĩ nổi điên, quát ầm lên, lão rắn, ngươi đừng muốn vu oan hãm hại, bản tọa nhưng thề với trời, chưa từng như thế gì tâm. Buồn cười, đạt đến ngươi ta cảnh giới cơ này, còn nói gì lời thề, cái này chư thiên trên dưới, lại có cái gì lời thề có thể ước thúc người ta. Xanh biết giao long cười nhạo. Thuấn Tịch bọn người kinh ngạc khó hiểu, có chút xem không hiểu. Vô luận thanh đồng nghĩ, vẫn là kia xanh biết giao long, dù nghe lệnh của Lâm Tầm, nhưng thoạt nhìn dường như đều có tâm tư khác, rõ ràng không phải loại lương thiện. Thanh đồng nghĩ còn muốn nói gì nữa, Lâm Tầm đã đứt nhưng hét lớn, đủ. Các ngươi đã không thành thật, vậy thì đều cút trở về cho ta. Lúc nói chuyện,
Hắn lòng bàn tay băng tuyết lá cây đột nhiên nổi lên kỳ dị ánh sáng, xung danh một cỗ chí cao vô thượng kinh khủng uy thế, quét ngang thiên vũ. Không! Thanh Đồng nghĩ kinh hãi, nhưng tiếng nói còn chưa rơi xuống, thân thể ấy tựu không ngừng thu nhỏ, sau cùng hóa thành hạt vừng giống như miều con kiến nhỏ, bị một lần nữa phong ấn tại băng tuyết lá cây. Cùng lúc đó, mới vừa vặn xuất hiện xanh biết giao long cũng khẩn trương, gầm thét lên, tiểu hữu, ta vừa cứu ngươi một mạng, vì sao muốn như thế đối với ta? Nhưng Lâm Tầm mắt điếc tai ngơ, rất nhanh, xanh biết giao long cũng bị phong ấn. Kim Thiền ngươi chờ bản tỏa thành đế, tất báo thù này. Giữa thiên địa, vẫn vang rồi xanh biết giao long tràn ngập không cam lòng, phẫn nộ gào thét. Chỉ là, trong tràng bầu không khí đã là trở nên vô cùng áp bức. Biến cố bất thình lình này, khiến ai cũng có chút phản ứng không kịp. Quá bất khả tư nghị, hai cái kinh khủng đến mức không cách nào tưởng tượng sinh linh, lại tại trong tay Lâm Tầm một điểm sức phản kháng cũng không có, cái này ai dám tin tưởng. Cho dù là Khâu đạo sĩ, thần sắc đều một trận hoảng hốt, trước đó, hắn thế nhưng là bị giết đến quang mũ cởi giáp, nhiều lần bị tổn thương, đều sắp chống đỡ không nổi. Chưa từng nghĩ, trong trước mắt, hai cái đại địch đều không gặp. Khi nhìn về phía Lâm Tầm, hắn trong con ngươi đã là mang lên không nói ra được kiêng kỵ, tiểu tử này. Rốt cục là từ đâu xuất hiện, như thế nào có được quỷ dị như thế thủ đoạn. Chợt, ánh mắt của hắn tựu rơi tại Lâm Tầm lòng bàn tay kia một mảnh như băng tuyết óng ánh trên phiến lá, hiển nhiên, tất cả mọi thứ nguyên do, đều ở trong đó. Một viên lá cây, nhưng có thể phong ấn hai vị chuẩn đế cảnh sinh linh khủng bố, để bọn họ mặc cho bài bố, mệnh bất do kỷ, ngay cả dãy giụa khí lực cũng không có. Cái này đáng sợ đến mức nào? Trong não hải Khâu đạo sĩ đột nhiên hiện ra một ý niệm trong đầu. Đế binh. Cái này thoạt nhìn không bắt mắt băng tuyết lá cây, nhất định là một kiện đế binh, nếu không, không thể phong ấn được loại kia sinh linh khủng bố. Mà hắn nhìn về phía mắt của Lâm Tầm ánh sáng, cũng lộ ra một vệt sát cơ mãnh liệt. Lần này, chẳng khác gì là triệt để đem kẻ này đắc tội thảm, nếu không nhân cơ hội diệt trừ, về sau chú định tai họa vô cùng. Thà rằng như vậy, không bằng nhân cơ hội này, nhất cử đem diệt sát, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, quan trọng nhất chính là lại có thể đoạt được kia một viên hư hư thực thực đế binh băng tuyết lá cây. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu Tử, Thuấn Tịch, Mộc Phu Nhân bọn người cũng đều phát giác được kia một mảnh băng tuyết lá cây phi phàm. Lại xem thần sắc của Khâu đạo sĩ, trong lòng bọn họ cùng nhau thầm kêu một tiếng không tốt. Trước mắt, kia hai đầu sinh linh khủng bố đã bị phong ấn, cho dù lại xuất hiện, chỉ bằng bọn chúng trước đó kia phẫn nộ vô biên bộ dáng, chỗ nào khả năng sẽ còn thay Lâm Tầm hiệu lực. Vút, căn bản không chờ mọi người phản ứng, Khâu đạo sĩ đã na di hư không, còn như quỷ mị, xuất hiện ở trước người Lâm Tầm, một trường nhấn ra. Tốc độ nhanh chóng, kinh thế hãi tục. Chỉ là, sau một khắc, hắn tự phát ra tiếng kêu thảm, nhô ra tay phải trực tiếp bị một đạo mỹ lệ chói lọi kiếm khí chặt đứt. Kiếm khí kia thậm chí có một loại kinh thế yêu dị cảm giác, phong mang cũng là bén nhọn đáng sợ. Nếu không phải Khâu đạo sĩ né tránh kịp thời, xa xa độn mở, một kiếm này cũng có thể đem giết. Còn có, Khâu đạo sĩ sắc mặt đại biến, tóc tai bù xù, một mặt kinh hãi. Trước đó, hắn đã bị Thanh Đồng Ý giết đến bị thương từng đống, hiện tại lại bị chém rụng tay phải, tuy nói trong trước mắt tiểu khép lại khôi phục lại, nhưng tại kiếm khí xâm nhập phía dưới, cũng là để hắn khổ không thể nói. Nhất khiến tâm hắn sợ chính là, ở trước người Lâm Tầm, đứng thẳng một gốc yêu dị tiêu tốn. Nó toàn thân xích hồng như đốt, cánh hoa óng ánh mỹ lệ, bay lả tả ra quang vũ hóa thành ước vạn mịt mờ kiếm khí, thần bí mà đáng sợ. Cái này, tự nhiên là Thiên Vũ Kiếm Hoa, một loại thiên sinh địa dưỡng cổ xưa dị chủng, sớm tại thời đại thượng cổ đã thành danh, chỉ kém một cái cơ hội, lại có thể bước vào đế cảnh, thực lực vô cùng đáng sợ. Năm đó tại Tang Lâm Địa, Triệu Nguyên Cực từng nói, cái này Thiên Vũ Kiếm Hoa chính là một trong sinh linh khủng bố nhất bên trong Tang Lâm Địa không thể trêu chọc. Hoa này vừa mới xuất hiện, cho thấy kinh thế thần uy tự quét sạch toàn trường, Thuấn Tịch, Mộc Phu Nhân bọn người không còn gì để nói. Cư nhiên thật còn có. Đồng thời xem khí tức, cái này một gốc yêu hoa uy thế, rõ ràng muốn so với kia lực lượng lớn Thanh Đồng Nghĩ cùng xanh biết giao long còn phải mạnh hơn. Mà bực này kinh khủng tồn tại, lại cũng bị phong ấn tại kia nho nhỏ một mảnh băng tuyết lá cây bên trong, cái này không thể nghi ngờ quá khiến cho người rung động. Vừa rồi kia con kiến cùng rắn biểu hiện ngươi đều trông thấy, hiện tại, ngươi minh bạch nên làm như thế nào đi. Lâm Tầm mở miệng, đánh phá yên tĩnh. Ánh mắt của hắn u lãnh chi cực, nếu nói lúc mới đầu, hắn còn không có nhất định tâm tư của Khâu đạo sĩ, như vậy hiện tại, hắn đã vô pháp tha thứ lão già này lại sống sót.
Bản tọa còn sẽ không giống bọn họ như thế ngu. Thiên Vũ Kiếm Hoa mở miệng, thanh âm bang bang như kiếm reo, trong nháy mắt, nó khí cơ như bài sơn đảo hải, khóa chặt nơi xa Khâu đạo sĩ. Minh Tử, đi mau. Khâu đạo sĩ sắc mặt đại biến, không hề do dự xoay người bỏ chạy. Hắn đã không kịp đi mang Minh Tử chung một chỗ trốn, chỉ có thể mở miệng nhắc nhở. Oanh! Thân là chuẩn đế, đã sớm đem không gian pháp tắc nhớ ký trong lòng, lấy thực lực của Khâu đạo sĩ, như toàn lực mà chạy, ở trong đế quan trường thành này, còn không có mấy người có thể ngăn cản hắn. Nhưng lúc này đây, nhưng xảy ra bất chắc. Một cánh hoa vô thanh vô tức, bay xuống tại Khâu đạo sĩ con đường phía trước, nhu hòa mà kiểu diễm, có một loại yêu dị mê ly cảm giác. Nhưng trong nháy mắt, Khâu đạo sĩ nhưng cả kinh con ngươi khuếch trương, hồn nhi đều kém chút xuất hiện, na di trong hư không thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Ông! Cánh hoa lặng yên tàn lụi, nhưng có ước vạn mịt mờ kiếm khí nổi lên, lấy phô thiên cái địa chi thế, đem nơi đó thiên địa bao phủ. Xa xa nhìn lại, tựa như một tràng kiếm khí ngân hà, từ cửu thiên mà hàng, che phủ càn khôn. Không! Kia đầy trời kiếm khí, đã không nhìn thấy thân ảnh của Khâu đạo sĩ, nhưng hắn kia thê lương, hoảng sợ, không cam lòng gào thét nhưng vang vọng thiên vũ. Thuấn Tịch, Lăng Tiêu Tử, Mộc phu nhân phải sợ hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, tay chân phát lạnh. Một màn này quá khiến người sợ hãi. Khâu đạo sĩ cũng không phải bình thường chuẩn đế, chiến lực chi mạnh đều đủ để đưa thân đế quan trường thành trước người chi liệt. Nhưng hiện tại nhưng như chết chìm tại kiếm khí trong biển rộng một chiếc lá lục bình, trong chớp mắt mà thôi, tự bị chấn sát trong đó. Đừng bảo dãy giụa, ngay cả ngăn cản đều không làm được. Chưa nói tới Thỏ Tử Hồ Bi, nhưng Thuấn Tịch bọn họ lúc này, lại đều có một loại bị chấn nhiếp cảm giác, tâm trạng run cầm cập. Kia yêu dị kiếm hoa, sao có thể đáng sợ như thế? Nó, chẳng lẽ là một tôn nửa bước đế cảnh? Mà lúc này, Lâm Tầm nhưng không kịp rung động, tại Khâu đạo sĩ trốn chạy một cái chớp mắt, hắn cũng đem khí cơ khóa chặt ở trên người Minh Tử, ngay lập tức tự triển khai sát phạt. Ai có thể nghĩ, Minh Tử cũng không biết vận dụng gì các loại thủ đoạn, cả thân thể trong nháy mắt hư hóa, hóa thành từng sợi huyết sắc khói dáng trừ khử. Chiến lược của Lâm Tầm kinh khủng bực nào, nhưng lại căn bản không có cách đánh nát kia từng sợi nhu hòa khói dáng. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn xem Minh Tử ở trước mắt biến mất không thấy. Lâm Tầm, ta sẽ còn trở lại. Đây chính là Minh Tử lúc gần đi lưu lại lời nói, mang theo khắc cốt hận ý, phẫn nộ cùng băng lãnh. Lâm Tầm thần sắc sáng tối chập chờn. Khâu đạo sĩ bực này chuẩn đế đều bị đánh chết, nhưng hết lần này đến lần khác giống Minh Tử dạng này tuyệt đỉnh thánh nhân nhưng bình yên vô sự trốn chạy, cái này không thể nghi ngờ lộ vẻ rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Lâm Tầm mơ hồ đoán ra, Minh Tử trốn chạy chỉ sợ cùng kia luyện thần hồ có quan hệ. Cũng chỉ có loại kia thần dị vô biên bảo vật, mới có thể có được như thế không thể tưởng tượng uy năng. Đưa bảo đồng tử, ta nhưng rất chờ mong lần sau cùng ngươi gặp nhau. Lâm Tầm cười một tiếng, không nghĩ nhiều nữa. Khi ánh mắt của hắn nhìn sang, Thuấn Tịch, Mộc phu nhân, Lăng Tiêu Tử chờ một đám lão quái vật đều thần sắc quái dị, hai đầu lông mày khó nén rung động. Nhất là khi ánh mắt nhìn sang Lâm Tầm, tựu giống như nhìn chằm chằm một cái quái vật. Đúng thế, quái vật. Cửu cung đối dịch bên trong, Lâm Tầm giấu sát chiêu tại ngoài cuộc, để có đế quan trường thành đạo thứ nhất văn tông sư thanh danh tốt đẹp Lăng Tiêu Tử đều thán phục, tự nhận không bằng. Điều này làm cho một đám lão quái vật ý thức được, Lâm Tầm là một cái đủ để ở trên linh văn một đạo vang dội cổ kim tuyệt thế yêu nghiệt, tiền đồ chú định bất khả hạn lượng. Nhưng đi qua cùng Minh Tử một trận tỉ thí về sau, bọn họ lúc này mới phát hiện, loại này nhận biết quá mức phiến diện, Lâm Tầm không chỉ là linh văn tạo nghệ xuất thần nhập hóa, ngay cả tự thân chiến lược đều có thể xưng nghịch thiên. Tuyệt đỉnh chân thánh cảnh, lại còn sáng lập ra tự thân pháp, ổn ép Minh Tử một đầu, cái này cho dù là phóng mắt cổ hoang vực, từ xưa đến nay tuế nguyệt, lại có bao nhiêu người có thể cùng Lâm Tầm sánh vai. Bắt đầu từ lúc đó, tại một đám lão quái vật trong mắt, Lâm Tầm tự song khác nhau hoàn toàn. Cho nên, khi biết được Khâu đạo sĩ cùng Minh Tử chung một chỗ trước đến báo thù, bọn họ không hề do dự đều đứng ra thay Lâm Tầm ra mặt. Có thể để bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, từ đầu đến cuối, căn bản không cần bọn họ nhúng tay, Lâm Tầm một người, tự giải quyết trận nguy cơ này. Thậm chí, Lâm Tầm cho thấy thủ đoạn, khiến bọn họ đều rung động, vì đó rung động. Một cái lực áp Lăng Tiêu Tử linh văn tông sư, một cái tại tự thân pháp tranh phong bên trên lực áp Minh Tử tuyệt đỉnh chân thánh, còn có khống chế một đám sinh linh khủng bố xuất chiến thủ đoạn. Tất cả mọi thứ, lại tất cả xuất hiện tại Lâm Tầm trên người một người, ai lại có thể bình tĩnh. Toàn bộ dương quan, đều vào thời khắc này yên lặng.
Âm thầm mắt thấy tất cả mọi thứ các lão quái vật, tất cả đều trầm mặc, nội tâm khuấy động lăn lộn, thật lâu không có cách bình tĩnh. Đặc biệt là Khâu đạo sĩ chết, mang cho bọn hắn quá lớn kích thích cùng rung động. Đây chính là một vị chuẩn đế, đóng giữ đế quan trường thành bên trong không biết bao nhiêu năm tháng, sinh thời, không biết bao nhiêu địch nhân chết thảm tay. Nhưng cứ như thế một vị chiến công chói lọi chuẩn đế, tự như thế bị giết. Là Lâm Tầm kẻ này kém sao? Chưa nói tới. Khâu đạo sĩ vốn chính là vì trả thù mà đến, ngang ngược mà cường thế, cực kỳ bá đạo, đục không đem Lâm Tầm dạng này một cái tiểu bối để ở trong mắt. Nếu nói kém, cũng coi là Khâu đạo sĩ tự tìm. Chỉ là, vừa nghĩ đến Khâu đạo sĩ nhân vật bậc này cứ như thế chết, tất cả mọi người khó tránh khỏi có chút tiếc hận, than thở không thôi. Tiểu Hiếu, người đại khách có thể khỏi phải đề phòng cảnh giác tại bản tòa cùng những cái kia ngu xuẩn vật không giống, nếu không, cũng sẽ không nghe ngươi chi mệnh, đem con vật nhỏ kia giết chết. Thiên Vũ kiếm hoa chập chờn, toàn thân đỏ chét như hà, hiện ra mịt mờ mỹ lệ quang trạch, nó thanh âm bang bang như kiếm reo, nhưng khi đối đãi Lâm Tầm, lại có vẻ có chút ôn hòa. Vật nhỏ. Lâm Tầm con ngươi nổi lên dị sắc, Khâu đạo sĩ là cường đại cỡ nào một vị chuẩn đế, nhưng đến Thiên Vũ kiếm hoa trong miệng, lại thành vật nhỏ. Thiên Vũ kiếm hoa thanh âm mang theo không chút che giấu khinh thường, nói, 10 vạn năm trước thời đại thượng cổ, bản tọa liền đã chứng đạo chuẩn đế chi cảnh, ẩn núp tang lâm địa vô ngần tuế nguyệt, chỉ thiếu một cái cơ hội, thì có thể thuận thế bước vào đế cảnh, như thế nào kia, vật nhỏ có thể so với. Dừng một chút, hắn mỉm cười nói, đương nhiên, ngươi có lẽ lấy bản tọa là tự biên tự diễn, nhưng cho dù là so đấu cùng tuổi tác, bản tọa sinh ra, tiên tổ vật nhỏ này chỉ sợ còn chưa có xuất hiện tại thế. Nơi xa phấn tịch, Lăng Tiêu Tử bọn người nghe thế, cũng không khỏi xấu hổ. Bọn họ bị đương thời chi người coi là lão quái vật, nhưng rất hiển nhiên, tại Thiên Vũ kiếm hoa loại này, hóa thạch sống, tồn tại trước mặt, xác thực cũng là một đám tiểu bối. Cứ việc, bọn họ cùng là chuẩn đế chi cảnh, nhưng đạo hành chi sâu cạn, chiến lực chi cao thấp, nhưng một cái ở trên trời, một cái tại đất hạ, căn bản không cách nào so sánh được. Cho dù không đề cập đến cái này Thiên Vũ kiếm hoa, giống trước đó xuất hiện Thanh Đồng Nghĩ, xanh biết giao long, rõ ràng cũng đều là một đám cổ xưa chi cực sinh linh khủng bố. Tiểu Hiếu, bản tòa hiện tại rốt cục minh bạch, vì sao Kim Thiền muốn để chúng ta trước đến nơi đây? Bỗng nhiên, Thiên Vũ kiếm hoa trong thanh âm mang theo một tia dị dạng, thậm chí là một loại hiếm thấy vô cùng kích động. Cái này rộng lớn cổ xưa chiến trường chi địa, lưu lại rất nhiều thuộc về chân chính đế cảnh cường giả lưu lại khí tức, mỗi một loại khí tức, đối với chúng ta mà nói, đều có thể so với là một trận vô thượng tạo hóa. Nói xong lời cuối cùng, Thiên Vũ kiếm hoa thậm chí có một loại hoảng hốt chi sắc. Buồn cười kia Thanh Đồng Nghĩ cùng Thanh Viêm Long còn đối với Kim Thiền oán hận vô cùng, những thứ ngu xuẩn này căn bản không rõ ràng, Kim Thiền là cho chúng ta chỉ điểm một đầu càng tiếp cận đế cảnh dương quan đại đạo. Thiên Vũ kiếm hoa dứt câu, trong tràng hoàn toàn yên tĩnh. Trong lòng Lâm Tầm cũng không có cách bình tĩnh. Đế quan trường thành, từ vạn cổ đến nay hoành tuyệt tiền tuyến, sừng sững bất hủ. Lúc trước thần cơ các dần lão liền từng nói, thành này chính là một đám đế cảnh hái vực ngoại tinh thần đắp lên mà thành, vắt ngang thiên địa, giống như vĩnh hằng lạch trời bích trướng, ngăn địch tại bên ngoài. Từ xưa đến nay, liền có cổ hoang đệ nhất lạch trời, đế tôn dừng bước chi địa, uy danh hiển hách. Thành này kéo dài vô ngần, đều là khai thiên lập địa cảnh tượng, hỗn độn khí tràn ngập, từng khỏa tinh thần vần quanh trong đó, quá mức hùng hồn cùng nguy nga. Lâm Tầm lần đầu đến, ngay lập tức tự phát giác được, ở đây trên thành hạ, bao trùm lấy vô thượng cấm chế, tràn ngập lấy thuộc về khí tức của đế cảnh, hùng bá càn khôn. Chỉ là Lâm Tầm lại không nghĩ đến, Thiên Vũ kiếm hoa, lại sẽ xem nơi đây vì tiếp cận đế cảnh dương quan đại đạo, cũng vì thế mà kích động, cảm khái. Một đám lão quái vật trong lòng thì có chút phức tạp. Bọn họ đóng tại cái này đế quan trường thành không biết bao nhiêu năm tháng, đương nhiên rõ ràng nhất Thiên Vũ kiếm hoa chỗ nói cũng không có sai. Nơi đây, xác thực lạc ấn lấy thật nhiều đế cảnh cường giả khí tức. Giống như cái này, dương quan, bên trong, tự có một chỗ cấm địa, giống như hỗn độn, có ngân sắc lôi điện lấp lóe trong đó, vô tâm ma đế, một tia lạc ấn khí tức liền tồn tại đến nay còn tại tưởng niệm thê tử của hắn. Thuấn tịch, Lăng Tiêu Tử bọn họ cũng từng nghĩ tới, phải chăng có thể từ những này đế cảnh khí tức bên trong suy nghĩ ra một chút đối với tu hành có chỗ ích lợi huyền diệu, đồng thời thử qua không chỉ một lần. Nhưng cuối cùng đều là thất bại. Thậm chí khi có người muốn cưỡng ép luyện hóa một tia đế cảnh khí tức, giống như xúc phạm cấm kỵ lực lượng, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Từ đó về sau, cái này đế quan trường thành bên trong liền lại không có người dám đánh đế cảnh khí tức chủ ý.
Mà bây giờ, Thiên Vũ Kiếm Hoa rõ ràng dự định làm như thế. Lấy nhãn lực của nó, chẳng lẽ nhìn không ra những này đế cảnh khí tức không phải dễ dàng như vậy bị luyện hóa? Hoặc nói, nó khác có pháp môn. Đúng lúc này, Thiên Vũ Kiếm Hoa nhẹ nhàng lay động cánh hoa. Chỗ rất xa hư không, bỗng dưng lướt đi một tia xung danh đế cảnh uy thế khí tức khủng bố, giải rác một tia mà thôi, khi xuất hiện tại phiến thiên địa này, nhưng khiến một đám lão quái vật toàn thân cứng đờ, dùng mình, có đại nạn lâm đầu, sợ hãi bất lực cảm giác. Lâm Tầm lòng bàn tay băng tuyết lá cây nổi lên ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, phút chốc ở giữa, liền đem kia một tia xung danh đế cảnh uy thế khí tức khủng bố lấy đi, liếm vào mạch lạc bên trong. Cùng lúc đó, Lâm Tầm chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay băng tuyết lá cây, nhiều thêm một tia tối nghĩa thần bí, kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng đế cảnh khí tức. Thấy thế, Thiên Vũ Kiếm Hoa thanh âm mang theo một vệt dị sắc, kích động nói, nhìn thấy không, đây chính là tiếp cận đế cảnh con đường chìa khóa. Ai có thể nắm giữ, ai lại có thể luyện hóa tham ngộ đến đế cảnh huyền bí. Một đám lão quái vật hô hấp đều biến thành ồ ồ, nhìn sang Lâm Tầm trong lòng bàn tay băng tuyết lá cây ánh mắt đều trở nên nóng bỏng lên. Còn có một chút ở trong tối chú ý bên này động tĩnh lão quái vật, bây giờ cũng đều động dung. Một mảnh băng tuyết lá cây, không chỉ có thể phong ấn như Thiên Vũ Kiếm Hoa như thế sinh linh khủng bố, còn có được thu lấy đế cảnh khí tức thần diệu chi lực, cái này nên là cỡ nào thần dị một kiện bảo vật. Cũng không trách Thuấn Tịch, Lăng Tiêu Tử bọn họ rung động cùng động lòng. Thân là chuẩn đế, ai không khát vọng một ngày kia có thể đăng lâm đế cảnh, quan sát chư thiên, đặt chân chúng thánh chi tiên. Chỉ là muốn thành đế, thực sự quá khó. Ở trong đế quan trường thành này, có không biết bao nhiêu chuẩn đế đóng giữ trong đó không thiếu một chút kinh tài tuyệt diễm nhân vật cường hoành. Nhưng thẳng đến bây giờ, cũng không một người đụng chạm lấy đế cảnh chi cửa. Cho nên, khi dạng này một mảnh băng tuyết lá cây xuất hiện, đối với những lão quái vật này mà nói, quả thực giống như trông thấy một cái thông hướng đế cảnh hy vọng. Ai, lại có thể không động tâm? Thời khắc này, Lâm Tầm sắc mặt thì hơi đổi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Vũ Kiếm Hoa, ngươi cũng dự định học một chút kia con kiến nhỏ, gắp lửa bỏ tay người, mượn đao giết người. Thiên Vũ Kiếm Hoa liền vội vàng giải thích, tiểu hữu, có bản tọa tại, ai còn dám gây bất lợi cho ngươi hay sao? Bản tọa trước đó chỉ là quá mức kích động, đến mức nhiều nói một chút lời không nên nói. Dừng một chút, nó trở nên đằng đằng sát khí, tiểu hữu như không yên lòng, ta đem nơi đây những bọn tiểu bối này toàn bộ liền giết hết cho xong. Một câu nói, sát khí kinh ngạc càn khôn, phụ cận các lão quái vật đều bỗng nhiên tỉnh lại, như Mộc Phu Nhân, Thuấn Tịch, Lăng Tiêu Tử bọn người, đều không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ. Trước đó, bọn họ lại cũng sinh lòng tham lam, kém chút làm mờ lý trí. Mà thôi, ngươi vẫn là trở về ở lại đi. Lâm Tầm thần sắc sáng tối chập chờn. Vô luận là Thanh Đồng Nghĩ, Xanh Biếc Giao Long, vẫn là cái này Thiên Vũ Kiếm Hoa, không có một cái là đèn cạn dầu, tâm tư quỷ quyệt khó lường, khiến Lâm Tầm không thể không phòng. Dù sao, mấy cái này sinh linh khủng bố đều là dùng cho thành đế nội tình tồn tại, thực lực, thủ đoạn, trí tuệ không thiếu một cái. Như hoàn toàn tin tưởng bọn họ, nói không chắc lại có thể đem mình đùa chơi chết. Ngoài ý muốn là, Thiên Vũ Kiếm Hoa tuyệt không phản kháng cùng giải thích, ngữ khí ôn hòa mà nghiêm túc. Cũng tốt. Tiểu hữu có chỗ cảnh giác là bình thường, bản tọa liền về trước đi, nếu có mắt không mở đồ vật kiếm tiểu hữu phiền phức, hay là tiểu hữu cần phải cái khác trợ giúp, cũng có thể đến kiếm bản tọa. Vút! Không đợi Lâm Tầm động thủ, Thiên Vũ Kiếm Hoa liền hóa thành một tia rực rỡ ánh sáng, chủ động lướt vào kia băng tuyết lá cây bên trong. Lấy lui làm tiến à! Lâm Tầm thần sắc lại là một trận sáng tối chập chờn. Nửa ngày, hắn mới hít sâu một hơi, tâm trạng khôi phục không chút rung động. Mặc kệ Thiên Vũ Kiếm Hoa có tính toán gì, chờ nhìn thấy thần tiên sinh về sau, hắn liền sẽ dựa theo Kim Thiền thanh niên căn dặn, đem cái này băng tuyết lá cây giao ra. Về phần chuyện của sau này, tựu không có quan hệ gì với hắn. Nói ngắn gọn, đối với Lâm Tầm mà nói, băng tuyết lá cây giống như một thanh kiếm hai lưỡi, mà trước mắt hắn còn không có khống chế nó năng lực, có chút một tia sơ suất, tựu khả năng bị cắt tổn thương đến. Thà rằng như vậy, vẫn là nhanh lên đem vật này đưa ra ngoài vì tốt. Lâm Tầm thu hồi băng tuyết lá cây về sau, nguyên bản muốn nói một ít gì đó, nhưng khi nhìn thấy Thuấn Tịch, Lăng Tiêu Tử, Mộc Phu Nhân đám người trên mặt kia vẻ phức tạp, trong lòng không khỏi thở dài. Các vị tiền bối, hôm nay vãn bối có chút mệt mỏi, đi về nghỉ trước. Lâm Tầm ôm quyền ra âm thanh. Tiểu hiếu. Mộc Phu Nhân hít sâu một hơi, nói, hôm nay phát sinh sự tình, quả thật quá không thể tưởng tượng, ta dự định nhóm lửa, đế tức phong hỏa, đem tin tức ngay lập tức báo cho thần tiên sinh. Để hắn tự thân đến chủ trì đại cục, ngươi cảm thấy thế nào?
Lâm Tầm khẽ giật mình, trong lòng tuôn ra ấm áp. Một câu nói, y vì không nói cũng rõ, hôm nay Khâu đạo sĩ chết, còn phát sinh nhiều chuyện như vậy, mấu chốt nhất chính là, hiện nay ở trong Dương Quan này, chỉ sợ đều đã rõ ràng trong tay Lâm Tầm có một mảnh thần gì khó lường băng tuyết lá cây. Ở thời điểm này, mời thần tiên sinh trở lại chủ trì đại cục, không thể nghi ngờ đối với Lâm Tầm có lợi nhất. Đa tạ tiền bối. Lâm Tầm nghiêm túc hành lễ. Mục phu nhân lộ ra một vệt ý cười, đi đi, nghỉ ngơi thật tốt một phen, còn có, phải cẩn thận trong tay ngươi những sinh linh khủng bố kia. Lâm Tầm gật đầu một cái, liền vội vàng rời đi. Mưa gió sắp đến, đế quan không yên. Lăng Tiêu Tử phát ra một tiếng thở dài. Nguyên vốn thuộc về thần tiên sinh Thanh Đồng đại điện bên trong. Lâm Tầm khoanh chân ngay tại chỗ, đem băng tuyết lá cây thả ở trước mắt nhìn chăm chú, lâm vào suy nghĩ. Năm đó tại Tang Lâm Địa Vạn Kiếp Đế Cung bên trong, Kim Thiền Thanh Niên lấy vô thượng thủ đoạn, mang đi một nhóm chuẩn đế nhân vật. Như Tử Diệu Đế Quốc Đại Đế, Đế Hậu, Triệu Thái Lai, Thanh Lộc Học Viện Viện Trưởng. Như Vu Cửu Trọng, Cú Thiên Hành. Còn nổi danh gọi Phi Lam Huyết Sắc Phi Nga, cùng cưỡi Bạch Ngưu, diện mạo như đồng tử huyết liên lão tổ. Đồng thời, cũng có một nhóm chuẩn đế bị trấn áp tại cái này băng tuyết lá cây bên trong, giống Thiên Vũ Kiếm Hoa, Xanh Biếc Giao Long, Thanh Đồng Nghĩ các loại. Lâm Tầm còn rõ ràng nhớ tới, Kim Thiền Thanh Niên rời khỏi lúc từng nói, về sau nếu có cơ hội, mang theo vật này, đi một chuyến chiến trường tiền tuyến, đến khi đó, bị phong ấn tại này lá cây chuẩn đế mong muốn triệt để giải thoát, chỉ có lập công chuộc tội, vì cổ hoang vực xuất chiến con đường này có thể chọn. Lúc đó, Lâm Tầm không hề do dự liền đáp ứng, nguyên nhân rất đơn giản, Kim Thiền Thanh Niên làm như vậy, là vì toàn bộ cổ hoang vực. Loại kia ngực lớn vạt áo cùng đại khí phách, để Lâm Tầm thản nhiên nhớ đến thời đại Thái Cổ Thái Huyền Kiếm Đế, Tinh Giả Thánh Phật, Vô Ương Chiến Đế trở đại nhân vật, đều lỗi lạc quang minh, có kiêm tế thiên hạ chi tâm. Lập công chuộc tội, mới có thể giải thoát, nếu không đây, sẽ hay không một mực bị quản chế tại cái này băng tuyết lá cây phong ấn. Nếu như thế, đem bảo này giao cho thần tiên sinh, ngược lại có thể gọi là phúc không phải họa. Suy nghĩ hồi lâu, Lâm Tầm nhổ một ngụm chọc khí thật dài. Trước mắt, cũng chỉ chờ thần tiên sinh trở về. Thương Hải Quan, nơi này bị coi là đế quan trường thành quan trọng nhất, tam đại cứ điểm một trong. Mấy tháng trước, bát vực lực lượng hội tụ vào một chỗ, tập trung lực lượng phát động nhằm vào Thương Hải Quan tiến công. Bất quá, có thần tiên sinh, Cốc Lương Khúc chờ một đám chuẩn đế tỏa chấn. Địch nhân thế công dù sao đi nữa mãnh liệt, đều bị mỗi thứ đánh tan tại quan ngoại, không có cách tiến thêm. Ngày này, Thương Hải Quan, Phong Hỏa Đài, bỗng nhiên bốc cháy lên một đạo đế tức phong hỏa, gần như là ngay lập tức, một cái tin tức truyền đạt đến trong tay Cốc Lương Khúc. Khâu đạo sĩ thảm tao diệt sát, Minh Tử tung tích không rõ, bốn đầu Mặc Long Sư đều theo đó ngộ hại, còn mời Cốc Lương Khúc đại nhân mau tới Dương Quan. Khi xem xong tin tức, Cốc Lương Khúc sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Một cỗ uy thế kinh khủng khoách tán ra, kinh động thiên vũ. Hắn dáng người thon gầy, một bộ áo gai, tóc dài rối tung, tướng mạo cổ sơ kiên nghị, một đôi con ngươi giống như hảo hán uông dương thâm thúy. Khâu đạo sĩ chiến lực cường hán, những năm gần đây, một mực vi hắn Cốc Lương Khúc bôn tẩu cống hiến sức lực, có thể nói trung thành tuyệt đối, nhưng hôm nay, nhưng lại bị người sát hại. Đồng thời, bực này tin dữ vẫn là phát sinh ở trong đế quan trường thành. Cốc Lương Khúc vươn người đứng dậy. Thần sắc hờ hững phân phó nói. Chuẩn bị Na Di đại trận, bản tòa muốn đi Dương Quan đi một lần. Lời nói bình tĩnh, nhưng lại có ngút trời sát cơ lan tràn khuếch tán. Cùng lúc đó, một cái tin tức cũng truyền vào trong tay thần tiên sinh, nhìn xong, hắn thần sắc không khỏi nổi lên một vệt dị dạng. Khâu đạo sĩ lại chết tại Dương Quan. Chuyện này là sao? Cái này lúc trước, thần tiên sinh nhưng một điểm phong thanh đều không nghe thấy. Bất quá không bao lâu, thần tiên sinh tự thăm dò được tin tức, thế mới biết, trận này huyết tinh sự kiện, đúng là bởi vì Minh Tử cùng Lâm Tầm một trận giao phong mà khiến cho. Trong lúc nhất thời, thần tiên sinh cũng không nhịn được ngơ ngẩn, một lúc sau, hắn mới đưa ra quyết định, nói, phân phó, ta muốn trở về Dương Quan một chuyến. Hắn rất rõ ràng, Cốc Lương Khúc khẳng định cũng đã nhận được tin tức, đồng thời y theo Cốc Lương Khúc tính tình, biết được Khâu đạo sĩ tin chết về sau, chỉ sợ hiện tại đã triển khai hành động. Dương Quan bên trong, bầu không khí quỷ quyệt. Từ Lâm Tầm đến nơi đây về sau, có thể nói là không người hỏi thăm, bởi vì đóng giữ nơi đây lão quái vật, đều đem coi là một cái không đáng để ý tiểu bối, ai sẽ để ý. Thậm chí, cực ít có người biết hắn họ gì tên gì. Không phải cố ý coi thường, cũng chưa nói tới miệt thị, mà là thật không để ý. Nhưng hiện tại,
To như thế Dương Quan, chỉ cần không phải kẻ điếc, ai không biết Lâm Tẩm chi danh. Cửu cung đối dịch bên trong, thân là đế quan trường thành đạo thứ nhất Văn Tông Sư Lăng Tiêu Tử, ở trước mặt Lâm Tẩm thán phục nhận thua. Cùng Minh Tử trong quyết đấu, Minh Tử mất hết mặt mũi, trốn vào đồng hoang mà đi. Đánh cờ, chứng minh Lâm Tẩm dù thân là tiểu bối, cũng đã có đủ để cho đảm nhiệm Hà lão quái vật đều không có cách coi nhẹ nội tình. Mà tại cùng Minh Tử trong quyết đấu, Lâm Tẩm chỗ cho thấy thiên phú, chiến lực, thì chứng minh tại đại đạo tìm kiếm bên trên, cũng có thể xưng khoáng thế, về sau thành tựu chú định bất khả hạn lượng. Dạng này một cái tiểu bối, ai lại có thể không để ý. Như vẻn vẹn như thế, ngược lại cũng sẽ không để Dương Quan bên trong những lão quái vật này quá mức rung động, bởi vì thân là thánh nhân vương, hoặc là chuẩn đế bọn họ, căn bản không nhất thiết quá để ý những này. Lâm Tẩm thiên phú kinh diễm đến đâu, nội tình lại nghịch thiên, nhưng ở trên cảnh giới, cùng bọn họ cách biệt quá xa. Cho dù Lâm Tẩm về sau có thể lấy được không tầm thường thành tựu, đó cũng là chuyện của sau này. Nhưng khi Khâu đạo sĩ bị giết, Dương Quan bên trong những lão quái vật kia triệt để không có cách bình tĩnh. Một cái tiểu bối, nhưng bằng vào trong tay át chủ bài, đem một vị chiến đủ sức để đưa thân đế quan trường thành trước 10 chi liệt chuẩn đế giết chết, ai dám coi thường. Phóng mắt toàn bộ Dương Quan, đều kiếm không ra có thể cùng Khâu đạo sĩ rằng co nhân vật. Khâu đạo sĩ đều không phải đối thủ của Lâm Tẩm, chứ huống chi là bọn họ. Chuyện tiến triển đến đây, ai còn dám bày xuất thân vi, cao nhân tiền bối, tư thế đi đối xử Lâm Tẩm. Đặc biệt là khi phát giác được, trong tay Lâm Tẩm kia một mảnh băng tuyết lá cây thần diệu cùng kinh khủng về sau, Dương Quan bên trong những lão quái vật kia tâm cảnh, cũng theo đó triệt để biến. Có tham lam, có rung động, cũng có không ức chế được. Ở trong Dương Quan này, có lẽ Mộc Phu Nhân, Thuấn Tịch, Lăng Tiêu Tử bọn họ, sẽ xem Lâm Tẩm là bạn, sẽ không làm ra một chút sự tình bẩn thỉu. Nhưng người khác liền không chắc sẽ như thế. Tất cả, đều bởi vì trong tay Lâm Tẩm băng tuyết lá cây, đối với những lão quái vật kia mà nói, giống như một cái chí mạng dụ hoặc, sinh ra không thể ức chế. Hoàn hảo, có lẽ sẽ là kiêng kỵ tại Thiên Vũ Kiếm Hoa lực lượng kinh khủng, khiến cho ở trong Dương Quan này những lão quái vật kia, đều chỉ có thể cố nén trong lòng tham lam cùng, dễ dàng không dám ra tay. Nhưng cũng bởi vậy, toàn bộ Dương Quan bầu không khí, cũng theo đó trở nên quỷ quyệt, trở nên vi diệu. Chứng minh tốt nhất chính là, Lâm Tẩm chỗ tạm cư Thanh Đồng Đại Điện bên ngoài, nhiều thêm rất nhiều chú ý ánh mắt. Cũng có không ít lão quái vật bắt đầu lấy các loại lý do đăng môn bái phỏng. Hoàn hảo, tất cả mọi thứ bái phỏng, đều bị Lăng Tiêu Tử, Mộc Phu Nhân bọn người ngăn trở, nhưng trong lòng bọn họ nhưng có chút nặng nề. Bây giờ Lâm Tẩm, giống như trong hắc ám một mồi lửa bó đuốc, không thông báo hấp dẫn đến bao nhiêu bươm bướm. Nếu có chút không sợ chết bươm bướm khống chế không nổi nội tâm tham lam mà liều lĩnh nhào tới, hậu quả kia coi như khó nói. Đồng thời, Thuấn Tịch bọn họ cũng lo lắng, Lâm Tẩm tại phát giác được tất cả mọi thứ về sau, sẽ hay không sinh ra sát cơ, lựa chọn lấy bảo chế bảo thủ đoạn. Dạng này, đối với toàn bộ đế quan trường thành mà nói, không thể nghi ngờ là họa không phải phúc. Thất phu vô tội hoài bích có tội, một cái có thể tiếp cận thành đế con đường hy vọng, đủ để cho bất cứ cái gì chuẩn đế điên cuồng. Lăng Tiêu Tử than thở. Hắn quá rõ ràng trong tay Lâm Tẩm kia băng tuyết lá cây giá trị. Chuẩn sự tồn tại của đế cảnh, nhưng không phải không dính khói lửa trần gian thần linh, thế gian này đại đa số cơ duyên cùng bảo vật, có lẽ đều đã căn bản sẽ không khiến cho bọn họ chú ý. Nhưng kia băng tuyết lá cây, thì là một cái ngoại lệ. Tự hỏi lòng mình, cho dù là Lăng Tiêu Tử, Thuấn Tịch, Mộc Phu Nhân bọn họ, cũng đều không có cách không để ý dạng này một kiện tràn ngập vô thượng dụ hoặc côi bảo. Ở dưới tình huống như thế này, toàn bộ Dương Quan bầu không khí biến hóa cũng tựu không kỳ quái. Trước mắt, cũng chỉ có thể chờ Thận Tiên Sinh trở về chủ trì đại cục. Mộc Phu Nhân yếu ớt thở dài. Tất cả mọi thứ, Lâm Tẩm dù chân không bước ra khỏi nhà, nhưng lại có thể nhạy cảm phát giác được. Từ tu hành đến nay, hắn kinh lịch không biết bao nhiêu hiểm ác chuyện, làm sao không rõ ràng, băng tuyết lá cây tồn tại, sẽ trêu chọc đến bao nhiêu phong ba. Bất quá, Lâm Tẩm cũng không kiêng kỵ. Dù là không tá trợ những sinh linh khủng bố kia lực lượng, trong tay hắn còn có cái khác át chủ bài, chẳng qua chỉ là chưa từng nguyện lãng phí tài chuyện như thế bên trên mà thôi. Không đáng giá. Bất quá, vì ngăn ngừa gây phiền toái, Lâm Tẩm cũng chỉ có thể tạm thời ẩn cư, chân không bước ra khỏi nhà, tránh đầu sóng ngọn gió. Hắn đem thời gian cùng tâm tư tất cả dùng tại trên việc tu luyện. Dương Quan kia quỷ quyệt không khí vi diệu, tuyệt không tiếp tục bao lâu, tại Khâu đạo sĩ bị giết ngày thứ ba. Theo một trận na di trận pháp tiếng oanh minh vang vọng, Dương Quan bên trong bầu không khí theo đó biến đổi. Bởi vì,
Cốc Lương Khúc đến rồi. Đế quan Trường Thành, đóng giữ không biết bao nhiêu chuẩn đế cảnh cường giả, nhưng chỉ có Cốc Lương Khúc một người có thể được xưng đế quan Trường Thành thứ nhất. Uy vọng, chiến lược chi mạnh, vô luận xuất hiện ở đâu, thế chắc chắn sẽ trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Rất hiển nhiên, lần này Cốc Lương Khúc là bởi vì Khâu đạo sĩ chết mà đến. Nếu không, Thương Hải quan chiến sự khẩn trương như vậy, Cốc Lương Khúc chỗ nào khả năng hạ mình giá lâm nơi đây. Khi Cốc Lương Khúc từ Na Di đại trận đi ra, dương quan bên trong rất nhiều lão quái vật tất cả đều bị kinh động, trước tới đón tiếp. Trong lúc nhất thời, bên cạnh Cốc Lương Khúc, cũng là như chúng tinh cùng nguyệt, nổi bật được hắn giống như chúa tể xuất hành, uy thế không hai. Thuấn Tịch, Lăng Tiêu Tử, Mộc Phu Nhân bọn họ cũng đến, lúc trông thấy cảnh này, trong lòng đều lại là một trận nặng nề. Bọn họ đều không có nghĩ đến, Thần Tiên Sinh còn không đến, ngược lại là Cốc Lương Khúc ngay lập tức đến. Có thể nghĩ, Khâu đạo sĩ chết, để nội tâm Cốc Lương Khúc ra sao chờ phẫn nộ. Đem gần đây phát sinh tại chuyện của Dương Quan mỗi thứ nói cho ta. Cốc Lương Khúc một bộ áo gai, tóc dài rối tung, dáng người hùng vĩ cao, khuôn mặt cổ sơ kiên nghị, vừa mới đến, tựu ra lệnh, ngôn từ cũng không cường thế, nhưng cho người ta đập vào mặt mà đến áp bách. Mặt khác, mệnh lệnh tên kia gọi Lâm Tầm người trẻ tuổi đến gặp ta, ta cho hắn một khắc đồng hồ thời gian, một khắc đồng hồ về sau, như hắn không đến, ta tự thân đi gặp hắn. Trong chàng lập tức sao động. Thật nhiều lão quái vật đuôi lông mày lộ ra nét mừng, Cốc Lương Khúc này đến, hiển nhiên là muốn nghiêm trị Lâm Tầm tên tiểu bối này. Cũng có không ít người lo lắng, Cốc Lương Khúc vừa mới đến liền đem đầu mâu chỉ hướng Lâm Tầm, lỡ như bảo phát xung đột, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Mà Lăng Tiêu Tử hít sâu một hơi, bay nhanh truyền âm nói, lão Thuấn, ngươi cùng Mộc Phu Nhân bọn người chung một chỗ, đi đem Cốc Lương Khúc đến tin tức nói cho hắn, nhất thiết phải để hắn không nên vọng động, còn có, đừng để cái khác lão già kia tiếp cận, ta lo lắng có người sẽ nhân cơ hội gây sóng gió. Thuấn Tịch cùng Mộc Phu Nhân cùng nhau gật đầu, ngay lập tức tự muốn hành động. Nhưng đúng lúc này, Cốc Lương Khúc ánh mắt như điện liếc nhìn đến, trầm giọng nói, các ngươi lưu ở nơi đây, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được rời đi. Thuấn Tịch bọn người đều biến sắc mặt. Rất hiển nhiên, Cốc Lương Khúc cũng không phải là đối với chuyện của Dương Quan hoàn toàn không biết gì cả, mà là đến có chuẩn bị, tại trong nội tâm hắn, rõ ràng là đem bọn họ những người này xem như là cùng Lâm Tầm cùng một bọn. Cùng lúc đó, Cốc Lương Khúc đã ra lệnh, Tinh Phong, Nhiếp Đồ, hai các ngươi đi thông báo Lâm Tầm kia, ghi nhớ, không đắc dụng mạnh, miễn cho nói ta Cốc Lương Khúc ức hiếp hắn một cái tiểu bối, làm cho người ta chế nhạo. Lập tức, tự có hai người đứng ra. Một thân thể chắc nịch, dáng dấp thô kệch, cơ thể giống như thanh đồng chất lỏng đổ bê tông mà thành, trên người tràn ngập lấy kinh khủng thiết huyết chi khí. Một cái thì dáng người gầy như cây gậy trúc, giống như thư sinh yếu đuối, trong tay lung lay một thanh quạt sắt. Cái trước tên là Tinh Phong, cái sau tên là Nhiếp Đồ, đều là Cốc Lương Khúc dưới trướng tiếng tăm lừng lẫy chuẩn đế cảnh chiến tướng, thực lực một cái so với một cái đáng sợ. Thấy thế, Lăng Tiêu Tử sắc mặt lại là biến đổi, nhìn không được nói, Cốc huynh, Lâm Tầm chỉ là một cái tiểu bối, không cần như thế khuếch trương thanh thế. Cốc Lương Khúc hờ hững quét mắt nhìn hắn một cái, nói, trên đời này cái nào tiểu bối, dám gan lớn đến giết chết một vị chuẩn đế. Lăng Tiêu Tử, ta kính ngươi những năm này vì đế quan Trường Thành lập xuống không ít đại công, cho nên, ngươi cũng đừng để ta khó xử. Lăng Tiêu Tử vừa muốn lại nói cái gì, Cốc Lương Khúc đã phất phất tay, ngươi đừng nói nữa, nếu không đừng trách ta Cốc Lương Khúc không nể mặt ngươi. Ngôn từ cương quyết, không để lối thoát. Mà lúc này, Tinh Phong cùng Nhiếp Đồ đã triển khai hành động, cách lúc mở màn bên trong. Lăng Tiêu Tử thấy thế, sắc mặt trở nên âm trầm khó nhìn lên, nếu không phải hắn vì để tránh cho lại phát sinh xung đột, không thể sẽ để ý đến những này phá sự. Thật coi là Lâm Tầm là một cái tiểu bối, tự dễ khi dễ. À, kia băng tuyết lá cây thật có như thế thần diệu. Có một cái lão quái vật thấp giọng truyền âm, Cốc Lương Khúc nghe xong, sắc mặt không khỏi lộ ra một vệt dị sắc. Không sai, kia bảo vật thần dị khó lường, nếu có thể đem bảo này lưu tại đế quan Trường Thành, về sau đủ để phát huy ra tác dụng không thể tưởng tượng. Có người mở miệng, ánh mắt sáng rực, một câu nói, lập tức khiến cho không ít người động tâm. Nếu đem băng tuyết lá cây lưu lại, vậy bọn họ những lão quái vật này, nhưng đồng dạng có cơ hội đến gần kia một đầu thành đế con đường. Cốc Lương Khúc ánh mắt chớp động, liếc nhìn người khác, nói các người cũng nghĩ như thế. Thật nhiều người đều gật đầu. Một cái khuôn mặt khô gầy, dáng vẻ ung dung hắc bào lão giả càng là trực tiếp mở miệng, nói, Cốc đại nhân, theo ta thấy, lần này Lâm Tầm kẻ này nếu như đáp ứng đem bảo này giao ra, lúc trước hắn phạm phải đánh kém, ngược lại cũng có thể xem xét khoan thứ một hai.
Cốc Lương Khúc hừ lạnh, Khâu đạo sĩ làm sai chỗ nào, nhưng bị kẻ này tàn nhẫn sát hại, chẳng lẽ muốn bởi vì một kiện bảo vật, tự như thế tha kẻ này. Kia hắc bào lão già liền vội vàng nói, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, chúng ta vẫn là hy vọng cho kẻ này một cái cơ hội lập công chuộc tội, chờ hắn giao ra bảo vật, đem trấn áp cầm tù 1000 năm làm trừng phạt liền có thể. Cái khác lão quái vật cũng nhao nhao mở miệng, nghiễm nhiên đem Lâm Tầm xem như một cái phạm phải sai lầm lớn, nhưng còn có thể xem xét tha thứ. Đương nhiên, tha thứ tiền đề là, nhất định phải giao ra kia băng tuyết lá cây. Hoang đường. Mắt thấy từng cảnh tượng ấy, Thuấn Tịch, Mộc phu nhân đều tức giận đến ngực nhấp nhô, sắc mặt khó xem. Lăng Tiêu Tử càng là khống chế không nổi nội tâm phẫn nộ, quát to, Lâm Tầm có tội gì, lại bị các ngươi coi là tội nhân. Các ngươi thật coi là, Khâu đạo sĩ chết, tất cả đều là do Lâm Tầm. Vì một kiện bảo vật, liền đổi trắng thay đen, dùng bực này bẩn thỉu mánh khóe đến đối phó một cái tiểu bối, các ngươi. Mặt mũi cũng không cần sao. Tiếng như tiếng sấm, vang vọng toàn trường. Lăng Tiêu Tử nổi giận đùng đùng. Lăng Tiêu Tử một câu nói, tương đương với đem những lão quái vật kia nội tâm những tâm tư đó tất cả giải khai, để không ít người đều thần sắc âm trầm. Lăng Tiêu Tử, ngươi coi chúng ta là làm cái gì? Chúng ta làm như thế, còn không phải là vì tốt cho Lâm Tầm hắn. Có người quát tháo. Hừ, theo chúng ta biết, Lăng Tiêu Tử ngươi cùng Lâm Tầm kẻ này vô thân vô cố, hiện tại như thế duy trì bảo hộ kẻ này, cũng không phải là muốn chiếm được hào cảm của Lâm Tầm này, sau đó đem băng tuyết lá cây chiếm làm của riêng đi. Có người âm lãnh phỏng đoán, mang theo ác ý. Ai, mọi người đều là đạo hữu, sao phải vì một cái tiểu bối nổi giận. Lăng Tiêu Tử, Khâu đạo sĩ thế nhưng là bị kẻ này giết chết, kẻ này chẳng lẽ không muốn đánh đổi một số thứ. Cũng có người hòa giải, nhưng nói gần nói xa, vẫn là tại nhằm vào Lâm Tầm. Thấy thế, Lăng Tiêu Tử tức giận đến toàn thân đều một trận run rẩy, vì một trận cơ hội tiếp cận đế cảnh, những lão già này lại ngay cả ra mặt cũng không cần. Khỏi phải nói thêm nữa, ngươi không có nhìn ra sao, bọn gia hỏa này sớm đã bị tham lam chiếm cứ nội tâm, Cốc Lương Khúc đến, chẳng qua chỉ là cho bọn họ một cái cơ hội xuất thủ mà thôi. Mục phu nhân thần sắc băng lãnh truyền âm, loại người này, ngươi căn bản khuyên can không được. Lăng Tiêu Tử than thở, đều là buồn vô cớ, ta chỉ là rất thất vọng, không có nghĩ đến những lão già này sẽ bởi vì một kiện bảo vật, biến thành loại bộ dáng này. Mục phu nhân im lặng. Biết người biết mặt không biết lòng. Không. Là bởi vì tham lam. Cùng lúc đó, Lâm Tầm chỗ tạm cư Thanh Đồng trước đại điện, Tinh Phong cùng Nhiếp Đồ hai vị chuẩn đế cường giả, trống rỗng mà đến. Lâm Tầm ở đâu, nhanh chóng ra đến, Cốc Lương Khúc đại nhân muốn ngươi đi qua gặp một lần. Tinh Phong thanh âm lãnh khốc, ù ù kích động truyền vào đại điện. Nhiếp Đồ thì cười một tiếng, thanh âm ôn hòa nói, tiểu hữu chớ phải sợ, chúng ta cũng không có cái gì ác ý, chỉ là, ngươi như không phối hợp, một khắc đồng hồ về sau, Cốc đại nhân sẽ phải tự thân đến gặp ngươi, đến khi đó. Hậu quả nhưng liền không nói được rồi. Đại điện bên trong, Lâm Tầm mở ra mắt, con ngươi sâu thẳm như uyên. Cốc Lương Khúc đoạt tại thần tiên sinh trước đó lại đến, điều này làm cho Lâm Tầm ngay lập tức ý thức được, Khâu đạo sĩ chết, để Cốc Lương Khúc giận. Không rảnh. Lâm Tầm không hề do dự tựu cự tuyệt. Cốc Lương Khúc có lẽ sẽ là đế quan trường thành đệ nhất nhân, có cực lớn uy vọng và thanh thế, nhưng hắn có tư cách gì mệnh lệnh mình. Còn nói một khắc đồng hồ không gặp được mình tiến đến bái kiến, tựu sẽ đích thân tìm đến mình, cái này cùng uy hiếp cũng không khác gì nhau. Kẻ này nói cái gì? Tinh Phong mở to hai mắt, giống như khó có thể tin. Hắn nói hắn không rảnh. Nhiếp Đồ ánh mắt lấp lóe hàn mang, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn lối như thế tiểu bối, hai chúng ta vì chuẩn đế đến mời, đều trực tiếp bị cự tuyệt, ha ha, có ý tứ. Đáng ghét, đây rõ ràng là cho thể diện mà không cần a. Tinh Phong sắc mặt âm trầm, tự muốn xông vào đi, đem Lâm Tầm cho bắt sống. Nhiếp Đồ ngăn lại hắn, nói, đừng quên, Cốc đại nhân nói qua không đắc dụng mạnh, ỷ lớn hiếp nhỏ truyền đi cũng không tốt nghe. Tinh Phong giận nói, chúng ta tự như thế trở về, kia mới gọi mất mặt, một cái tiểu bối đều không mời nổi, về sau chúng ta còn như thế nào tại đế quan trường thành đặt chân. Nhiếp Đồ vung động trong tay quạt sắt, yếu ớt truyền âm nói, đừng quên, Khâu đạo sĩ thế nhưng là bị kẻ này giết chết. Ngươi chẳng lẽ nghĩ dẫm lên vết xe đổ? Hắn tuy là tiểu bối, nhưng trong tay hắn át chủ bài cũng không nhỏ. Tinh Phong thần sắc biến ảo không động, sau cùng hung hăng mắng, một khắc đồng hồ về sau, ta không thể không đem tiểu tạp chủng này ngược chết. Nói xong, hắn cùng Nhiếp Đồ chung một chỗ tựu muốn rời khỏi, nhưng ngay lúc này, đại điện bên trong vang lên Lâm Tầm kia thanh âm u lãnh, miệng phun đầy phân,
Về sau, tự nghĩ như thế rời khỏi sao? Các ngươi đem Lâm Tầm ta cho là gì rồi? Nương theo thanh âm, thân ảnh của Lâm Tầm từ trong đại điện đi ra, một đôi con ngươi lạnh lẽo đáng sợ. Ngươi nói cái gì? Tinh phong trong con ngươi sát cơ bạo dũng, một cỗ uy thế kinh khủng cũng theo đó khuếch tán, miệng đầy phun phân. Đây là một cái tiểu bối nên có thái độ. Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt, nghiêm túc trả lời, ta nói, các ngươi miệng quá thúi, có phải hay không đớp cướp rồi? Tự tìm cái chết. Tinh phong sắp tức nổ tung, không hề do dự xuất thủ. Không tốt. Nhiếp đồ biến sắc mặt. Đúng lúc này, một gốc toàn thân xích hồng, hiện ra yêu dị đạo quang tiêu tốn lướt đi, óng ánh kiểu diễm cánh hoa lưu chuyển lên ước vạn mịt mờ kiếm khí, vang vọng leng keng. Oanh! Tinh phong một trường chộp tới, lực lượng chi khủng bố, đủ để nghiền nát sơn hà. Nhưng vẫn còn nửa đường, tự bị vô số mịt mờ sương mù kiếm khí phấn vụn, kiếm khí gào thét mà qua, tinh phong nhô ra cánh tay phải đều bị xoắn nát, hóa thành huyết vụ đầy trời bay lả tả. Tinh phong bị đau, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là cái gì sinh linh khủng bố? Oanh! Thiên vũ kiếm hoa nhẹ nhàng quét qua, thông thiên lấp mặt đất kiếm khí chút xuống, giống như một tôn cái thế kiếm thần xuất kích, uy thế vô lượng. Tinh phong cũng là một vị hung hoành vô song nhân vật, so với khâu đạo sĩ cũng không thua kém bao nhiêu, nếu không, cũng nhất định không có khả năng bị cốc lương khúc một mực giữ ở bên người hiệu mệnh. Nhưng tại thiên vũ kiếm hoa dưới một kích này, mặc cho hắn như thế nào dốc hết toàn lực, thân nó bên trên lực lượng phòng ngự cũng từng khúc nổ tung, cơ thể đều bị vô ngần mênh mông kiếm khí đâm rách. Sau cùng phịch một tiếng nổ mạnh, cả người đều bị kiếm khí chấn áp trên mặt đất, toàn thân máu thịt be bét, hoàn toàn thay đổi, cực kỳ thê thảm. Nhiếp đồ sắc mặt đại biến, dùng mình, lại không thể bảo trì chấn định, thất thanh nói cái này. Leng keng, kiếm ngân vang như kim qua thiết mã, sát phạt khí ngập trời, thiên vũ kiếm hoa một câu phế cũng không nói lời nào, đối với nhiếp đồ triển khai sát phạt. Vút, nhiếp đồ không hề do dự liền chạy. Nguyên bản, bọn họ coi là chỉ là mời một cái tiểu bối mà thôi, tuyệt đối là một chuyện nhỏ, đồng thời dù là bị cự tuyệt, bọn họ cũng không dùng mạnh. Chẳng qua chỉ là bởi vì tinh phong bởi vì mắng mấy câu mà thôi, ở trong mắt nhiếp đồ, cái này cũng rất bình thường, bị một cái tiểu bối cự tuyệt, chẳng lẽ còn không thể phát tiết một chút bất mãn. Nhưng nhiếp đồ nhưng vạn không có nghĩ đến, cái này bị hắn coi là tiểu bối người trẻ tuổi, sẽ cường thế như thế cùng bá đạo, căn bản là không có đem bọn họ bực này chuẩn đế để ở trong mắt. Điều này làm cho nhiếp đồ lúc đó cũng không nhịn được tức giận, nếu không phải kiêng kỵ tại trong tay Lâm Tầm át chủ bài, hắn cũng sớm nhịn không được động thủ. Chỉ là, khi nhìn thấy tinh phong bị nhất cử chấn áp, hoàn toàn không có sức phản kháng về sau, nhiếp đồ triệt để bị bừng tỉnh, cũng rốt cục ý thức được, trong tay Lâm Tầm át chủ bài lại sẽ như thế chi khủng bố. Cho nên, khi thiên vũ kiếm hoa lại lần nữa ra tay với hắn, nhiếp đồ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền chạy. Chỉ tiếc, lúc trước khâu đạo sĩ đều không thể trốn được, chứ huống chi là nhiếp đồ. Nương theo lấy chấn thiên động địa kiếm ngân vang tiếng oanh minh, thân ảnh của nhiếp đồ bị từ trong hư không kích lui ra ngoài, còn không đợi đứng vững, tự bị dày đặc như nước thủy triều kiếm khí bao phủ. Ầm ầm, kiếm khí rào rạt, tứ ngược như bão táp, trong chốc lát mà thôi, nhiếp đồ cũng bị chấn áp trên mặt đất, thân thể đều là từng đống kiếm thương, máu thịt be bét, bạch cốt ẩn hiện, máu tươi ở trên mặt đất hội tụ thành tinh hồng chói mắt vũng máu. Lâm Tầm hờ hững nhìn chăm chăm tất cả mọi thứ, nhìn xem trước đó còn một bộ diếu võ dương oai, mắt cao hơn đầu hai vị chuẩn đế, tại trong vòng mấy cái hít thở tụ bị chấn áp trên mặt đất, không hề dãy dụa chi lực, trong lòng hắn nhưng không hề thương hại. Chỉ là, để hắn ngoài ý muốn chính là, lần này thiên vũ kiếm hoa tuyệt không xuống tay ác độc. Bằng không, tinh phong cùng nhiếp đồ sớm mất mạng. Vì sao muốn lưu mạng của bọn hắn? Lâm Tầm hỏi. Thiên vũ kiếm hoa nói, giết bọn họ, tiểu hữu ngươi chỉ sợ sẽ càng bị người hận, không bằng lưu bọn họ một mạng, chỉ cần có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng, không đến mức lại để cho người khinh thường, tựu có thể. Lâm Tầm giống như cười mà không phải cười, nói như thế, ngươi vẫn là vì ta tốt. Nếu nói thuần túy vì tiểu hữu tốt, kia cũng không hẳn vậy, ta chỉ là nghĩ để tiểu hữu cảm kích mà thôi. Thiên vũ kiếm hoa ngữ khi ôn hòa mà nghiêm túc, để tiểu hữu cảm kích càng nhiều, tại ta mà nói, thì càng chuyện tốt, tối thiểu, dù là tiểu hữu lại kiêng kỵ cùng đề phòng ta, cũng không có khả năng đối với ta xuống tay ác độc. Lâm Tầm suy bật cười, lấy ta thực lực hôm nay, còn dám đối với ngươi một vị chỉ kém một cái cơ hội lại có thể đặt chân sự tồn tại của đế cảnh xuống tay ác độc hay sao? Thiên vũ kiếm hoa than nhẹ, tiểu hữu có lẽ không được, nhưng kim thiền lưu lại cái này mảnh lá cây nhưng có thể, cho nên, ta còn làm sao có thể toàn lực ứng phó địa vị tiểu hữu xuất lực. Lâm Tầm rất xác định, đây là lời thật,
Chỉ là Thiên Vũ Kiếm Hoa rốt cục là giấu trong lòng tâm tư gì, hắn tự không được biết rồi. Vì nếu muốn ngươi giết hai người này đây, Lâm Tầm bỗng nhiên nói. Thiên Vũ Kiếm Hoa không chút do dự nói, kia tự giết là được, hai cái không có thành tựu vật nhỏ mà thôi, chết liền chết. Vút, lúc nói chuyện, nó đã động thủ, cánh hoa chập chờn, bay lả tả ra mịt mờ kiếm khí. Chậm rãi, Lâm Tầm ra âm thanh. Thiên Vũ Kiếm Hoa quả nhiên lập tức thu tay lại, không hề khó xử, cũng không hề phàn nàn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ ai cũng không dám tin tưởng. Dạng này một vị sinh linh khủng bố, sẽ như thế cam tâm tình nguyện, trung thành tuyệt đối nghe theo một cái tiểu bối thúc đẩy. Chỉ là, Lâm Tầm thần sắc thì có chút sáng tối chập chờn. Hắn là thật xem không hiểu tâm tư của Thiên Vũ Kiếm Hoa, lão quái này vật quá nghe lời, trước giờ chưa từng bộc lộ ra một tia cử động khác thường. Trên đất, Tình Phong cùng Nhiếp Đồ khí tức yếu ớt, nội tâm đã bị sợ hãi bao phủ, căn bản tự nói không ra lời, bởi vì khí tức của Thiên Vũ Kiếm Hoa, một mực gắt gao chấn áp bọn họ. Hít sâu một hơi, Lâm Tầm ánh mắt nhìn sang Thiên Vũ Kiếm Hoa, nói, ta mặc kệ trong lòng ngươi có ý đồ gì, không bao lâu, ta liền sẽ rời đi, mà ngươi cùng bị phong ấn tại lá cây bên trong những tên kia, đều sẽ bị lưu tại đây đế quan trưởng thành. Nói thật, ngươi hiện tại cho dù biểu hiện được đối với ta lại thuận theo, về sau cũng nhất định không có khả năng từ trên người ta mưu cầu cái thứ gì. Thiên Vũ Kiếm Hoa cười nói, ta sớm đã đoán được, bất quá không quan hệ, chỉ cần tiểu hữu lĩnh ta tình, đầy đủ. Từ đầu đến cuối, cũng không có toát ra vẻ thất vọng hoặc cảm xúc của hắn. Điều này làm cho Lâm Tầm cũng không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ là mình quá mức cẩn thận cùng nhạy cảm. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi lâm vào trầm mặc. Thiên Vũ Kiếm Hoa thì đứng tại một bên, cánh hoa óng ánh, hỏa hồng như hà, lưu chuyển lên mịt mờ kiếm khí, thần bí mà yêu dị. Sau cùng, Lâm Tầm thở dài, hắn nghĩ không ra, cũng đoán không ra. Nhìn bên cạnh Thiên Vũ Kiếm Hoa, hắn bỗng nhiên hiếu kỳ nói đến, ngươi đều đã là một vị chuẩn đế tồn tại, vì sao từ không hiện ra hình người? Là khinh thường, hay là có duyên cớ khác? Tiểu hữu rất tò mò sao? Đương nhiên, Lâm Tầm dứt câu, tự gặp Thiên Vũ Kiếm Hoa lắc mình biến hóa, hóa thành một cái thân mặc đồ đỏ váy, da thịt trắng hơn tuyết, tóc xanh như suối nữ tử. Váy đỏ như lửa, tóc xanh như suối. Đây là một cái toàn thân tràn ngập yêu dị khí tức tuyệt sắc nữ tử. Cơ thể như mỡ dê óng ánh tuyết trắng, mỹ lệ mắt hiện ra từng tia từng sợi tựa như ảo mộng quang trạch, một bộ váy đỏ phiêu dắt, đem thân nó đoạn nổi bật được yểu điệu thon dài. Nàng đẹp, không chút che giấu, tựa như ngọn lửa tùy tiện, vô luận ai nhìn thấy, đều sẽ sinh ra một loại thể xác tinh thần bên trên kinh diễm cảm giác. Mà khí chất của nàng, thì như nhai ngạn băng tuyết, lạnh lẽo yêu ớt, khiến cho người ta cảm thấy lúc ẩn lúc hiện cao ngạo, không cho phép kẻ khác khinh nhờn cảm giác. Cho dù Lâm Tầm những năm này gặp nhiều thế gian tuyệt sắc, cũng không khỏi khẽ giật mình. Càng làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi chính là, tâm tư này khó dò, giết người không chớp mắt Thiên Vũ Kiếm Hoa. Đúng là một nữ tử. Tiểu hữu giống như rất ngoài ý muốn. Thiên Vũ Kiếm Hoa váy đỏ nữ tử mở miệng, thanh âm ôn hòa, leng keng êm tai, để như băng tuyết cao ngạo khí chất mang lên một loại ấm áp như gió xuân khí tức. Sao có thể không bất ngờ, ta tính trung minh bạch vì sao đoán không ra tâm tư của ngươi. Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, quả thật là không giả. Lâm Tầm mỉm cười. Hắn là thật không có nghĩ đến, bị hắn cảnh giác cùng đề phòng, thậm chí là sắc mặt không chút thay đổi một gốc yêu dị kiếm hoa, đúng là dạng này một cái lãnh diễm tuyệt tục nữ nhân xinh đẹp. Tiểu hữu về sau liền sẽ rõ ràng, ta vì sao làm như vậy. Váy đỏ nữ tử mỉm cười, môi anh đào câu lên một vệt rực rỡ đường cong, hàm răng óng ánh, nụ cười kia giống như có thể đem người hồn nhi đều câu đi. Lâm Tầm tập trung ý chí, đem ánh mắt ung dung nhìn sang nơi xa, nói, lập tức tự muốn một khắc đồng hồ. Váy đỏ nữ tử trắng nõn như mới lột xuân hành giống như ngón tay nhẹ nhàng vân vê một sợi tóc, như có suy nghĩ. Dương quan rất lớn, mặc dù là đế quan trường thành một cái cứ điểm, thực ra có thể so với một phương thế giới, từng khỏa tinh thần tại phụ cận tuần hoàn, đều lộ vẻ rất không bắt mắt. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Từ Nazi trong đại trận đi ra. Liền một mực chờ đợi tại kia cốc lương khúc, hai đầu lông mày dần dần bao trùm lên một tầng hàn ý. Bầu không khí, cũng theo đó trở nên ngột ngạt. Kẻ này lại vô lễ như thế, Tình Phong cùng Nhiếp Đồ hai vị đạo hữu nhân vật bậc nào, chung một chỗ đi mời hắn một cái tiểu bối, đều không mời nổi sao. Có người âm thanh lạnh lùng nói. Có hay không, phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cũng có người kinh ngạc khó hiểu, ai có thể đã quên Khâu đạo sĩ bị giết lúc huyết tinh một màn. Lâm Tầm kia tuy là tiểu bối, nhưng ai dám thật coi hắn là tiểu bối đối xử.
Bây giờ, Cốc Lương Khúc đại nhân cũng đến, hắn chẳng lẽ còn dám tiếp tục hành hung hay sao? Theo ta thấy, kẻ này rõ ràng chính là không có một chút ăn năn tâm tư, ta đề nghị, lần này nhất định phải nghiêm trị hắn. Trong lúc nhất thời, không ít oán giận thanh âm vang lên. Điều này làm cho Cốc Lương Khúc sắc mặt càng thêm băng lãnh cùng hờ hững. Trong lòng Lăng Tiêu Tử thì âm thầm lo lắng, lần này, như Lâm Tầm đem Cốc Lương Khúc triệt để đắc tội, hậu quả kia. Chỉ sợ là thần tiên sinh đến, đều gánh không được đi. Lăng Tiêu Tử, ngươi cũng trông thấy, ta đã cho đủ hắn mặt mũi và cơ hội, nhưng rất hiển nhiên, tiểu gia hỏa này nhưng không có ý định cho ta mặt mũi. Cốc Lương Khúc ngôn từ cứng nhắc, còn ngươi hiện ra khiếp người ánh sáng, nếu như thế, vậy ta chỉ có thể tự thân đi một lần. Nói xong, hắn dậm chân tiến lên, Nazi hư không mà đi. Những lão quái khác vật thấy thế, cũng không khỏi mừng rỡ, chung một chỗ theo sát mà đi. Nhanh đi ngăn cản, nhất định không thể lại phát sinh chém giết. Lăng Tiêu Tử kinh hãi, hắn nhưng rất rõ ràng, Lâm Tầm thoạt nhìn rất dễ nói chuyện, thực ra có một bộ tranh tranh ngông nghênh, căn bản không có khả năng cúi đầu trước Cốc Lương Khúc. Đi, một phu nhân, Thuấn Tịch bọn người cũng không sống được, nhao nhao hành động. Đến, Thanh Đồng trước đại điện, váy đỏ nữ tử mở miệng, tóc xanh phiêu sắc, dung nhan tuyệt mỹ, không có một tia cảm xúc dao động. Tiếng nói vừa xong, oanh, nơi xa hư không bỗng nhiên nổ tung, giống như thủy triều khuếch tán, một đạo hùng tuấn vĩ ngạn thân ảnh, còn như là thần tiên trống rỗng xuất hiện. Một bộ áo gai, tóc dài rối tung, khuôn mặt cổ sơ kiên nghị, một đôi mắt giống như mãnh liệt như đại dương mênh mông cùng thâm thúy, chính là Cốc Lương Khúc. Trong nháy mắt, ánh mắt của hắn liền thấy Lâm Tầm, toát ra nồng đậm khinh thường, một cái tuyệt đỉnh chân thánh mà thôi, sáng lập ra tự thân pháp lại làm sao? Ở trước mặt mình, chung quy như con kiến hôi không chịu nổi. Khi ánh mắt thoáng nhìn bên cạnh Lâm Tầm váy đỏ nữ tử, Cốc Lương Khúc con người bỗng nhiên co rụt lại, trực giác nói cho hắn, nàng này không dễ chọc. Mà khi nhìn thấy bị chấn áp trên mặt đất, máu thịt be bét Tinh Phong cùng Nhiếp Đồ hai người, Cốc Lương Khúc sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, trong con người thần mang bắn ra, trong lòng tức giận. Lần này, hắn còn cố ý căn dặn, tại hướng Lâm Tầm ra lệnh, không được động mạnh, nhưng rất hiển nhiên, phát sinh ngoài ý muốn. Rầm rầm, nhanh chóng theo sau, hư không loạn chiến, cái này đến cái khác lão quái vật ra hiện tại trong sân. Rất nhanh, một chàng thốt lên tiếng vang lên. Những lão quái vật này đều trông thấy bị chấn áp trên mặt đất, thê thảm vô cùng Tinh Phong cùng Nhiếp Đồ, cũng không khỏi vì thế biến sắc. Lâm Tầm kẻ này, lại thật dám hung ác điên cuồng đến mức độ này. Cái này nào chỉ là một chút mặt mũi cũng không cho Cốc Lương Khúc, rõ ràng chính là căn bản không có đem Cốc Lương Khúc để ở trong mắt a. Nhất là khi Lăng Tiêu Tử, Thuấn Tịch, Mộc Phu Nhân nhìn thấy một màn này, trong lòng cùng nhau trầm xuống, nhất chuyện xấu chung quy vẫn là không thể tránh khỏi phát sinh. Căn bản không cần bất kỳ lý do gì, dù là Lâm Tầm chiếm lý, lần này Cốc Lương Khúc cũng chú định không có khả năng từ bỏ ý đồ. Chỉ là, để bọn họ đều nghi hoặc chính là, kia váy đỏ nữ tử là ai? Chẳng lẽ cũng là bị phong ấn tại băng tuyết lá cây bên trong một vị kinh khủng tồn tại? Lâm Tầm, Cốc Lương Khúc đại nhân này đến, là vi chủ trì đại cục, lắng lại bởi vì Khâu đạo sĩ chết mà đưa tới ảnh hưởng, nhưng ngươi đây, làm tiểu bối, từng sợi xính hung đấu ác, thủ đoạn tàn nhẫn, không khỏi quá mức càn rỡ. Một cái lão quái vật giận tiếng quát to. Ngươi trẻ tuổi, ngươi đã ủ thành sai lầm lớn, nghe lão phu một tiếng khuyên, đem kia băng tuyết lá cây giao ra, chủ động hướng Cốc đại nhân cúi đầu nhận tội, nếu không, hôm nay cái này đế quan trưởng thành bên trong, chỉ sợ tựu chứa không nổi ngươi. Một người khác thanh âm âm lãnh. Chúng ta cũng không phải ý làm khó ngươi một cái vãn bối, nhưng ngươi xem ngươi làm cái gì, Khâu đạo sĩ bị ngươi sát hại, Tinh Phong, Nhiếp Đồ hai vị đạo hữu cũng bị ngươi đánh thành trọng thương, trong mắt ngươi còn hay không đế quan trưởng thành. Còn hay không chúng ta những lão nhân này vì cổ hoang vực trấn thủ tiền tuyến. Có người phẫn nộ quát tháo. Nghe thấy những này chỉ trích cùng răn dậy, Lâm Tầm không khỏi cười, ánh mắt u lãnh, khi Khâu đạo sĩ đến đối phó ta, cũng không gặp chư vị đứng ra chủ trì công đạo, nếu như thế cũng thôi. Nhưng các ngươi lại còn vì Khâu đạo sĩ bênh vực kẻ yếu, xem ta là tội nhân, không cảm thấy rất vô sỉ. Một câu nói, khiến không ít lão quái vật đều sầm mặt lại. Ta kính chư vị là tiền bối, đóng giữ tiền tuyến, xác thực là vì cổ hoang vực lập xuống không ít công lao hiển hách, nhưng nếu chư vị không phân tốt xấu, tự muốn chèn ép ta như vậy một cái vãn bối, như thế thật xin lỗi, ta cũng sẽ không lấy tiền bối chi lễ đối xử. Lâm Tầm thanh âm dù bình tĩnh, nhưng nói năng khí phách. Một cái hắc bào lão già lạnh lùng mở miệng, ngươi xác định thật muốn chết cũng không hối cải, cùng toàn bộ đế quan trưởng thành gây khó dễ.
chỉ bằng các ngươi, cũng dám đại biểu toàn bộ đế quan trường thành. Lâm Tầm cười nhạo, không chút che giấu mỉa mai. Lúc nói chuyện, hắn trông thấy Lăng Tiêu Tử, Thuấn Tịch, Mộc Phu Nhân đều liên tiếp hướng mình đưa mắt ra hiệu, lộ vẻ rất lo lắng cùng lo lắng. Các vị tiền bối, chuyện hôm nay, đã không về xoáy chỗ trống, những lão già này lại còn coi ta không biết tâm tư của bọn hắn, đơn giản là vì trong tay ta băng tuyết lá cây mà thôi, bọn họ đã không biết xấu hổ, ta đương nhiên cũng sẽ không cho bọn họ mặt. Lâm Tầm truyền âm, đem thái độ mình báo cho Lăng Tiêu Tử bọn người. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiêu Tử bọn người âm thầm than thở, lại là bất đắc dĩ lại là cháy bỏng, chuyện hôm nay làm to chuyện, hậu quả kia tuyệt đối rất nghiêm trọng. Bỗng dưng, Cốc Lương Khúc băng lãnh mở miệng, thanh âm đè ép toàn trường. Người trẻ tuổi, Khâu đạo sĩ đóng giữ nơi đây 7,3445, giết chuẩn đế ngoại cảnh đế 61 người, càng cứu giúp không biết bao nhiêu đồng đạo tính mạng, nhân vật bậc này, không có chết tại trong tay địch nhân, nhưng bị ngươi một cái tiểu bối tàn nhẫn sát hại, ngươi còn cho là mình rất vô tội, không có sai. Không ít người đều toát ra sầu não chi sắc, đại khái là thọ tử hồ bi. Cốc Lương Khúc con người bắn ra thần mang, thanh âm càng thêm lãnh khốc bức người, còn có trước mắt ngươi Tinh Phong, Nhiếp Đồ, luận đến vì cổ hoang vực nỗ lực, như thế nào ngươi một cái tiểu bối có thể so với. Nhưng hiện tại, bọn họ thì bị ngươi đánh thành trọng thương, gặp nhục nhã. Trong tràng yên tĩnh, ngay cả Lăng Tiêu Tử, Thuấn Tịch đều không có cách phản bác. Bởi vì Cốc Lương Khúc nói chính là sự thật. Đã thấy Lâm Tầm cười lạnh nói, công lao cao, tự có thể vô pháp vô thiên, tùy tiện làm bậy. Công lao cao liền có thể tùy ý chèn ép cùng nhục nhã ta. Đây là đạo lý chó má gì vậy? Cốc Lương Khúc sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, không có chúng ta ở tiền tuyến chảy máu chảy mồ hôi, tiểu bối nhà ngươi có thể bình yên ở trong cổ hoang vực quật khởi. Không biết cảm ơn ngược lại cũng thôi, còn lại như thế lãnh huyết ích kỷ, hung hăng ngang ngược cuồng vọng, lưu ngươi có ích lợi gì? Lâm Tầm cười nhạo, không phải là so đấu công lao. Kia Lâm Mỗ cũng không ngại nói cho các ngươi, lần này cửu vực chi tranh, Lâm Tầm ta vi cổ hoang vực trận doanh hiệu lực, chấn bình bát vực trận doanh, khiến trận doanh cổ hoang vực ta sau cùng thay đổi càn khôn, thắng được cổ kim đến nay trước nay chưa từng có chi đại thắng, một tẩy tiền nhân sỉ nhục. Lâm Mỗ lại hỏi một câu, các ngươi có tư cách gì so với ta công lao? Oanh! Một lời nói rơi xuống đất, trong tràng giống như vỡ tổ. Không ít lão quái vật đều lộ ra kinh sợ, giống như khó có thể tin. Lần này cửu vực chi tranh, cổ hoang vực trận doanh thắng rồi. Cái này tin tức, bọn họ trước giờ chưa từng biết được. Càng làm bọn hắn hơn rung động chính là, dựa theo Lâm Tầm thuyết pháp, lần này cửu vực chi tranh đại thắng, cùng hắn nỗ lực có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Thậm chí để người nhất thời đều không thể tin được. Thuấn Tịch, Mộc Phu Nhân, Lăng Tiêu Tử tại sau khi khiếp sợ, thì ngay lập tức tự tin tưởng. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng Lâm Tầm tại tuyệt đỉnh chân thánh cảnh bên trong chiến lực là cường đại cỡ nào. Dạng này một người trẻ tuổi, ở trong cửu vực chiến trường, cũng tuyệt đối là thuộc về lãnh tụ quần luân nhân vật tuyệt thế. Phát giác được trong tràng bầu không khí biến hóa, Cốc Lương Khúc đồng tử cũng là nhíu lại, chợt tự cười lạnh, cửu vực chi tranh, cổ hoang vực trận doanh thắng đương nhiên là một kiện thiên đại hỷ sự, nhưng cái này cũng chú định không thể nào là ngươi một người chi công cực khổ, người trẻ tuổi, tự biên tự diễn cũng phải có cái độ. Nếu bị người phơi bày, chẳng phải là đánh mặt của mình. Không ít lão quái vật ánh mắt lấp lóe, đều không khỏi gật đầu. Thấy thế, Lâm Tầm khóe môi không khỏi lộ ra một vệt mỉa mai, những lão quái vật này có lẽ cảnh giới rất cao, chiến lược rất mạnh, nhưng bọn họ nhưng căn bản không hiểu rõ cửu vực chi tranh tin tức, nhưng mong muốn đơn phương cho rằng, mình là đang nổ. Rốt cục, là ai vô chi? Thời khắc này, Lâm Tầm chung quy vẫn là giận. Có lẽ, là bởi vì từ mới bắt đầu, hắn tự hết sức kính trọng mỗi một cái đóng tại chiến trường tiền tuyến cường giả, mới sẽ tại phát sinh nhiều chuyện như vậy về sau, bởi vì thất vọng mà phẫn nộ. Bởi vì Minh Tử, Khâu đạo sĩ khí thế hùng hổ mà đến, một lời không hợp tự muốn tiêu diệt mình. Bởi vì Khâu đạo sĩ chết, Cốc Lương Khúc bực này đế quan trường thành đệ nhất nhân cũng hưng sư vấn tội mà đến, xem mình vi tội nhân. Bởi vì một mảnh băng tuyết lá cây, để những lão quái vật kia sinh lòng tham lam ngấp nghé. Tự có thể không để ý trái phải rõ ràng, đem đầu mâu chỉ hướng mình. Bởi vì chính mình là cái tiểu bối, nói ra tự không có người tin tưởng. Bởi vì, Lâm Tầm đã lười nhắc lại đi lý giải, đi suy bụng ta ra bụng người, cũng lười nhắc lại đi tôn trọng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì các ngươi thì có thể lớn đàm chiến công chi lừng lẫy, lớn đàm mình vi cổ hoang vực nỗ lực bao nhiêu tâm huyết, tự có thể bằng này tùy tiện làm bậy. Quả thực buồn cười. Khâu đạo sĩ là ta giết. Bỗng dưng, váy đỏ nữ tử mở miệng, nàng con ngươi liếc nhìn toàn trường,
Tuyệt mỹ dung nhan có một cỗ lạnh lùng như tuyết cao ngạo, thanh âm cũng đã không giống đối xử Lâm Tầm lúc như thế ôn hòa, rét lạnh thấu xương. Đóng giữ nơi đây hơn 7.000 năm, mới chỉ giết hơn 60 cái chuẩn đế, quả thực chính là một cái phế vật, chết không có gì đáng tiếc. Một câu nói, mang theo một cỗ không chút che giấu miệt thị. Cốc Lương Khúc bọn người thần sắc đột biến, sắc mặt âm trầm. Khâu đạo sĩ thế nhưng là một vị hiển hách cao thủ nổi danh, nhưng lại bị coi là phế vật đến nhục nhã, điều này làm cho bọn họ làm sao có thể không buồn. Mà Thuấn Tịch bọn người thì một cái chớp mắt tự hiểu được, nguyên lai cái này lãnh diễm tuyệt tục, khí chất cao ngạo váy đỏ nữ tử, thình lình là kia một gốc yêu dị kiếm hoa. Còn có trên chỗ này hai người, ngay cả ta một kích đều không chịu nổi, cho dù là chịu nhục, cũng là tự làm tự chịu. Váy đỏ nữ tử ngôn từ một chút cũng không khách khí, dù lẻ loi một người, nhưng rất có quan sát chư thiên, coi thường quần hùng ngạo ý. Một lời nói, để không ít lão quái vật đều vừa sợ vừa giận. Bọn họ đương nhiên cũng đoán được váy đỏ nữ tử thân phận, mang trong lòng kiêng kỵ, bằng không, bọn họ chỉ sợ sớm đã động thủ. Ngươi đây là muốn vì kẻ này chỗ dựa, Cốc Lương Khúc thần sắc lạnh như băng nói. Hắn cũng đã rõ ràng, trước mắt nàng này, tất nhiên là bị phong ấn tại kia băng tuyết lá cây bên trong kinh khủng tồn tại một trong, điều này làm cho hắn càng thêm không bình tĩnh. Kia băng tuyết lá cây lại thật có như thế thần dị. Chỗ dựa, váy đỏ nữ tử lời nói tùy ý, không, ta chỉ là nghe lệnh làm việc, nếu không phải như thế, ta nhưng lười nhác nói nhảm, để ta phiền chán, giết là được. Không ít lão quái vật khóe môi co quắp một chút, quả nhiên, ai nắm giữ kia băng tuyết lá cây, ai lại có thể khiến bị phong ấn trong đó kinh khủng tồn tại nghe lệnh. Điều này làm cho bọn họ vừa là hâm mộ thèm nhỏ dãi, lại là kinh nghi kiêng kỵ. Một chút trầm mặc, Cốc Lương Khúc đem ánh mắt nhìn sang Lâm Tầm, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, chờ ta hiểu rõ cửu vực chi tranh tin tức về sau, có thể xem xét cho ngươi khoan thứ, nhưng tiền đề là, ngươi trước hết giao ra trong tay kia mảnh lá cây. Lâm Tầm lộ ra vẻ chê cười, giận quá mà cười, xét đến cùng, không phải vẫn là vì đoạt bảo mà thôi, còn khoan thứ ta, ngươi cũng xứng. Cốc Lương Khúc trong con ngươi sát cơ lóe lên, thần sắc lãnh khốc, cái này đế quan trường thành đóng giữ không biết bao nhiêu cường giả, ngươi hẳn là coi là chỉ bằng trong tay dựa vào, thì có thể vô pháp vô thiên. Nói bóng gió rất rõ ràng, như váy đỏ nữ tử như thế kinh khủng nhân vật lợi hại hơn nữa, lại sao có thể đỡ nổi vô số chuẩn đế công phạt. Lâm Tầm lạnh lùng nói, tối thiểu ta biết, cái này đế quan trường thành bên trong, ngươi Cốc Lương Khúc không có khả năng một tay che trời, đóng giữ ở đây vô số cường giả, cũng chưa chắc sẽ nghe theo ngươi hiệu lệnh, khuyên ngươi vẫn là đừng quá tự mình đa tình. Oanh! Cốc Lương Khúc triệt để giận, tóc dài bay lên, quanh thân khí thế quấy nhiễu càn khôn, vô số từng tia từng sợi thiết huyết sát ý còn như thực chất, tại bốn phía hiện lên lăn lộn. Khiến phủ cận không ít lão quái vật đều biến sắc, hô hấp cứng lại. Đây chính là đế quan trường thành đệ nhất nhân uy thế. Cốc Lương Khúc ánh mắt nhìn sang váy đỏ nữ tử, nói ta giúp ngươi giết kẻ này, để ngươi kể từ hôm nay triệt để giải thoát bị quản chế tại người tình cảnh, như thế nào? Một câu nói, khiến không ít lão quái vật đôi mắt sáng lên. Váy đỏ nữ tử bị quản chế tại trong tay Lâm Tầm băng tuyết lá cây, lấy nàng cao ngạo cùng lực lượng kinh khủng, chỗ nào khả năng cam tâm. Chỉ là, khiến bọn họ đều kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi chính là, đối mặt bực này đề nghị, váy đỏ nữ tử không chút nghĩ ngợi tự cự tuyệt, a, si tâm vọng tưởng. Mỉa mai cùng đùa cợt, không chút che giấu. Trong lòng Cốc Lương Khúc trầm xuống, nữ nhân này mang cho hắn không ít áp lực, nếu không phải là như thế, hắn chỗ nào khả năng biết ẩn nhẫn đến lúc này. Đem hai người này giết. Bỗng nhiên, Lâm Tầm mở miệng, ánh mắt nhìn sang trên đất Tinh Phong cùng Nhiếp Đồ, thanh âm lạnh lẽo được không hề cảm xúc dao động. Phốc, phốc, vốn tự bị gắt gao chấn áp trên mặt đất hai vị chuẩn đế, theo váy đỏ nữ tử tâm ý khẽ động, cùng nhau chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, thần hồn phấn vụn, sinh cơ hoàn toàn không có. Một cái chớp mắt, trong tràng các lão quái vật đều biến sắc. Ngươi dám, vật nhỏ, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Quả thực tội không thể tha. Phẫn nộ quát tháo, vang vọng thiên địa, phong vân biến sắc, bầu không khí đều trở nên dương cung bạt kiếm, túc sát vô song. Thuấn Tịch, Lang Tiêu Tử bọn người tâm chìm vào đáy cốc, lần này. Trở tại triệt để cùng Cốc Lương Khúc vạch mặt. Giết! Cốc Lương Khúc sắc mặt tái xanh, thanh âm giống như từ hàm răng tế ra, sát ý khuấy động càn khôn. Oanh! Hắn không hề do dự xuất thủ. Theo hắn một trường nhấn ra, trời rung đất chuyển. Đầy trời thiết huyết sát ý hội tụ ở trường lực bên trong, cách không hung hăng đập đến phía váy đỏ nữ tử. Nửa bước đế cảnh, trách không được dám phách lối như vậy.
Váy đỏ nữ tử trong đôi mắt đẹp nổi lên một vẻ kinh ngạc, sau đó, nàng cũng xuất thủ. Từng sợi mịt mờ kiếm khí tựa như ảo mộng hiển hiện, giống như mông lung mưa bụi vẩy thanh tiêu, mỹ lệ đến một loại cực điểm tình trạng, khiến lòng run sợ. Rầm rầm rầm. Cốc Lương Khúc Thế Công, bị kia vô số như sợi tơ kiếm khí xoắn nát, từng khúc tán loạn. Sắc mặt hắn khẽ biến, một bên không hề do dự động dùng toàn lực, một bên chợt quát lên còn chưa động thủ. Giết! Lập tức, một đám lão quái vật trong con ngươi sát cơ lóe lên, đem đầu mâu khóa chặt Lâm Tầm. Ai đều rõ ràng, chỉ cần giết Lâm Tầm, đoạt trong tay băng tuyết lá cây, tất cả liền có thể giải quyết dễ dàng. Vô sỉ! Lăng Tiêu Tử, Thuấn Tịch, Mộc Phu Nhân bọn người lại kiềm chế không được, cũng trong cùng một lúc giận dữ xuất kích, hướng những lão quái vật kia đánh tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Một trận thuộc về chuẩn đế ở giữa hỗn chiến, tại bây giờ vang dội bạo phát, trong lúc nhất thời thiên địa lật đổ, nhật nguyệt vô quang, hư không đều nổ tung. Thần huy, đạo âm, bảo quang, đạo pháp, đem khu vực này hoàn toàn bao phủ. Chuẩn đế chi chiến, kinh khủng bực nào. Vẹn vẹn loại kiêu y thế, đều đủ để khiến bất cứ cái gì chân thánh cảnh trong nháy mắt bị xóa bỏ. Nếu không phải cái này dương quan bao trùm lấy vô thượng cấm chế, tràn ngập lấy thuộc về khí tức của đế cảnh, chỉ sợ cũng sẽ trong nháy mắt tự đụng phải không có cách chữa trị phá hư. Giống như bực này quyết đấu, Lâm Tầm đừng bảo nhúng tay, một khi bị tác động đến, đều sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, tại khoảng cách gần như vậy tình huống bên dưới, Lâm Tầm cho dù né tránh cùng trốn chạy, cũng không thể trốn qua chuẩn đế lực lượng áp bách, sẽ trong nháy mắt bị tác động đến. Nhưng loại tình huống này tuyệt không phát sinh. Lâm Tầm sừng sững tại kia, giống như vì nhưng bất động chi kiệt thạch, mặc cho tám gió đột kích, cũng không có cách tổn thương đến hắn mảy may. Bởi vì tại lòng bàn tay, hiện lên một viên như băng tuyết long lanh lá cây lưu chuyển tối nghĩa ba động kỳ dị, thần diệu khó lường, bốn phương tám hướng cuốn tới lực lượng tất cả đều bị hóa giải. Lâm Tầm mắt đen u lãnh, trong lòng sát cơ bạo dũng. Váy đỏ nữ tử đang cùng Cốc Lương Khúc chém giết, một đám lão quái vật dốc hết sức lực chỗ sung yếu tới giết đi chết mình, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Thuấn Tịch, Lăng Tiêu Tử, Mộc Phu Nhân tính toán ngăn cản tất cả mọi thứ. Trong tràng, hỗn loạn mà động lay động, sát cơ phô thiên cái địa. To như thế dương quan, vào thời khắc này lâm vào kịch liệt nội đấu. Nồng đậm, sôi trào sát cơ giống như dung nham, tại trong lòng Lâm Tầm triệt để bạo phát. Là các ngươi tự tìm. Hắn bỗng nhiên ngửa đầu, tóc đen tung bay, trong lòng bàn tay một viên băng tuyết lá cây tản mát ra kinh người dao động. Oanh! Một con cánh chim như tuyết huyền điểu xông ra, thanh minh chấn động cửu thiên. Muốn mạng sống, tự đi giết những cái kia lão tạp chủng, đây là ngươi cơ hội duy nhất. Lâm Tầm lạnh lùng mở miệng. Tuyết trắng huyền điểu trên thân thể bỗng nhiên bạo dũng ra ngút trời sát khí, vỗ cánh đằng không, giống như một đạo không thể tưởng tượng nổi ánh sáng. Phốc! Sau một khắc, nó một đôi cự trảo liền đem một cái lão quái vật cánh tay xé đứt, phát ra tiếng kêu thảm. Ông! Băng tuyết lá cây phát ra ba động kỳ dị, lục tục xông ra một con to lớn hắc sắc cự viên, một thanh tan nát nhuốm máu thanh đồng trường mâu, một con bao trùm lấy kim sắc long lân cự mãng, một con thân thể lượn lờ lấy chói mắt tia lôi dẫn chồn tía. Nháy mắt mà thôi, hơn 10 đầu từng ẩn núp ở trong tang lâm địa vô ngần tuế nguyệt sinh linh khủng bố, tất cả hiện hiện ra. Phương thiên địa này, đều bị trên người bọn họ hiện lên kinh khủng uy thế áp bách khiến gào thét chấn động. Trong tràng lại càng không biết có bao nhiêu tiếng kinh hô vang lên. Không ít lão quái vật đều đã kinh sợ ngạc nhiên biến sắc. Chẳng ai ngờ rằng, trong tay Lâm Tầm kia băng tuyết lá cây, lại sẽ phong ấn nhiều như thế kinh khủng lại sinh linh đáng sợ. Đây quả thực giống như mở ra địa ngục chi môn. Cho dù là đang cùng váy đỏ nữ tử chém giết Cốc Lương Khúc, bây giờ trong lòng cũng một trận phát lạnh, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ở trong hiểu biết của hắn, trong tay Lâm Tầm băng tuyết lá cây, chỉ phong ấn lấy một con bích dao, một con thanh đồng nghĩ cùng một gốc yêu hoa. Đồng thời, bích dao cùng thanh đồng nghĩ đều đối với Lâm Tầm có dị tâm, rất kháng cự Lâm Tầm khống chế. Có ai nghĩ được, lại sẽ phát sinh bực này chuyện kinh khủng. Thuấn Tịch, Mộc Phu Nhân bọn họ đều tâm thần kịch chấn, thầm kêu không tốt, Lâm Tầm tiểu tử này rõ ràng chớ chọc kinh, đã triệt để không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Đồng thời, bọn họ cũng không có nghĩ đến, trong tay Lâm Tầm món kia thần dị bảo vật, lại phong ấn nhiều như thế tồn tại đáng sợ. Chỉ là, khi bọn họ vừa muốn khuyên can, Lâm Tầm đã băng lãnh lên tiếng, trong môi còn nhẹ nhàng phun ra một chữ. Giết! Giống như chúa tể hạ đạt ý chỉ, hắc sắc cự viên, kim sắc long mãng, lôi điện chồn tía, nhuốm máu trường mâu. Một đám sinh linh khủng bố tất cả xuất động.
Mỗi một cái sinh linh khủng bố chiến lực, đều không tại Thanh Đồng nghĩ, xanh biết giao long phía dưới. Mỗi một cái, đều là chỉ kém một cái cơ hội lớn liền có thể thành đế cổ xưa sinh linh, ẩn núp tại thế không biết bao nhiêu năm tháng. Khi bọn họ cùng nhau xuất kích, tràng cảnh kia có thể nghĩ có bao nhiêu kinh khủng. Ầm ầm, phương thiên địa này, triệt để hỗn loạn, nhật nguyệt vô quang, thiên hôn địa ám, nguyên một đám sinh linh khủng bố, tựu giống như từng tôn hung lệ lãnh khốc sát thần, hoành hành trong tràng. Oanh, hắc sắc cử viên vút không, cánh tay nhô ra, giống như kình thiên chi trụ. Nó đơn giản thô bạo vung mạnh một đập, giống như núi nhỏ giống như nắm đấm, trực tiếp đem một vị lão quái vật đánh bay, thân thể giữa không trung trực tiếp nổ tung, huyết vũ bay ngang, hình thần câu diệt. Xì, thánh nhân vương cảnh yếu gà, cũng dám xen vào bực này quyết đấu, thật con bà nó chướng mắt. Hắc sắc cử viên hung dữ xì một ngụm, mặt mũi tràn đầy hung ác cùng khinh thường. Keng, một bên khác, kia không trọn vẹn nhuốm máu Thanh Đồng trường mâu lóe lên, xé rách trường không, lưỡi mâu hiện ra u lãnh kinh khủng ô quang, hiện lộ ra một tấm quỷ dị màu trắng bệch khuôn mặt, trong con ngươi là quỷ dị huyết quang. Cái này một thanh trường thương, ở trong Tang Lâm địa thần bí nhất khó lường, nó dù không trọn vẹn, nhưng lại có trí khôn, có một cỗ kinh khủng ý chí lực đo. Trong chốc lát, một cái lão quái vật trước người hộ tâm kính nổ nát, lồng ngực bị một mâu xuyên qua, thân thể ấy đều bị bốc lên đến, phát ra thê lương hoảng sợ thét lên. Cùng lúc đó, tại cái khác phương vị, kim sắc mãng long, tuyết trắng huyền điểu, lôi điện trồn tía đều bạo phát ra ngập trời thần uy, một cái so với một cái đáng sợ, một cái so với một cái hung ác điên cuồng. Trên thực tế, tại đây chút sinh linh khủng bố trong mắt, xác thực tựu không có đem những này đóng giữ đế quan bên trong lão quái vật để ở trong mắt. Phải biết, sớm tại 10 vạn năm trước thời đại thượng cổ, bọn chúng tựu ẩn núp tại Tang Lâm địa, một lòng muốn đoạt lấy vạn kiếp đại đế lưu lại thành đế cơ duyên. Mà đóng giữ ở trong đế quan trường thành này cường giả, có lẽ có không ít chuẩn đế cảnh tồn tại, nhưng vô luận nội tình, vẫn là lực lượng, so với những này, hóa thạch sống, sinh linh khủng bố, hoàn toàn chính là tiểu vu gặp đại vu. Đang như lúc mới đầu Thiên Vũ Kiếm Hoa nói, những này đế quan trường thành cường giả nhiều nhất cũng chẳng qua chỉ là một đám tiểu bối mà thôi. Chứ huống chi, những lão quái vật này, không phải thuần một sắc chuẩn đế, còn có một ít là thánh nhân vương cảnh cường giả, tự lộ vẻ càng thêm không chịu nổi. Ầm ầm, trong chiến trường, hỗn loạn mà động lay động, đạo quang chút xuống như tùy tiện đại dương mênh mông, oanh minh thanh âm thì như cửu thiên kinh lôi khuấy động. Thiên địa đều đang run rẩy, hư không triệt để hỗn loạn, các loại kinh khủng dị tượng liên tục không ngừng mà hiện lên, có thần ma gào thét, thánh nhân khấp huyết, cũng có tinh chìm nguyệt rơi, sơn hà chết. Loại kia kinh khủng cảnh tượng, có thể xưng là kinh thế hãi tục, như bảo phát tại địa phương khác, đều đủ để hủy đi vạn dặm sơn hà, khiến vạn vật đều diệt. Dù sao, đây chính là chuẩn đế chi chiến, là một đám đế quan trưởng thành bên trong lão quái vật cùng một đám đến từ Tang Lâm địa bên trong sinh linh khủng bố ở giữa chém giết. Giống như thế chiến đấu, cho dù là ở trong đế quan trưởng thành, đều cực kỳ hiếm thấy đến. Không, đáng ghét, cùng bọn họ liều. Chấn nộ gào thét, vang vọng hoàn vũ, mỗi một cái đế quan lão quái vật thần sắc, đều xanh xám hung ác, khó xem vô cùng. Bọn họ vốn cho rằng có cốc lương khúc tại, đủ để khiến Lâm Tầm cúi đầu xưng thần, ngoan ngoãn giao ra băng tuyết lá cây, nhưng không ngờ rằng, tình thế lại sẽ bạo phát nghiêm trọng như vậy. Vẹn vẹn là một cái lá cây, lại phong ấn hơn 10 sinh linh khủng bố, đây quả thực giống như một cái sấm sét giữa trời quang, khiến những lão quái vật kia đều có cảm giác bất ngờ không kịp chuẩn bị. Lại xem cốc lương khúc, bị kia váy đỏ nữ tử ngăn cản, đừng bảo đại phát thần uy, ngay cả phát thân đều lộ vẻ rất khó khăn. Hắn thế nhưng là đế quan trường thành đệ nhất nhân, tại đây chiến trường tiền tuyến chinh phạt đến nay, không biết giết bao nhiêu đại địch, đến nay chưa từng vẫn lạc. Nhưng hiện tại, nhưng bị váy đỏ nữ tử ngăn cản. Bất quá, cái này cũng không phải là bởi vì cốc lương khúc quá yếu, lúc trước Khâu đạo sĩ kia đám nhân vật, cũng đều tại một kích ở giữa, tự bị váy đỏ nữ tử giết chết. Cốc lương khúc hiện tại có thể cùng váy đỏ nữ tử chém giết đến nay, chiến lược đã có thể xưng đáng sợ. Đáng tiếc, trong chàng giống như cốc lương khúc bực này đỉnh phong chuẩn đế cảnh tồn tại, chung quy chỉ là một người, cái khác chuẩn đế nhưng liền không có hắn loại kia năng lực. Giết! Hắc sắc cử viên phát ra thét gào, tiếng giống chấn vỡ hư không, khiến tất cả thiên địa rung động, hung ác điên cuồng được đáng sợ, sông ngang trong chàng, giống như đại ma thần. Cái khác sinh linh khủng bố cũng đều không chút thua kém. Ở dưới sát phạt như thế này, vẹn vẹn trong chốc lát mà thôi, lục tục tựu có 3 vị chuẩn đế cảnh cường giả chết bất đắc kỳ tử, 7 vị thánh nhân vương còn như cỏ rác hình thần câu diệt. Giữa thiên địa, phong vân thảm đạm,
huyết vũ mưa lớn. Thánh nhân vẫn lạc, còn có thể dẫn phát ai thương thanh âm, chứ huống chi là chuẩn đế cảnh cường giả vẫn lạc. Tựu thấy bầu trời chỗ cao, có từng đóa huyết hoa bay lả tả, tàn lùi vào hư không, có cuồn cuộn đại đạo đau thương thanh âm khuấy động, tựa như một khúc chi tuyệt sướng. Nơi xa, Lâm Tầm tóc đen tung bay, mắt đen u lãnh, thần sắc không chút rung động. Bực này chiến đấu, thật sự là hắn căn bản không có năng lực xen vào, thậm chí đều không có cách nhìn ra những cái kia chuẩn đế cảnh cường giả quyết đấu lúc sử dụng lực lượng. Dù sao, thực lực cách xa thực sự quá lớn. Nhưng tất cả mọi thứ đều không quan trọng, có băng tuyết lá cây tại, một trận chiến này, cho dù là hắn Cốc Lương khúc ba đầu sáu tay, cũng chú định vô lực hồi thiên. Người tắc nghiệt, không thể sống, lòng tham quấy phá, đây chính là trừng phạt. Lần này, Lâm Tầm là triệt để giận, đều bị người chèn ép trên đầu, đâu còn quản hắn hồng thủy ngập trời. Có lẽ, một trận chiến này sẽ để cho không ít lão quái vật vẫn lạc, đối với đế quan trường thành mà nói, không thể nghi ngờ cũng sẽ sinh ra nặng nề tổn thất. Thế nhưng là, Lâm Tầm đã không cần thiết. Những lão quái vật này tại lòng tham thúc đẩy phía dưới, không hề do dự động thủ với mình, lại hay không sẽ nghĩ tới loại hậu quả này. Bọn họ, lại hay không nhìn chung qua đại cục. Vẹn vẹn bởi vì đóng giữ ở đây, có được chiến công, tự có thể tùy tiện ức hiếp mình một cái tiểu bối. Chê cười. Lâm Tầm hắn lúc mới đầu, như không phải là vì lấy đại cục làm trọng, chỗ nào khả năng sẽ ẩn nhịn đến bây giờ. Như không phải là vì cái này chiến trường tiền tuyến, hắn chỗ nào khả năng sẽ rời đi cửa vực chiến trường sau ngay lập tức, tự đến trước đế quan trường thành. Nguyên bản, cái này băng tuyết lá cây chính là muốn tặng cho thận tiên sinh, lưu tại đây đế quan trường thành. Buồn cười là, những lão già này vi trong lòng chi tham niệm, ngay cả ra mặt cũng không cần, ngay cả trái phải rõ ràng cũng không để ý. Lâm Tầm rất phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn là thất vọng. Hắn một lòng vi cổ hoang vực trận doanh hiệu lực, chưa nói tới kiêm tế thiên hạ, cũng chưa nói tới vì thiên hạ chúng sinh bôn tẩu cống hiến sức lực. Nhưng tối thiểu, hắn một mực tại dùng lực lượng của mình đi nỗ lực, đi vi cổ hoang vực làm một ít chuyện. Nếu không phải như thế, cửa vực chiến trường bên trong, hắn không thể trùng tu hộ đạo chi thành, liều hết tất cả tâm huyết cùng lực lượng, đi chinh phạt bát vực trận doanh. Nếu không phải như thế, hắn lại sao có thể không hề do dự sẽ đáp ứng kim thiền thanh niên, đem băng tuyết lá cây mang đến cái này đế quan trường thành. Nhưng hiện tại, đón tiếp hắn chính là cái gì? Là đổi trắng thay đen, tùy tiện chèn ép, là vì một cái chi tham niệm, mà không phân thì phi, muốn giết người đoạt bảo. Đây mới là khiến Lâm Tầm trái tim băng giá, thất vọng, phẫn nộ căn nguyên chỗ. Đang như lúc trước hắn nói, luận công cực khổ, Lâm Tầm hắn một người liền san bằng bát vực trận doanh, dẫn đầu cổ hoang vực thắng được cửu vực chi tranh đại thắng. Thử hỏi thế gian hào kiệt, từ xưa đến nay quần hùng, ai có thể so sánh? Không có. Bởi vì dĩ vãng cửu vực chi tranh, cổ hoang vực trận doanh cho tới bây giờ cũng là thảm bại, bị người chèn ép, nhục nhã, chà đạp, không ngóc đầu lên được. Mà bây giờ, một đám lão quái vật tự cao lao khổ công cao, tự có thể không chút kiêng nể vu khống, chèn ép, mệnh lệnh, nhắm vào mình, cái này. Sao mà hoang đường, sao mà buồn cười. Oanh! Trong tràng, chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, huyết tinh tràn ngập, sát khí chấn động hoàn vũ. Không ngừng có chuẩn đế lão quái vật vẫn lạc, hoặc bị xé nứt thân thể, hoặc bị đâm xuyên lồng ngực, hoặc bị chấn nát thần hồn, hoặc bị trực tiếp bẻ gãy đầu lâu. Thảm liệt! Huyết tinh! Tàn khốc! Trông mà giật mình! Thuấn Tịch, Mộc Phu Nhân, Lăng Tiêu Tử đều đã lui khỏi chiến cuộc, bọn họ từ không có khả năng giúp đỡ những sinh linh khủng bố kia đi đối phó Cốc Lương khúc bọn người. Chỉ là, khi thấy nguyên một đám từng chung một chỗ dục huyết phấn chiến, từng chung một chỗ chung ngự ngoại địch người trong đồng đạo, tựu như thế mỗi thứ vẫn lạc ở trước mắt, bọn họ cũng không khỏi tay chân lạnh buốt, nội tâm lâm vào một loại kịch liệt vô cùng giấy giụa, chuẩn bị thụ giày vò. Có thể trách Lâm Tầm quá lãnh khốc sao? Không thể. Từ đầu đến cuối, Lâm Tầm một mực là bị nhằm vào cùng chèn ép đối tượng, nếu không, Thuấn Tịch bọn họ cũng không có khả năng tại vừa rồi đồng loạt ra tay, đi giúp đỡ Lâm Tầm ngăn cản những lão quái vật kia. Tham một chữ này, quả thực như chúng ta chi tâm ma, hại người hại mình. Lăng Tiêu Tử than thở. Tiểu Hữu, có thể hay không hạ thủ lưu tình? Thuấn Tịch lại nhìn không được, cái này thô kệch phóng khoáng chuẩn đế nhân vật, bây giờ nhưng hốc mắt phiếm hồng, trong thanh âm mang theo một loại áy náy, cũng có một loại cầu khẩn. Thỉnh cầu này, vốn tựu đối với Lâm Tầm mà nói có chút quá phận, có thể. Thuấn Tịch là thật không có cách nhìn tiếp nữa. Thương vong quá nặng, đối với đế quan trường thành mà nói chung quy là một cái đả kích không nhỏ, càng biết để vực ngoại chi địch chế nhạo. Tiểu Hữu,
còn mời dừng tay đi. Một phu nhân cũng lo lắng ra âm thanh. Trong tràng, trừ Cốc Lương Khúc còn tại cùng váy đỏ nữ tử kịch liệt chém giết, những lão quái vật khác đều đã thương vong hơn phân nửa, còn lại cũng là đang giãy giụa khổ sở, sắp chống đỡ không nổi. Lâm Tầm trầm mặc một lát, hít sâu một hơi, hỏi các vị tiền bối, các ngươi có phải hay không cho rằng ta làm sai? Thuấn Tịch, một phu nhân bọn người cùng nhau khẽ giật mình, chợt lắc đầu, mỗi một cái đều ánh mắt phức tạp, đều không dám nhìn tới mắt của Lâm Tầm ánh sáng. Việc này, dĩ nhiên không phải Lâm Tầm kém. Từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng làm sai qua, cho tới bây giờ cũng là bị động đi phản kháng mà thôi. Bọn họ, thật để ta rất thất vọng. Lâm Tầm mở miệng lần nữa, ánh mắt nhìn nơi xa Cốc Lương Khúc, thần sắc đã là không chút rung động, nói. Ta rất muốn biết, Như Bát vực ngoại địch xuất ra một cái thành đế cơ hội, những lão quái vật này phải chăng cũng sẽ bởi vì tham lam mà lựa chọn phản bội, đầu nhập ngoại địch. Sẽ hay không vi thành đế, cũng dám đem đế quan trường thành đều hủy đi. Câu nói này, long trời lở đất, quá mức chu tâm. Thuấn Tịch đám người sắc mặt đều biến, trong lòng chìm vào đáy cốc. Lâm Tầm lời này, tuy là một loại giả thiết, có thể được thấy hôm nay từng cảnh tượng ấy huyết tinh một màn, ai có thể không để ý. Đúng a, một mảnh băng tuyết lá cây, cũng có thể để những lão quái vật này phát cuồng phát điên, liều lĩnh nhằm vào một cái vãn bối. Như vực ngoài địch nhân cũng xuất ra dạng này một cái cơ hội, những lão quái vật này. Ai có thể khắc chế nội tâm tham lam? Tuy nhiên, xem tại trên mặt mũi của các vị tiền bối, ta có thể cho bọn họ một cái cơ hội. Nói xong, Lâm Tầm giơ tay lên bên trong băng tuyết lá cây, ánh mắt nhìn sang chiến trường, có thể, đều trở về đi. Những sinh linh khủng bố kia rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn, bọn họ nhưng không để ý giết chết bao nhiêu chuẩn đế, lại sẽ cho đế quan trường thành mang đến bao nhiêu ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng Lâm Tầm, bọn họ cũng không dám không nghe theo. Siêu! Kia một thanh nhuốm máu thanh đồng trường mâu dẫn đầu thu tay lại, phút chốc lướt vào băng tuyết lá cây bên trong. Nhanh chóng theo sau, hoàng kim mãng long, lôi điện chồn tía, tuyết trắng huyền điểu chờ một đám sinh linh khủng bố, cũng lục tục trở về. Từ đầu đến cuối, không có gặp phải bất kỳ ngăn trở nào. Bởi vì đối thủ của bọn họ, đã sớm đem bị giết đến sắp nứt cả tim gan, sắp sụp đổ. Trong tràng, một đám lão quái vật bị giết đến sợ hãi, sớm đã vong hồn đại mạo, gần như sụp đổ. Khi mắt thấy kia từng đầu sinh linh khủng bố bị Lâm Tầm thu hồi, những lão quái vật này chỉ có một loại cảm giác. Sống sót sau tai nạn. Bọn họ hô hấp thô trọng, sắc mặt biến đổi không chừng, trong lòng tham niệm sớm đã bị sợ hãi thay thế, nhìn sang mắt của Lâm Tầm ánh sáng cũng mang lên vô cùng kiên kỵ cùng e ngại. Đến tận đây, tham dự lần hành động này, lão quái vật, có 4 vị chuẩn đế cảnh vẫn lạc, 7 vị thánh nhân vương cảnh hồn phi phách tán. Thương vong, không thể bảo là không thảm trọng. Không có người hoài nghi, như chiến đấu tiếp tục kéo dài, thương vong sẽ chỉ lớn hơn. Thuấn Tịch, một phu nhân, Lăng Tiêu Tử bọn người thì như chút được gánh nặng, có vui mừng, cũng có cảm kích, cũng có một loại không nói ra được cực kỳ bi ai. Những cái kia mất mạng lão quái vật, không có chết ở trên chiến trường, nhưng bởi vì trong lòng tham niệm mà chết ở nội đấu bên trong, khiến người bóp cổ tay thở dài. Chỉ là, để chẳng ai ngờ rằng chính là, tại váy đỏ nữ tử dự định dừng tay, bước trở ra, Cốc Lương Khúc lại không buông tha. Ầm ầm, hắn thần sắc xanh xám, dáng vẻ điên cuồng, cầm một cây ngân sắc đại kích, nếu như nổi điên chi chiến thần, đối với váy đỏ nữ tử đuổi đánh tới cùng. Điều này làm cho không ít người đều biến sắc, ý thức được Cốc Lương Khúc rõ ràng mang trong lòng không cam lòng, cực kỳ tức giận, không định lúc này thu tay lại. Thật coi là ta sợ ngươi sao? Váy đỏ nữ tử trong đôi mắt đẹp hiện lên khiếp người hàn mang, đầu đầy tóc xanh tung bay, tại quanh thân, mông lung như mưa bụi ước vạn kiếm khí lưu chuyển, bang bang vang lên. Trong chớp mắt mà thôi, Cốc Lương Khúc thế công tự bị phá tan, ngược lại bị váy đỏ nữ tử áp chế. Tự gặp nàng dạo bước hư không, váy đỏ lăn lộn như sóng máu, kiếm khí tung hoành lưu chuyển, như một vị mỹ lệ yêu dị tuyệt thế kiếm tôn. Như thế cao ngạo, lãnh diễm, lăng lệ phong thái, đủ để kinh diễm thế gian. Lâm Tầm không có ngăn cản. Vô luận Cốc Lương Khúc là bởi vì phẫn nộ mà liều lĩnh liều mạng cũng tốt, còn là bởi vì giấu trong lòng mục đích khác cũng a. Hắn đã không có ý định biết khó mà lui, Lâm Tầm không thể còn sẽ chủ động cầu hòa. Trước đó thu tay lại, đã là hắn chỗ có thể khoan nhượng ranh giới cuối cùng chỗ. Nếu không phải có Thuấn Tịch, một phu nhân bọn người ở tại, cuộc chiến hôm nay, nhất định không có khả năng để hắn như thế lựa chọn thu tay lại. Ầm ầm, trên bầu trời, Cốc Lương Khúc tình cảnh đã rất bất kham, hoàn toàn bị chèn ép, vô ngần mịt mờ kiếm khí bao phủ, khiến hắn thua chỉ kém em.
Ai đều nhìn ra, cho dù thân là đế quan trường thành đệ nhất nhân, Cốc Lương Khúc ở chính diện đối cứng bên trong, cũng rõ ràng hơi kém kia váy đỏ nữ tử một bậc. Nếu như thế tiếp tục kéo dài, Cốc Lương Khúc rất có khả năng cũng sẽ vẫn lạc. Không ít người đều trong lòng căng lên. Cốc đại nhân, việc đã đến nước này, vì sao còn phải khăng khăng sát phạt? Thuấn Tịch nhìn không được lớn tiếng nói. Ngậm miệng. Cốc Lương Khúc thần sắc càng thêm xanh xám, trong ánh mắt thiêu đốt lên đều là rào rạt lửa giận. Hôm nay, hắn như nhận thua, chẳng phải là tương đương thừa nhận mình không bằng người. Hắn Cốc Lương Khúc tự thân giá lâm dương quan, muốn trừng trị một cái tiểu bối, nhưng sau cùng nhưng mặt xám mày trò, thất bại tan tác mà quay trở về, cái này như chuyển đi, hắn còn có mặt mũi nào tại đây đế quan trường thành đặt chân. Cốc huynh, riêng phần mình lui nhường một bước lại có làm sao? Mọi người đều là cổ hoang vực trận doanh một viên, như thế đánh giết tiếp, chẳng phải là để vực ngoại địch nhân chế diễu. Lăng Tiêu Tử cũng mở miệng, hào ngôn khuyên giải. Các ngươi sợ con vật nhỏ kia, chẳng lẽ lấy vì bản tòa cũng sẽ giống như các ngươi? Cốc Lương Khúc hét to, thần sắc đã là trở nên dữ tợn. Những lão già này, lại khuyên hắn cúi đầu nhận thua, quả thực tâm hắn đáng chết. Rõ ràng là mình sai, lại vì mặt mũi mà thà chết không thay đổi, trên đời này nhưng chưa từng thiếu mặt hàng này. Lâm Tầm cười lạnh. Vật nhỏ, đợi tí nữa bản tọa liền để ngươi đẹp mặt. Cốc Lương Khúc thần sắc xâm nhiên. Hắn giờ phút này, giống như triệt để phát cuồng, hoàn toàn không có lý trí có thể nói. Đủ, ngươi Cốc Lương Khúc còn không ngại mất mặt. Bỗng dưng, nơi xa vang lên một đạo hét lớn, nếu như kinh lôi vang vọng, chấn động trong tràng, khiến không ít người toàn thân cũng là run lên. Tự gặp một cái thân khoác nho bào, dáng người thon gầy, tay áo phất phơ nam tử, đang từ đằng xa nhanh chân mà đến. Dáng vẻ ngang tàng như lồng lộng nhưng chi sơn nhạc, khí tức hùng hậu như mênh mông nhưng chi đại dương mênh mông. Thần tiên sinh, Thuấn Tịch đám lão quái vật đều mừng rỡ, như kiếm đến người đáng tin cậy. Cùng lúc đó, Lâm Tầm trong hắc mâu cũng hiện lên một vệt dị sắc. Năm đó thần tiên sinh, một bộ vải thô áo gai, khí chất bình thường, tại một tòa thấp thấp bé bình thường trong tiểu điếm, truyền thụ mình khắc đá chi đạo. Mà bây giờ tái kiến, Lâm Tầm lúc này mới phát hiện, thần tiên sinh chân chính phong thái đúng là cao như thế xa cùng khoáng thế. Mất mặt, ha ha, lão gia hỏa ngươi là đến xem bản tọa chê cười a, cũng đúng, từ khi ngươi đi đến đế quan trường thành về sau, chưa từng đem bản tọa để ở trong mắt. Bây giờ gặp bản tọa gặp rủi ro, không nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng mới lạ. Cốc Lương Khúc ngửa mặt lên trời cười to, chỉ là thần sắc lộ vẻ phá lệ hung ác. Thần tiên sinh đến, không những không có để hắn tỉnh táo cùng thu liễm, ngược lại giống như chịu đến kích thích, trở nên càng thêm nóng nảy. Thần tiên sinh ánh mắt quét qua trong tràng, không khỏi trường sinh thở dài nói, thu tay lại đi, nể tình chúng ta cũng coi như đồng đạo phân thượng, đừng để ta quá khó làm. Đồng đạo, chỉ là mọi người đều là cổ hoang vực hiệu lực, vì người trong đồng đạo. Để ngươi quá khó làm, ngươi ba năm này, để ta khó làm bao nhiêu lần. Cốc Lương Khúc càng phát phẫn nộ, tựa như là đang phát tiết, triệt để cái gì cũng không để ý, lần này, bản tọa chỉ là muốn trừng phạt một cái tiểu bối mà thôi, ngươi nhưng tự thân nhảy ra phản đối, không phải là không tại nhằm vào bản tọa. Thần tiên sinh vừa muốn nói gì, Cốc Lương Khúc đã hét to, không cần phải nói, hôm nay mượn cơ hội này, không bằng triệt để làm một cái kết thúc. Oanh! Bỗng nhiên, hắn khí tức đột biến, từ trên thiên linh cái sông ra đã một tia huyết khí. Ông trời! Trong tràng vang lên kinh hô, kia không bắt mắt một tia huyết khí, nhưng hóa thành một đạo xích hà, đánh xuyên thiên vũ, để vần quanh tại đế trên thành không tinh thần rơi lá trá hạ mấy viên, vang dội nổ tung. Đế đạo chân huyết, cái này để cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên mà rung động. Nhưng phàm đặt chân đế cảnh người, đều là dưới chư thiên tồn tại mạnh mẽ nhất, đủ để vang dội cổ kim, khống chế vô thượng vĩ lực. Mà cái này đế đạo chân huyết, đừng bảo là một tia, chính là một giọt, đều xung danh thuộc về đế cảnh uy năng huyền bí trong đó, đủ để ánh sáng chư thiên, chấn sát quần luân. Bất quá, đế đạo bảo huyết nhưng không phải dễ dàng như vậy đạt được, bởi vì bên trong lạc ấn thuộc về đế cảnh đạo hành chân uy, mỗi một giọt đều có thể xưng bảo vật vô giá, khoáng thế hiếm thấy. Mà bây giờ, Cốc Lương Khúc phát cuồng, tế ra đế đạo chân huyết, dung nhập bản thân, rõ ràng là muốn liều lĩnh liều mạng. Đáng chết! Váy đỏ nữ tử sắc mặt khẽ biến, trong đôi mắt đẹp hiện lên thật sâu kiêng kỵ. Đế đạo chân huyết lực lượng, đủ để sánh ngang một vị chân chính đế cảnh uy thế. Bị nói là chuẩn đế, chính là nửa bước đế cảnh, đều chỉ có thể tránh né mũi nhọn, không dám đối cứng. Oanh! Một cái chớp mắt, Cốc Lương Khúc khí tức liên tục tăng lên, quả thực tựu giống như chân chính đế cảnh giá lâm,
để không ít lão quái vật hô hấp cũng là cứng lại, nội tâm run cầm cập, giống như sâu kiến bị trên trời thương long để mắt đến. Kia vô hình uy áp, quá kinh khủng. Vật nhỏ, bản tọa trước làm thịt ngươi. Cốc Lương khúc thanh âm ù ù, khuấy động thập phương, hắn vừa sải bước ra, phô thiên cái địa kinh khủng uy thế cũng là hướng Lâm Tầm quét sạch mà đi. Dựa theo bình thường mà nói, váy đỏ nữ tử căn bản không có khả năng ngăn trở, lựa chọn tránh né mũi nhọn mới là sáng suốt nhất chủ ý. Nhưng hết lần này đến lần khác, vào thời khắc này nàng không hề do dự toàn lực xuất kích, ngăn cản tại Cốc Lương khúc trước đó. Ong ong ong, ức vạn mịt mờ kiếm khi hiện ra yêu dị mỹ lệ quang trạch, giả thiên tế nhật khuếch tán mà ra, kiếm ý chi thâm thúy, kiếm uy chi khủng bố, nối liền cửu thiên thập địa. Nhưng vẻn vẹn nháy mắt, tự bị Cốc Lương khúc một trường vỗ nát, vô số kiếm khí vang dội sụp đổ, lại căn bản không có cách ngăn cản Cốc Lương khúc mảy may. Liền ngay cả váy đỏ nữ tử đều bị một trường này chi lực đánh bay đi ra ngoài, giống như một chiếc thuyền đơn độc bị sóng to gió lớn hất bay. Váy đỏ nữ tử sắc mặt đại biến, trong tràng kinh hô không dứt, chúng đều kinh sợ ngạc nhiên, đều kém chút không thể tin được mắt mình. Lúc này chi Cốc Lương khúc so với vừa rồi cường đại không biết bao nhiêu, một điểm hạo nhiên khí ngàn dặm sung sướng gió, thần tiên sinh đến, vẻ mặt nghiêm túc, tay áo bỗng nhiên huy động một hơi gió mát giống như hạo nhiên khí, lôi theo thiên địa chi thế, sơn hà chi uy, đại đạo chi tinh gào thét mà ra. Sung sướng tùy tiện, đại tượng vô hình. Tránh ra! Cốc Lương khúc gầm thét, đại kích quét ngang, chạm phá càn khôn, có thanh trừ bát hoang chi thế. Oanh! Thần tiên sinh một kích toàn lực, đồng dạng bị dễ dàng quét dọn, thân ảnh nó cũng bị chấn động lảo đảo lui lại, thần sắc cũng không nhịn được biến đổi. Mà nhân cơ hội này, Cốc Lương khúc sớm đã triển khai đối với Lâm Tầm sát phạt. Hắn trông như giận cuồng, thực ra trong lòng sớm có mưu gấy, sở dĩ liều lĩnh cũng phải chinh phạt đến cùng, một phương diện cùng duy trì bảo hộ tự thân uy nghiêm có quan hệ, nhưng quan trọng hơn thì là cướp đoạt kia băng tuyết lá cây. Hắn đã là nửa bước đế cảnh, chỉ kém một cái cơ hội lại có thể đặt chân chân chính đại đế cánh cửa, khi biết được kia băng tuyết lá cây có thể tiếp cận chân chính đế cảnh con đường, hắn sớm đã là nhất định phải được, không thể sai sót. Giống như tang lâm địa những sinh linh khủng bố kia, đau khổ ẩn nhẫn ẩn núp vô ngần tuế nguyệt, vì dù gì đồng dạng là cướp đoạt vạn kiếp đại đế lưu lại cơ hội đồng dạng. Càng là như Cốc Lương khúc bực này đến gần vô hạn đế cảnh cường giả, thì càng cố chấp, cũng không phải là tham lam, mà là vi cầu đạo đại đế đường. Về phần trong quá trình này gặp phải trở ngại, chú định cũng không có khả năng để hắn lùi bước. Đây mới là Cốc Lương khúc chân chính tâm tư. Về phần điên cùng nổi điên, cũng có, nhưng còn không đủ lấy ảnh hưởng hắn nhân vật bậc này tâm trí cùng ý chí. Mà trước mắt, hắn tức đem thành công. Lâm Tầm chết về sau, không chỉ có thể để hắn đoạt được kia băng tuyết lá cây, lại có thể thuận thế khống chế kể cả váy đỏ nữ tử ở bên trong hơn 10 vị sinh linh khủng bố, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Vật nhỏ, chết đi! Hét to âm thanh, Cốc Lương khúc đã không hề do dự, lạnh lùng hạ sát thủ. Dạng này một vị nửa bước đế cảnh, lại kích phát đế cảnh chân huyết chi lực, loại kiêu uy thế, cho dù là Lâm Tầm đem băng tuyết lá cây bên trong một đám sinh linh khủng bố đều lại lần nữa triệu hồi ra đến, cũng chú định căn bản không có khả năng ngăn cản. Mà vô luận váy đỏ nữ tử, vẫn là thần tiên sinh, tất cả đều đã bị đánh lui, bây giờ cho dù là mong muốn ngăn cản, đều đã không kịp. Về phần những lão quái khác vật, đều sớm đã bị Cốc Lương khúc kinh khủng uy thế chấn nhiếp, cũng chú định không có khả năng ngăn cản tất cả mọi thứ. Một tích tắc này, thời gian giống như lâm vào đứng im, nguy hiểm đến cực hạn. Sinh cùng tử, có lẽ liền đem cái này một cái chớp mắt phân ra. Chỉ chẳng qua Lâm Tầm tuyệt không nhượng bộ, cũng chưa bởi vậy mà kinh hãi thất sắc, thậm chí không có toát ra bất cứ cái gì một tia cảm xúc dao động. Duy chỉ có trong tay hắn, chẳng biết lúc nào đã nhiều thêm một tấm lệnh bài. Đây là một cái bụi bẩn quân bài, rất không bắt mắt, nhưng lại nặng nề như viễn cổ thần sơn, Lâm Tầm chỉ có vận chuyển lực lượng, mới có thể đem nâng lòng bàn tay. Ầm ầm, căn bản cũng không có cho Lâm Tầm cơ hội phản ứng, trên thực tế, tại Cốc Lương khúc kia kinh khủng uy áp hạ, hắn cũng căn bản không có cách động đậy mảy may. Cảm giác kia, tựu giống như một tờ rơm giả rơi vào đại dương mênh mông, sắp thịt nát xương tan. Thuấn Tịch, Mộc Phu Nhân, Lang Tiêu Tử đều muốn rách cả mí mắt. Thần tiên sinh cũng là sắc mặt đại biến, tâm đều treo lên, ngay cả hắn cũng không ngờ tới, Cốc Lương khúc lại sẽ như thế hung ác điên cuồng, hoàn toàn liều lĩnh. Đồng thời, Cốc Lương khúc còn có nắm giữ đế đạo chân huyết bực này nghịch thiên chi vật. Điều này làm cho thần tiên sinh cũng đột nhiên không kịp chuẩn bị. Váy đỏ nữ tử thân thể tản mát ra ngập trời sát cơ, đầu đầy tóc xanh cuồng vũ,
Lâm Tầm một mực tại phòng đoán tâm tư của nàng, nàng cũng trước giờ chưa từng chân chính nói ra quá. Nếu Lâm Tầm chết, nàng đều sẽ cảm giác vô cùng tiếc nuối. Lâm Tầm giống như một chiếc đèn chiếu sáng trong một tòa phòng tối, nếu như thế dập tắt, cả tòa căn nhà cũng sẽ lâm vào hắc ám. Mà nàng, chính là tòa này phòng tối. Nhưng khi mọi người đều coi là, lần này Lâm Tầm đã là tai kiếp khó thoát, một tia tối nghĩa dao động, lặng yên từ Lâm Tầm trong lòng bàn tay quân bài bên trong lan tràn ra. Nháy mắt, hư không giống như đình trệ, vạn vật giống như đông kết, giữa thiên địa, đúng là lâm vào một loại quỷ dị đứng im trạng thái. Cho người ta cảm giác, tựu giống như thiên địa vạn vật, nhân thế muôn màu, đều ở đây khắc dừng lại. Cốc lương khúc kia đâu đâu cũng có, cực kỳ kinh khủng uy áp, cũng đều không có cách may mắn tránh khỏi, ngưng kết đình trệ tại kia. Sau đó, một thân ảnh khô gầy, mặt mũi nhăn nheo, mọc lên một đôi mắt tam giác, bẩn thỉu lôi thôi vô cùng lão giả thân ảnh, trống rỗng xuất hiện trong tràng. Oanh! Khi thân ảnh nó xuất hiện, giữa thiên địa kia quỷ dị đình trệ trạng thái, cái này mới tại đột nhiên ở giữa tan rã sụp đổ, tất cả khôi phục như thường. Chỉ chẳng qua mọi người cảm giác nhưng vô cùng không thể tưởng tượng, bởi vì kia một đạo khô gầy lôi thôi thân ảnh, xuất hiện quả thực quá đột ngột. A, à, đế quan trường thành A, à. Ha ha, ha ha ha, bấm ngón tay tính toán, cự ly lão tử lần trước đến trước ở đây, đều đã đi qua. Lâu như thế, lão giả thổn thức, chắp hai tay sau lưng, cảm khái liên tục, xem bốn phía quần hùng như không. Làm người ta rung động nhất là, kia thuộc về cốc lương khúc kinh khủng uy áp, mặc cho như thế nào xung kích, vừa mới đến lão giả chỗ nơi sống yên ổn, tựu nhao nhao tán loạn trừ khử. Tuyết tan tại nước, châu đất xuống biển, cũng bất quá như thế. Cái này một thân ảnh, dĩ nhiên chính là ẩn cư ở hạ giới Tử Diệu Đế Quốc, Báo Tinh Miên Nguyệt Cục bên trong độc tẩu. Trong chốc lát, cốc lương khúc đồng tử co rụt lại, lão già này rõ ràng không phải một cái vật sống, chỉ là một tia ý chí lạc ấn mà thôi. Đồng thời, khí tức cũng căn bản không có cách bị người phát giác được, giống như bị đại đạo chỗ vứt bỏ đồng dạng. Nhưng hết lần này đến lần khác chính là dạng này một cái ý chí lạc ấn, nhưng như vắt ngang vạn cổ trời xanh một tòa lạch trời, không có cách bị dung chuyển. Cái này, Thuấn Tịch, Mộc Phu Nhân, Lăng Tiêu Tử bọn người trố mắt, kém chút không thể tin được. Đều đã là sinh tử đem phân thời khắc nguy hiểm, nhưng lại phát sinh như thế chuyện không thể tưởng tượng nổi, trong lúc nhất thời, bọn họ cũng có chút phản ứng không kịp. Nguyên lai kẻ này còn có át chủ bài. Thần tiên sinh ánh mắt bắn ra, nỗi lòng lo lắng cái này mới buông xuống, chỉ là suy nghĩ một chút vừa rồi kia mạo hiểm vô cùng một màn, ngay cả hắn cũng có hậu sợ cảm giác. Quả nhiên, Kim Thiền nói không sai, Phương Thốn Sơn truyền nhân, cho dù hiện tại nhỏ yếu đến đâu, cũng nhất định không có khả năng như thế gặp nạn. Váy đỏ nữ tử trong lòng thì thào, một đôi tựa như ảo mộng trong đôi mắt đẹp dị sắc liên miên. Về phần ở đây những lão quái khắc vật, đều đã trợn tròn mắt. Không ngờ có biến cố phát sinh. Trong tay tiểu tử kia rốt cục giấu bao nhiêu át chủ bài cùng bí mật. Cùng lúc đó, trong lòng Lâm Tầm thầm buông lỏng một hơi. Năm đó ở hạ giới, độc tẩu từng tặng cho hắn một tấm lệnh bài, là lo lắng hắn tại tiến vào thí huyết chiến trường, gặp phải đối thủ không thể địch lại, có thể bằng lệnh bài này bảo mệnh. Dựa theo độc tẩu thuyết pháp, đế cảnh phía dưới, cái này quân bài ăn một chút tất cả, không phải sống chết trước mắt, không nên tùy tiện vận dụng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lệnh bài này chỉ có thể vận dụng một lần. Chỉ chẳng qua, tại tiến vào thi huyết chiến trường về sau, Lâm Tầm trên đường đi gặp nguy hiểm đều bị hắn giải quyết dễ dàng, ngược lại không có cơ hội vận dụng lệnh bài này, một mực bị hắn giữ lại đến nay. Mà bây giờ, mới tính trung phát huy được tác dụng. Chật chật. Trách không được mời lão tử ra đến, mới tuyệt đỉnh thánh cảnh, tự bị nửa bước đế cảnh chèn ép, tình huống này xác thực quá nguy hiểm. Lúc này, độc tẩu bằng hư mà đứng, liếc xéo lấy mắt tam giác, quét qua toàn trường, sau cùng rơi ở trên người cốc lương khúc, mang theo một loại khinh thường, cười lạnh nói. Nói trở lại, vị này nửa bước đế cảnh cũng quá vô sỉ, tu luyện đến nay, nhưng còn tự mình ra trận đối phó một cái tiểu hoa nhi, không cảm thấy e lệ. Cốc lương khúc sầm mặt lại, bằng lãnh ra âm thanh, vì đạo hữu này, ngươi cản đường. Thời cơ chớp mắt là qua, hắn rất không dễ dàng bằng đế cảnh chân huyết đánh ra một tia cơ hội, không thể sẽ cam tâm đến đây dừng tay. Hắn đã nỗ lực tất cả, đắc tội tất cả, lúc này, đã lại không quay đầu đường, lúc này cho dù là có thần Phật ngăn cản ở phía trước, hắn cũng sẽ không hề do dự toàn lực oanh sát. Trên thực tế, tại tiếng nói vừa vang lên, cốc lương khúc liền đã ngang nhiên động thủ. Oanh! Một cây ngân sắc đại kích hoành không, giống như ngân bạch sắc nộ long đằng không, nương theo lấy đinh tai nhức óc đạo âm, bạo sát mà ra.
Vẹn vẹn xa xa nhìn qua, tựu để không ít lão quái vật sợ hãi. Nhưng đối mặt bực này kinh khủng một kích, Độc Tẩu cũng không biết từ nơi nào xách ra một cái thìa, bẩn thỉu, bóng mỡ, tiện tay nện xuống. Động tác thành thạo giống như lật nồi xào rau giống như. Bịch, đinh tai nhức óc nổ đùng vang vọng, khiến người nghẹn họng nhìn chân chối chính là, ngân sắc đại kích lại bị nện đến ông ông tác hưởng, kém chút rời khỏi tay mà bay. Cốc Lương Khúc cả người càng thân thể chấn động, bỗng nhiên lảo đảo ngược lại lùi lại mấy bước, thần sắc đã là nổi lên vẻ kinh ngạc. Đây là một tia ý chí lực đo có thể có được uy thế. Cái này lôi thôi vô cùng lão gia hỏa, chẳng lẽ là bởi vì chân chính đế cảnh hay sao? Kể cả thần tiên sinh, váy đỏ nữ tử ở bên trong một đám lão quái vật, bây giờ đều có quáng mắt cảm giác. Bắt một thanh thìa, bước lui một vị luyện hóa đế huyết lực lượng chuẩn đế cường giả. Hình tượng này quả thực quái dị đến cực hạn. Liền ngay cả Lâm Tầm cũng không khỏi tắc lưỡi, cái này tính khí nóng nảy quái lão đầu, lại như thế hung tàn. Còn chưa thành đế, giấy rùa chung quy là phí công, ngươi mượn dùng đế cảnh chân huyết, quỷ quyệt âm trầm, tà ma bá lệ, như lão tử không nhìn lầm, nên là khi ám huyết minh hoàng vừa mới thành đế, lưu lại một tia chân huyết, như đổi lại là một vị đạt đến, vô tướng vô pháp, tình trạng đế cảnh nhân vật lưu lại chân huyết, có lẽ, còn có thể vào được lão tử pháp nhãn. Độc Tẩu cười lạnh, tràn đầy nếp nhăn khô gầy trên gương mặt, đều là không chút che giấu xem thường. Giải rác một lời nói, đối với ở đây các lão quái vật mà nói, nhưng không thua gì long trời lở đất, cả người đều bị chấn nhiếp tại kia. Vẹn vẹn thông qua một tia đế huyết khí tức, tự nhận ra nhiều như thế bí mật. Đồng thời, cái gì gọi là đế cảnh bên trong, vô tướng vô pháp? Tất cả mọi thứ, phảng phất tại im lặng nói rõ, Độc Tẩu rất có khả năng là một vị chân chính đế cảnh tồn tại, thậm chí rất có khả năng còn nhận thức ám huyết minh hoàng. Nếu không, hắn không thể biết nhiều như thế. Phải biết, cái này còn vẹn vẹn chỉ là hắn một tia ý chí lạc ấn, bản tôn như ở đây, lại nên có kinh khủng bực nào. Ngươi chỉ là một tia ý chí lạc ấn mà thôi, cũng dám nói khoác không biết ngượng. Oanh! Cốc Lương Khúc lại lần nữa xuất kích, khí tức càng thêm kinh khủng, một đoàn huyết quang từ đỉnh đầu lướt đi, giống như đế cảnh chi lực đang ngập tràn, uy hiếp càn khôn. Hắn huy động đại kích, bạo sát mà đến. Cố chấp thành ma, đem thành đế chi hy vọng ký thác tại hư vô mờ mịt ngoài vật bên trên, sao mà buồn cười. Độc Tẩu mỉm cười, động tác nhưng không chậm, bỗng nhiên một bước phóng ra. Đông! Tất cả thiên địa rung động, một cỗ vô hình lực lượng kinh khủng quét sạch mà ra, đem Cốc Lương Khúc cả người đè ép trong đó. Cùng lúc đó, Độc Tẩu tiến lên, cầm lên thìa tựu đổ ập xuống nện xuống. Rầm rầm rầm, một trận tiếng vang nặng nề, khiến người cảnh tượng khó tin xuất hiện, mỗi một thìa nện xuống, Cốc Lương Khúc thân thể bốn phiêu uy thế tựu tán loạn một điểm, thân ảnh nó tựu sụp đổ nấp nhỏ một chút. Khi nó uy thế triệt để bị nện ngói vỡ giải, thân ảnh nó đúng là bị đánh cho co lại thành ba tấc lớn nhỏ, giống con châu chấu đồng dạng, bị trùm tại kia thìa bên trong. Mặc cho hắn như thế nào gào thét, thét gào, càng không thể nào từ kia thìa bên trong thoát thân. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều im lặng, một đám lão quái vật đều hít vào khí lạnh, khó khăn nuốt nước miếng một cái, vị này. Rốt cuộc là như thế nào một vị kinh khủng tồn tại? Một hàng đơn vị liệt đế quan trường thành đệ nhất cao thủ, còn mượn đế cảnh chân huyết lực lượng, ở trước mặt hắn, lại đều ngay cả giấy ruộng lực lượng cũng không có. Cái này không thể nghi ngờ quá không thể tưởng tượng. Mà hắn lại cùng Lâm Tầm là quan hệ gì? Cho dù là chính Lâm Tầm, khóe môi cũng không khỏi hung hăng run rẩy. Độc Tẩu lão gia hỏa này, vẹn vẹn một tia ý chí lạc ấn mà thôi, liền sinh mãnh như vậy, kia tu vi thật sự của hắn, lại hẳn là đáng sợ. Không hiểu, Lâm Tầm nhớ đến thí huyết vương Triệu Thái Lai từng nói qua một câu nói. Lão gia hỏa này là một cái duy nhất bỏ qua đại đạo, độc tu bản thân lão quái vật, chớ nhìn hắn dường như một điểm tu vi cũng không có, nhưng tại cái này giới, không người có thể giết được hắn. Nói ngắn gọn, Độc Tẩu đạo đồ tất nhiên cùng, bỏ qua đại đạo, độc tu bản thân, có quan hệ, cũng không trách không người có thể nhìn thấu tu vi. Bởi vì hắn sớm đã bỏ qua người người sở cầu tác đại đạo. Trong tràng yên tĩnh, chỉ có bị trùm vào thìa bên trong Cốc Lương Khúc vẫn đang thét gào, thanh âm tràn ngập kinh nộ, không cam lòng cùng sợ hãi. Phảng phất, ngay cả hắn cũng không có nghĩ đến, mình sẽ bị bại như thế đè xuống bôi. Độc Tẩu ngẫm nghĩ, thở dài một hơi, giết ngươi dễ dàng, để ngươi sống coi như khó đi, cũng thôi, xem ở chỗ này chính là đế quan trường thành, liền y theo đế quan trường thành quy củ làm việc, trước chấn áp ngươi một vạn năm. Oanh! Trong tay hắn thì lắc một cái, giương tay vồ một cái, liền đem Cốc Lương Khúc bóp thành một cái, hạt châu bốn phía, lượn lờ lấy tối nghĩa đạo quang,
Sau đó, Độc Tẩu giống như tại cảm giác cái gì, mãnh mà kinh ngạc ra âm thanh, vô tâm ma đế một tia tàn niệm lại còn ở chỗ này. Đôi tay này nhuộm đầy huyết tinh lãnh khốc sát thần, nhưng thật là si tình. Nói xong, hắn cong ngón búng ra, bị chấn áp thành một hạt châu cốc lương khúc, đột nhiên phá không mà đi, biến mất tại mênh mông đế quan trường thành bên trong. Không thể nghi ngờ, cốc lương khúc bị triệt để chấn áp. Điều này làm cho không ít trong lòng người than thở, đế quan trường thành đệ nhất nhân, nhưng lưu lạc đến tận đây, khiến người làm sao có thể không cảm khái. Chỉ có Lâm Tầm nhíu nhíu mày, dựa theo hắn ý nghĩ, cốc lương khúc là nhất định phải giết. Người này tuy là đế quan trường thành đệ nhất nhân, nhưng lại lòng dạ nhỏ mọn, bảo thủ, vì đoạt bảo, thủ đoạn càng là thô bạo ti tiện chi cực. Nếu không phải lần này trong tay mình còn có át chủ bài, lưu cho mình hậu quả chú định chỉ có một cái, kia nhất định phải chết. Dưới tình huống đó, Lâm Tầm đương nhiên không cam lòng cứ như thế mà buông tha cốc lương khúc. Đúng lúc này, Độc Tẩu xoay người, sắc mặt đúng là mang theo vẻ cô đơn, khẽ thở dài. Tiểu tử, không phải ta không giúp ngươi giết người, mà là ở trong đế quan trường thành này quy củ, ngay cả ta cũng chưa bao giờ từng phá hư qua, lần này cũng không thể phá lệ, nếu không. Tự cùng đánh mình mặt không khác gì nhau, bất quá ngươi đại khái có thể yên tâm, từ nay về sau một vạn năm, tên kia chắc chắn đụng phải vô biên giày vò cùng tra tấn, cái này thật ra so với giết hắn càng khó chịu hơn. Chết, có thể xong hết mọi chuyện, nhưng sống có đôi khi có thể so với tử vong thống khổ hơn. Một đám lão quái vật đều im lặng, Độc Tẩu, giống như đã đem cốc lương khúc triệt để thẩm phán, chờ đợi cốc lương khúc, chính là dài đến một vạn năm chấn áp cùng giày vò. Đối với một cái đến gần vô hạn đế cảnh cường giả mà nói, một vạn năm thật quá lâu, sẽ bỏ lỡ rất nhiều. Đáng tiếc, dùng ngươi lá bài tẩy này, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thể đổi lấy một kết quả như vậy, sớm biết, tự giữ lại về sau dùng nữa. Lâm Tầm cũng chỉ có thể tiếp nhận. Độc Tẩu bật cười, ra mặt lật một cái, hừ lạnh nói, lúc trước ta nhưng sớm nhắc nhở qua ngươi, tấm lệnh bài này là dùng tới dọa người. Chợt, hắn giống như ý thức được cái gì, kinh ngạc liếc Lâm Tầm một chút. Tiểu tử này dám nói như thế, chẳng phải là mang ý nghĩa, cho dù không tá trợ lực lượng của mình, hắn còn khác có thủ đoạn đủ để hóa giải vừa rồi nguy hiểm cục diện. Thời gian không nhiều, nhân cơ hội này, ta có một câu nói nhắc nhở, về sau như tiến đến tinh không cổ đạo, nhất thiết phải cẩn thận ám huyết minh hoàng, lão già này lúc tuổi còn trẻ chính là một cái dở mọi mánh khóe âm tàn nhân vật, cho dù thành đế, cũng một bụng ý nghĩ xấu, bị hắn để mắt đến, quản ngươi là sâu kiến vẫn là đại đế, hắn tuyệt đối sẽ dốc toàn lực trả thù. Độc Tẩu truyền âm căn dặn, hắn thân ảnh dần dần mơ hồ, khi thanh âm biến mất thân ảnh nó cũng như một tia khói xanh trừ khử trong hư không, triệt để không gặp. Trong tay Lâm Tầm quân bài, cũng theo răng rắc một tiếng vang giòn, hoàn toàn tan vỡ. Lâm Tầm không khỏi buồn vô cớ, đối với chư thiên vạn giới mà nói, Tử Diệu Đế quốc chỗ hạ giới, rốt cuộc ra sao chờ một phương tồn tại. Nổi danh liệt tứ đại nói khư một trong, quy khư có tám đạo hải chủng, có thần bí khó lường tang lâm địa. Cũng giống như Độc Tẩu, quan tinh đài lão tế ti những này thần bí mà kinh khủng lão cổ đồng. Cho dù là mẫu thân mình là Thanh Tuần cùng Lộc Tiên Sinh, lúc trước từ tinh không bị ngạn đến, chưa từng xuất hiện tại cổ hoang vực, cũng chưa từng xuất hiện tại bát vực khác, duy chỉ có ngủ đông nằm ở hạ giới. Trong này, lại cất giấu như thế nào huyền cơ? Lâm Tầm kinh ngạc, trầm mặc không nói. Trong chàng những lão quái khác vật thì đều như chút được gánh nặng, toàn thân một trận thoải mái. Vừa rồi, vô luận là cốc lương khúc, vẫn là Độc Tẩu, đều mang cho bọn hắn chịu nặng áp bách, toàn thân cũng không được tự nhiên. Hiện tại, rốt cục có thể buông lỏng. Chỉ là sắc mặt của mỗi người đều mang phức tạp. Thuấn Tịch, Mộc Phu Nhân, Lăng Tiêu Tử bọn người, thì là rung động tại Lâm Tầm trên người bí mật, thực sự quá nhiều, để bọn họ đều có suy nghĩ không thấu cảm giác. Những cái kia từng bị một đám sinh linh khủng bố chèn ép lão quái vật, thì cả đám đều mang theo thật sâu vẻ kiêng dè. Cốc lương khúc thế nhưng là đế quan trường thành đệ nhất nhân, thậm chí đều vận dụng đế đạo chân huyết, nhưng kết quả đây, như trước vẫn là thảm bại, bị trực tiếp chấn áp một vạn năm. Váy đỏ nữ tử lặng yên cười một tiếng, nàng biết, lựa chọn của mình là đúng, thiên cổ phòng tối, bởi vì nhất đăng mà minh. Nàng không có nhiều lời, hóa thành hỏa hồng như đốt thiên vũ kiếm hoa, lướt vào Lâm Tầm trong lòng bàn tay kia băng tuyết lá cây bên trong. Thần tiên sinh hít sâu một hơi, mang theo một loại ý cười, hướng Lâm Tầm đi tới. Tiểu Hữu, đã lâu không gặp. Trong đại điện, Lâm Tầm cùng thần tiên sinh ngồi trên mặt đất. Quần hùng đã tán đi, nhưng kinh lịch một trận không thể tưởng tượng, kinh tâm động phách huyết tinh chiến đấu, mỗi một người đều cần muốn tỉnh táo một chút. Thần tiên sinh trầm mặc hồi lâu, liền mỉm cười, lần này sai không ở ngươi,
Cho dù số đế quan trưởng thành quy củ, cũng có thể thông cảm được, cho nên ngươi ngược lại khỏi phải có áp lực. Lâm Tầm thở dài, áp lực chưa nói tới, chỉ là nội tâm nhưng có chút thất vọng, thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Cốc Lương khúc bực này nhân vật, sao lại có thể được tôn sùng là đế quan trưởng thành đệ nhất nhân. Thần Tiên Sinh nói, rất đơn giản, đầu tiên là hắn đã đặt chân nửa bước đế cảnh, chiến lược siêu tuyệt, cái thứ hai là hắn già đời, sống cũng lâu nhất, ngươi nên rõ ràng, nơi này là chiến trường tiền tuyến, cho dù là chuẩn đế cũng có vẫn lạc thời điểm. Tựu nói cái này một đã qua vạn năm, đế quan trường thành tổng cộng vẫn lạc 377 vị chuẩn đế, thương vong không thể bảo là không thảm trọng, những cái kia chết đi cường giả, không ít người mạnh hơn Cốc Lương Khúc, nhưng có thể sống đến bây giờ, cũng chỉ có Cốc Lương Khúc. Nói đến đây, Thần Tiên Sinh ngẫm nghĩ, tiếp tục nói, có thể sống đến bây giờ, nhưng không phải vận khí đơn giản như thế, còn có được có thể cùng với xứng đôi năng lực. Lâm Tầm đối với cái này từ chối cho ý kiến, cũng không tiếp tục đàm luận đề tài này, mà là xuất ra Diệu Huyền Tiên Sinh để mình mang đến một phong thư tiên, đưa cho Thần Tiên Sinh. Xem qua giấy viết thư, Thần Tiên Sinh trong con ngươi bỗng dưng hiện lên một vệt dị sắc, giống như khó có thể tin, lại như vô cùng vui mừng. Hắn vươn người đứng dậy, khom người nói, đa tạ tiểu hữu. Lâm Tầm trở tay không kịp, vội vàng đứng dậy nói, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy. Thần Tiên Sinh cười nói, nếu không phải này giấy viết thư, ta còn không biết lần này cửu vực chi tranh, cổ hoang vực trận doanh chúng ta đạt được trước nay chưa từng có đại thắng, mà tiểu hữu bây giờ đều đã là cửu vực chiến trường đệ nhất nhân. Trong thanh âm, đều là tán thưởng cùng cảm khái. Đây quả thật là trước nay chưa từng có chi đại thắng, cho dù là ai nghe nói, cũng sẽ cảm giác kích động trong lòng, huyết mạch sôi sục. Cái này nhưng cũng không phải là vãn bối một người chi công. Lâm Tầm nói. Thần Tiên Sinh đột nhiên cười to, ngươi à, coi như chớ khiêm nhường, Diệu Huyền chấp trưởng Xuân Thu bút cùng thanh sử thư, tuyệt không dám ba hoa trích trẻ, hắn ở trong thư sớm đã nói cho ta tất cả, không thể không rõ ràng, lần này cửu vực chi tranh đại thắng, hoàn toàn bái ngươi một người ban tặng. Nói đến đây, hắn hai đầu lông mày hiện lên một vẻ kiên quyết, chuyện này, nhất định phải để đế quan trưởng thành mọi người rõ ràng, Khâu đạo sĩ, Cốc Lương Khúc. Kể cả Minh Tử, bọn họ phạm sai lầm ra sao chờ chi trọng. Thần Tiên Sinh lại hỏi, à phải rồi, ngươi lần này vì sao muốn khăng khăng đến trước cái này chiến trường tiền tuyến, Diệu Huyền còn từng căn dặn, muốn ta trông nom ngươi một hai. Lâm Tầm đem băng tuyết lá cây xuất ra, nói, đây là một vị tiền bối để ta mang đến. Nói xong, hắn đem Kim Thiền Thanh Niên nhắc nhở mỗi thứ báo cho. Thần Tiên Sinh hiểu rõ tất cả mọi thứ về sau, cũng không khỏi động dung, kinh ngạc hồi lâu, mới lãnh đạm nói cái này Cốc Lương Khúc, kém chút xấu đế quan trưởng thành đại sự. Đến tận đây, trong lòng Lâm Tầm triệt để dễ dàng hơn. Nên làm chuyện, hắn đã làm, tính chung không phụ Kim Thiền Thanh Niên nhờ vả. Ngày này, đế quan trưởng thành mỗi một cái, cứ điểm, bên trong phong hỏa đài, đều tại cùng thời khắc đó bốc cháy lên đế tước phong hỏa. Cùng lúc đó, một chút tin tức theo đó khoách tán ra. Đế quan trưởng thành đệ nhất nhân Cốc Lương Khúc, phạm phải ngập trời sai lầm lớn, bị trấn áp một vạn năm. Cửu vực chi tranh, cổ hoang vực lấy được chi đại thắng trước nay chưa từng có, thế hệ trẻ tuổi tuyệt đỉnh thánh nhân Lâm Tầm, được tôn sùng là cửu vực chiến trường đệ nhất nhân. Thần Tiên Sinh hạ lệnh, toàn lực truy nã Minh Tử. Tuyệt đỉnh thánh nhân Lâm Tầm, mang đến đại đế tặng bảo, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ như thế sửa chiến trường tiền tuyến chi cách cục. Mỗi một bản tin tức, giống như một cái cửu thiên kinh lôi, khi những tin tức này ngay lập tức chung một chỗ truyền bá ra, toàn bộ đế quan trường thành triệt để oanh động. Không biết bao nhiêu lão quái vật vì thế rung động, kinh hô. Cũng không biết có bao nhiêu người, vì Cốc Lương Khúc bóp cổ tay thở dài. Nhưng bất kể như thế nào, bắt đầu từ ngày này, mọi người đều nhớ ký một cái tên. Lâm Tầm. Một cái tuy chỉ có tuyệt đỉnh thánh cảnh, nhưng sáng lập ra thật nhiều kỳ tích, đủ để khoáng cổ thước kim thích đáng thay mặt thiên kiêu. Cốc Lương Khúc lão già này quả thực chính là cái phế vật. Cự ly đế quan trường thành hết sức xa xôi hỗn loạn tưng bừng sâu trong tinh không. Minh Tử đang tại hoảng hốt trốn chạy. Khi biết mình bị truy nã ngay lập tức, hắn cũng không chút nào do dự chạy trốn, căn bản tựu không dám dừng lại một lát. Đế quan đệ nhất nhân A, quả thực là không làm sao được một cái tiểu tạp chủng. Làm sao không cắt cổ tự sát? Minh Tử tức đến xanh mét cả mặt mày hung ác. Thực ra, nội tâm hắn thì có một loại không nói ra được bi thương. Mỗi một lần gặp phải Lâm Tầm, tựu chú định sẽ có bát thiên đại họa giáng lâm trên đầu mình. Chẳng lẽ tên khốn này trời sinh là khắc tinh của mình? Vừa nghĩ đến Lâm Tầm, Minh Tử tự hận đến hàm răng nhanh cắn nát, tên khốn này càng đem mình coi là đưa bảo đồng tử. Quả thực không thể nhịn. Lâm Tầm,
Ngươi cái ta chờ, lần sau lại gặp nhau, ta chắc chắn ngươi rút gân lột da, chấn vào luyện thần hồ, để ngươi vĩnh viễn muốn sống không được, muốn chết không xong. Nội tâm Minh Tử thét gào. Đế quan trường thành tại oanh động, đây là những này đều không liên quan gì tới Lâm Tầm. Tiểu Hữu, ngươi xem. Đây là một đạo trên tường thành, nói là tường thành, thực ra cao cũng không biết có bao nhiêu trượng, thẳng vào vân tiêu, dõi mắt ra xa, một mảnh mênh mông. Thần tiên sinh chỉ lấy nơi xa, nói đó chính là đế quan trường thành bên ngoài, là từ vô số tan nát thế giới hóa thành một mảnh huyết tinh chi địa, từ thái cổ tuế nguyệt đến nay, nơi này một mực là cổ hoang vực cùng bát vực ngoại địch chém giết chiến trường, trong vô tận tuế nguyệt này, không biết có bao nhiêu thế giới bị đánh nát, lại càng không biết có bao nhiêu sinh linh chôn xương trong đó. Lâm Tầm đứng tại một bên, nỗ lực nhìn lại, chỉ nhìn thấy hoàn toàn hoang lương, tổn hại, hỗn loạn cảnh tượng, có sụp đổ sơn hà, vỡ vụn lục địa, lơ lửng thế giới toái phiến, hư không vết sách. Vẹn vẹn nhìn xem, liền làm hắn sinh ra hàn ý trong lòng. Nơi đó cùng nói là một mảnh chiến trường, không bằng nói là một mảnh mênh mông phần mộ, tán diệt vạn vật, tán diệt thế giới, tán diệt tất cả sinh linh. Cũng chỉ có chuẩn đế cảnh nhân vật mới có thể rong ruổi trong đó, cái khác tu đạo giả đến, đừng bảo tham dự chém giết, chính là tiến vào trong chiến trường cũng có thể lập tức gặp nạn. Cái này, chính là đế quan trường thành bên ngoài cảnh tượng, khiến cho người ta cảm thấy áp bức, rét lạnh, tuyệt vọng rung động xung kích. Thần tiên sinh y sam phần phật, thanh âm trầm hồn. Mắt thấy tất cả mọi thứ, người mới có thể minh bạch, đế quan trường thành tồn tại ý nghĩa, chính là bởi vì có thành này tại, mới khiến cho cổ hoang vực ta ước vạn chúng sinh, vô số sinh linh trong vô tận tuế nguyện này sinh tồn đến nay. Độc lập tường thành đỉnh, tựa như bằng hư áp in the air, trông về phía xa kia vạn cổ đến nay vẫn chinh chiến không ngừng, hỗn loạn mà động lay động hạo đại chiến trường, Lâm Tầm nỗi lòng cũng là khuấy động không thôi. Cùng cái này chiến trường tiền tuyến so sánh với, cửu vực chiến trường không thể nghi ngờ kém quá nhiều. Ngươi từng tiến đến cửu vực chiến trường, hẳn là rất rõ ràng ở trong bát vực khác, tuyệt đỉnh đạo đồ chưa bao giờ từng đoạn tuyệt qua, tại đây chiến trường tiền tuyến cũng không ngoại lệ. Thần tiên sinh ánh mắt phức tạp, bát vực ngoại địch, có không ít tuyệt đỉnh chuẩn đế, mỗi một cái chiến lược đều vượt xa chúng ta, như chính diện chém giết, cho dù là cốc lương khúc, cũng chú định không thể nào là đối thủ của bất luận một vị nào tuyệt đỉnh chuẩn đế. Lâm Tầm mắt đen nhíu lại, trong nháy mắt hắn tựu minh bạch. Những này đóng tại chiến trường tiền tuyến các lão quái vật tình cảnh, thật ra cùng lúc trước bọn họ ở trong cửu vực chiến trường không khác gì nhau. Duy nhất khác biệt, có lẽ ngay tại đây trên chiến trường tiền tuyến, có một tòa có cổ hoang đệ nhất lạch trời, đế tôn dừng bước tại này, danh xưng đế quan trường thành. Quả nhiên, sau một khắc thần tiên sinh liền nói, chúng ta sở dĩ có thể đóng giữ đến nay, đem một đám đại địch ngăn cản tại bên ngoài, hoàn toàn chính là dựa vào đế quan trường thành chi uy, nếu không là cái gì, thần tiên sinh không có nói. Nhưng Lâm Tầm rất rõ ràng, như không đế quan trường thành, cổ hoang vực chỉ sợ sớm đã không tại biết bao nhiêu năm trước đã bị công phá. Nói cho ngươi những này, chỉ là nghĩ để ngươi hiểu rõ, như cốc lương khúc như thế hạng giá áo túi cơm, chung quy chỉ là số ít, vô luận là trước kia còn là hiện tại, cổ hoang vực chúng ta chưa từng thiếu lòng mang thiên hạ, cam nguyện vi ước vạn chúng sinh nỗ lực hào kiệt. Chưa từng thiếu như ngươi, cũng như ta đây người. Nói đến đây, thần tiên sinh không khỏi khoái ý cười. Lâm Tầm cũng cười, nhớ đến Thái Huyền Kiếm Đế, Vô Ương Chiến Đế, Tinh Giả Thánh Phật. Cũng nhớ tới Kim Thiền Thanh Niên. Đúng thế, cổ hoang vực chưa từng thiếu chân chính hào kiệt. Bắt đầu từ ngày này, thần tiên sinh mang theo Lâm Tầm, bắt đầu ở trong đế quan trường thành hành tẩu, dấu chân đi qua cái này đến cái khác, cứ điểm, quan ải. Mỗi khi đi qua một chỗ, thần tiên sinh liền sẽ vì Lâm Tầm giải thích từng đóng giữ tại trong thành này, hào kiệt hạng người, giải thích bọn họ kia đủ để kinh diễm vạn cổ vĩ dấu vết cùng công huân. Trên đường đi, mắt của Lâm Tầm giới, lịch duyệt cũng phải lấy nước lên thì thuyền lên, cũng càng thêm khắc sâu ý thức được đế quan trường thành ý nghĩa. Như lấy thanh sử thư đến sáng tác, tòa này vắt ngang chiến trường tiền tuyến cổ thành, chính là một quyển xúc động lòng người, đủ để chấn động cổ kim sử sách. Có vô số đếm không hết người phong lưu ở đây dục huyết phấn chiến, có đếm không hết cái thế hào kiệt rong ruổi xa trường, khẳng khái chịu chết. Bọn họ là từng đoạn truyền kỳ, nguyên một đám bất hủ tinh thần, đem một thân chi nhiệt huyết cùng anh linh chú tại đế quan trường thành mỗi một cái góc. Nhân sinh từ xưa ai không chết, lưu lấy lòng son theo hoàn thành tác phẩm. Nếu không đến nơi đây, tuyệt khó cảm nhận được, vì cổ hoang vực chi sinh tồn, từng có bao nhiêu tiên hiền vì thế nỗ lực máu tươi cùng tính mạng. Mãi sau này, nội tâm Lâm Tầm không thể ức chế hiện ra một loại khát vọng. Nên có một ngày, nhất định phải càn quét tất cả tai họa, để kia đế quan trường thành bên ngoài,
đều là ta của hoang vực chi cương thổ. Ngày này, thần tiên sinh mang theo Lâm Tầm quay về Dương Quan, chỉ lấy trái tim của Lâm Tầm chi địa, nghiêm túc hỏi. Tiểu Hữu, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Lâm Tầm khẽ giật mình, đang chờ nói cái gì, thần tiên sinh đã mỉm cười, lắc đầu nói, trong lòng ngươi minh bạch tụ tốt. Minh bạch cái gì? Trong não hải Lâm Tầm hiện ra những ngày này kiến thức. Sau cùng, hắn minh bạch, gật đầu nói, đa tạ tiền bối dạy bảo. Dọc theo con đường này, thần tiên sinh không có chỉ điểm hắn tu hành, cũng chưa nói cho hắn biết đạo lý gì, nhưng lại trong lúc vô hình, để hắn minh bạch cái gì gọi là một cường giả nên có lòng giả. Đại thánh cảnh, lấy đại nhi vô lượng chi ý, thiên địa có đại mỹ mà không nói, trong lòng có đại đạo mà vô lượng. Thần tiên sinh nói khẽ, này, đại, không chỉ câu nề tại đạo hạnh cao thâm, càng là tâm cảnh, tầm mắt, lịch duyệt bên trên một loại, đại. Duy như thế, mới có thể hải nạp bách xuyên, khiến vạn lưu quy tông, mới có thể ở trong thánh cảnh đột phá, lớn vô lượng, tình trạng. Oanh! Lâm Tầm chỉ cảm thấy như bị cảnh tỉnh, nội tâm một mực tìm kiếm cùng tìm kiếm phá cảnh chi vây khốn, phảng phất như ở thời khắc này loáng thoáng ở giữa kiếm đến đáp án. Đại tượng vô hình, đại âm hy thanh, đại mỹ không nói. Đại thánh cảnh huyền bí, liền tại một cái, đại chữ bên trên. Tiểu Hữu lại xem. Thần tiên sinh nói xong, tay áo vung lên. Lâm Tầm chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên biến đổi, xuất hiện một đầu uốn lượn nhấp nhô hàng dài, kéo dài như vô ngần, mênh mông vô tận. Đây là toàn bộ đế quan trường thành. Lâm Tầm giật mình. Nhanh chóng theo sau, trước mắt hắn lại là biến đổi, kia uốn lượn nhấp nhô đế quan trường thành, đột nhiên ở giữa tựa như rút nhỏ vô số lần, hóa thành lớn hơn một xích nhỏ. Nhưng nhìn kỹ lại, vẫn như cũng có thể khiến người ta cảm nhận được loại kia nguy nga, vô ngần, mênh mông cảm giác. Là đế quan trường thành nhỏ đi sao? Không, là ngươi biến, đại. Thần tiên sinh lời nói bên tai vang vọng, khiến Lâm Tầm thân thể cũng là cứng đờ. Sâu kiến trong mắt, chúng ta chính là cao không thể chạm cự nhân, nhưng ở trong mắt thần long, chúng ta cũng cùng sâu kiến không khác gì nhau, vì sao? Vạn vật chi cách cục, lớn nhỏ chi đạo mà thôi. Đại thánh cảnh, ngộ chính là một cái, lớn nhỏ như ý, ta vi vô lượng chi diệu đế. Chúng ta tu đạo, như không, đại nhi vô lượng, nội tình, làm sao có thể khống chế thông thiên lớp mặt đất chi lực, lại làm sao có thể đem nhật nguyệt tinh thần thưởng thức tại đùi trong bàn tay. Tâm so với thiên đại, lực liền có thể thắng thiên, che trời, quan sát chư thiên. Thanh âm của thần tiên sinh, mang theo một loại thẳng đến lòng người rung động, giống như đại đạo luân âm khuấy động, khiến Lâm Tầm ý thức hốt hoảng, nội tâm như đánh phá vỏ trứng gà, hiện ra như suối nước các loại cảm ngộ. Cho đến thần tiên sinh rời đi, hắn cũng không hề hay biết, thể xác tinh thần trong ngoài, đều giống như có một thanh âm đang vang vọng. Lớn, 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 thân thể của hắn da thịt đều tại run cầm cập, nội tâm như rơi trong hỗn độn, quên ngày này, đất này, người này, đục chưa phát giác thời gian trôi qua. Thần tiên sinh đứng yên một bên, khí tức thở nhẹ. Hắn lông mi lọn tóc ở giữa, ẩn ẩn thấm ra một chút mồ hôi, sắc mặt đều hơi có chút trắng bệch. Sớm tại nhìn thấy Lâm Tầm, thần tiên sinh tự nhìn ra, Lâm Tầm đã đi vào chân thánh cảnh đại viên mãn tình trạng, sắp đứng trước đột phá đại thánh cảnh khảo nghiệm. Có lẽ sẽ là ra ngoài một loại bồi thường tâm tư, cũng có lẽ là bởi vì Lâm Tầm mang đến băng tuyết lá cây, để đế quan trường thành có được cải biến dĩ vãng cách cục cơ hội. Những ngày gần đây, thần tiên sinh mang theo Lâm Tầm một đường du lịch, trông như là tại khai thác tầm mắt, tăng lên lịch duyệt. Thực ra, làm tất cả mọi thứ mục đích cuối cùng nhất, chính là vì chỉ điểm Lâm Tầm lĩnh ngộ đại chi diệu đế. Kể cả vừa rồi vì Lâm Tầm trình bày đại chi diệu đế, thần tiên sinh càng là phí hết tâm huyết, hao phí tự thân đạo hành, mới tận khả năng đất là Lâm Tầm hiện ra một loại đại thần vận. Cái gọi là đạo không thể khinh truyền, cũng không phải là ích kỷ, mà là này, đạo, vô hình, cảnh giới không đủ, căn bản tham ngộ không đến. Cho dù là ghi chép thành văn chữ, ngôn ngữ, như không kia một điểm, đạo, thần vận, cũng chú định không có khả năng lĩnh ngộ ra đến. Bất quá, bởi vậy cũng để cho thần tiên sinh nỗ lực cái giá không nhỏ, này bằng với là cố thay thế, đạo, đến trình bày đạo lý kỳ diệu, hao tổn không chỉ là tâm huyết, còn có tự thân đạo hành. Nếu để người khác biết những này, khẳng định sẽ cho rằng thần tiên sinh điên rồi. Bởi vì cưỡng ép trình bày nói chi diệu đế, chẳng khác gì là tại xúc phạm cấm kỵ, chỗ hao tổn đạo hạnh, thậm chí khả năng cả đời không có cách bù đắp lại. Nhưng hết lần này đến lần khác, thần tiên sinh cũng không có cho Lâm Tầm giải thích, liền một cách tự nhiên làm. Nhất là khi thấy Lâm Tầm lâm vào, đốn ngộ, trạng thái, hắn thậm chí so với Lâm Tầm đều cao hứng cùng vui mừng.
Đây chính là thần cơ các thần tiên sinh phong phạm cùng lòng giả. Cũng có thể nhìn ra, hắn đối với Lâm Tầm cái này vãn bối ra sao chờ chiếu cố cùng tán đồng. 3 ngày sau, Lâm Tầm như ở trong mộng mới tỉnh, từ loại kia ngơ ngơ ngác ngác trạng thái bên trong tỉnh lại, mở to mắt lại xem toàn bộ thế giới, phảng phất biến cho hết khác nhau hoàn toàn. Nhiều thêm một loại nói không rõ, không nói rõ, nhưng có như thế chân thật cảm giác. Sơn Hà vẫn như cũ, càn khôn không thay đổi, mà tâm ta đã khác biệt. Lâm Tầm thì thào ra âm thanh. Một bên, thần tiên sinh vui vẻ gật đầu, không sai, ngươi của hiện tại, cũng chỉ thiếu kém một cái phá cảnh mà vi đại thánh cơ hội. Ngắn ngủi 3 ngày, Lâm Tầm liền có thể lĩnh ngộ ra, đại, đạo lý kỳ diệu, khiến hắn cũng cảm thấy vô cùng kinh diễm, trong lòng cũng càng thêm khuây khỏa. Cổ hoang vực giống như nhân kiệt này, về sau lo gì không có cách quật khởi tại bát vực bên trên, tái hiện thái của lúc mới đầu phong thái. Đa tạ tiền bối. Lâm Tầm hít sâu một hơi, vươn người hành lễ. Hắn từ tu hành đến nay, cầu đạo lộ bên trên một mực là mình một người đang tìm tòi cùng suy nghĩ, hiếm có hôm nay như thế, lắng nghe lời dạy dỗ mà ngộ đại đạo cơ hội. Đồng dạng, hắn rõ ràng hơn mình lần này có thể, đốn mộ, thần tiên sinh tất nhiên vì thế nỗ lực thật nhiều không muốn ai biết tâm huyết cùng đại giới. Điều này làm cho Lâm Tầm làm sao có thể không động dung, không cảm kích. Lâm Tầm đã quyết định rời khỏi, thần tiên sinh cũng thống khoái đáp ứng. Chỉ là trước rời đi, Thiên Vũ Kiếm Hoa chợt chủ động lên tiếng, nàng váy đỏ như lửa, tuyệt diễm thoát tục, khí chất thì như băng tuyết. Tiểu Hữu, lần này từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại, ngươi cứ yên tâm, ta từ đầu đến cuối cũng không có bất cứ cái gì một tia ác niệm, chỉ có một cái nho nhỏ thỉnh cầu. Nói đến đây, váy đỏ nữ tử bực này đủ để áp chế Cốc Lương Khúc kinh khủng tồn tại, đúng là hiếm thấy lộ ra vẻ mong đợi, còn có vẻ khẩn trương. Giống như một cái lo sợ bất an thiếu nữ. Thỉnh cầu. Lâm Tầm kinh ngạc. Đúng. Váy đỏ nữ tử hít sâu một hơi, thấp giọng nói, cầu đạo trước đó, ta chỉ là một gốc không người hỏi thăm thảo mộc tinh quái, linh trí không ra, có một lần gặp nạn, sắp mất mạng tại một con hung thú miệng, là một vị tiền bối đã cứu ta, cũng vì ta khai linh trí, truyền thụ cho ta diệu pháp, chỉ điểm ta tu hành. Cái này mới khiến cho ta có được tìm kiếm đạo đồ lực lượng. Nhưng về sau, vô luận ta như thế nào tìm kiếm, cũng sẽ không còn được gặp lại vị tiền bối này, cũng thẳng đến bây giờ cũng không có cách báo đáp vị tiền bối này ân tình, trở thành trong lòng một kinh ngạc tột độ việc. Cho nên ta nghĩ, Lâm Tầm nói, ngươi nghĩ để ta giúp ngươi kiếm đến vị này ân nhân. Váy đỏ nữ tử gật đầu một cái, thần sắc thương cảm, nói, vị tiền bối kia thần thông quảng đại, cho dù ta tu hành đến nay, đã có được thành đế nội tình, nhưng mỗi khi nhớ đến vị tiền bối này, vẫn như cũ cảm giác, đời này cũng khó có thể đuổi kịp bộ pháp, thế nhưng tiểu hữu ngươi một nhất định có thể. Trong lòng Lâm Tầm chấn động, Thiên Vũ Kiếm Hoa đều đã có được thành đế nội tình, nhưng lại nói không có cách đuổi kịp vị kia tiền bối, bộ pháp. Vị kia tiền bối, lại nên cao xa đến mức nào tu vi. Tỉnh táo về sau, Lâm Tầm không khỏi nhíu mày, ngươi vì sao nhận định, ta một định có thể tìm được ngươi chỗ nói vị này, tiền bối. Váy đỏ nữ tử sắc mặt nổi lên một vệt dị sắc, bởi vì Kim Thiền từng nói cho ta, tiểu hữu đến từ Phương Thốn Sơn. Phương Thốn Sơn. Lâm Tầm mắt đen chớp động, nói, ngươi tiếp tục nói. Kim Thiền có thể nhìn ra mình cùng Phương Thốn Sơn đạo thống có quan hệ, cũng không kỳ quái. Kỳ quái chính là hắn vì sao muốn nói cho Thiên Vũ Kiếm Hoa. Váy đỏ nữ tử lại một lần nữa hít sâu một hơi, giống như nỗ lực nghĩ để mình bình tĩnh, sau đó mới thần sắc nghiêm nghị nói. Vị kia truyền thụ cho ta đạo nghiệp tiền bối, liền đến từ Phương Thốn Sơn, đạo hiệu Tuyết Nhai, đứng hàng Phương Thốn Sơn truyền nhân thứ 19. Hắn, hẳn phải là sư huynh của tiểu hữu. Dứt câu, Lâm Tầm cũng không khỏi giận mình tại kia, vì Thiên Vũ Kiếm Hoa khai linh trí. Truyền thụ đạo nghiệp tiền bối, đúng là mình thập cửu sư huynh. Suy nghĩ một chút, bây giờ Thiên Vũ Kiếm Hoa đều đã có được thành đế nội tình. Vậy mình vị này thập cửu sư huynh tu vi lại hẳn là cao. Huyền Không sư huynh nói, ta đạt được đại đạo vô trung tháp, lại có kia một thiên, đạo kệ, đã chẳng khác gì là đạt được Phương Thốn Sơn chi chủ tán thành truyền nhân, đứng hàng thứ 50, nhưng quan trọng là mình đến hiện tại cũng vẻn vẹn chỉ gặp qua Huyền Không sư huynh. Đừng bảo Phương Thốn Sơn chi chủ, ngay cả Phương Thốn Sơn rốt cục ở đâu cũng không biết. Lâm Tầm nhất thời lâm vào trầm tư. Huyền Không sư huynh, chính là Huyền Không quỷ vương, năm đó tại tuyệt đỉnh chi vực, phù đồ phạm thổ, bên trong uổng tử thành, chính là Huyền Không quỷ vương nói cho Lâm Tầm một chút liên quan đến chuyện của Phương Thốn Sơn. Chỉ là, những năm này tu hành kinh lịch, để Lâm Tầm cực ít có tiếp xúc đến cùng Phương Thốn Sơn có quan hệ chuyện.
Điều này làm cho hắn bây giờ bỗng nhiên nghe nói đến cùng thập cửu sư huynh, Tuyết Nhai, có quan hệ, cũng không khỏi có một loại cảm giác bất ngờ không kịp chuẩn bị. Nhưng rất hiển nhiên, váy đỏ nữ tử đã nhận định hắn là Tuyết Nhai, sư đệ, Phương Thốn Sơn truyền nhân. Kiếm đến Tuyết Nhai sư huynh về sau, người mong muốn ta làm gì? Hồi lâu, Lâm Tầm mới lên tiếng hỏi, vô luận hắn thừa nhận hay không, hắn đã cùng Phương Thốn Sơn có không thể cắt đứt quan hệ. Như trong tay hắn đại đạo vô trung tháp, chính là Phương Thốn Sơn chấn phái trọng khí. Như hắn tu tập đấu chiến thánh pháp, thì là Phương Thốn Sơn chấn phái cửu pháp một trong. Váy đỏ nữ tử xuất ra một thanh chỉ có dài 7 tấc, rộng chừng một ngón tay trúc kiếm. Trúc kiếm đã ố vàng, hiện ra cố ký khí tức, trên đó triện khắc lấy Thính Tuyết, hai cái sâu sắc linh tú cổ tự. Váy đỏ nữ tử hai tay nâng kiếm này, hai đầu lông mày mang theo một chút thành kính, chân thành nói, ta muốn đem kiếm này trả lại cho Tuyết Nhai tiền bối. Tuyết Nhai tiền bối từng nói qua, ngày khắc hữu duyên tái kiến, kiếm này chính là một cái tín vật. Thính Tuyết trúc kiếm. Váy đỏ nữ tử trong lòng thực ra là rất không bỏ. Nàng còn rõ ràng nhớ tới, 16 vạn năm trước, nàng vẫn là một gốc nhỏ yếu mà không linh trí thảo mộc tinh quái. Nhát gan, cơ khổ không nơi nương tựa. Chỉ có thể trốn ở khe nham thạch khe hở bên trong, len lén bữa ăn hà uống lộ, mỗi một lần đều phải lo lắng hãi hùng rất lâu, bởi vì chỉ cần có yêu thú tiếp cận, chắc chắn sẽ xem nàng vi món ăn trong mâm. Cứ như thế qua rất nhiều năm, tại một cái lôi điện giao minh, mưa to mưa lớn ban đêm, khiến cho nàng lo lắng chuyện vẫn là phát sinh. Một con tiền tài ban đại mãng yêu đột nhiên xuất hiện, kia cự lớn giống như dãy núi thân thể, tại kia lôi điện lấp lóe trong đêm mưa lộ vẻ là khủng bố như vậy cùng hung ác. Nàng cũng không kịp né tránh, tự bị mãng yêu để mắt đến. Thẳng đến bây giờ, nàng đều nhớ một khắc này mình ra sao chờ tuyệt vọng, ngơ ngẩn cùng bất lực, tự tựa như tử vong bóng tối đã bao phủ mà xuống. Thời khắc sinh tử, có đại khủng bố. Nàng lúc đó liền thề, như lần này ai có thể cứu mình, đời này, tất lấy tự thân chi mệnh đi báo đáp ân tình, vĩnh thế dứt khoát. Phảng phất như nghe thấy tiếng lòng của nàng, cũng có lẽ sẽ là đầu kia mãng yêu khí tức phô trương quá mức cùng hung ác, khiến cho một vị đi ngang qua nơi đây tu đạo giả chú ý. Kia là một cái nho bào tay áo lớn, nga quan bác mang nam tử, nắm giữ một cuốn sách, giống như một cái người đọc sách, tại mưa to mưa lớn, lôi đình khuấy động trong bóng đêm đi tới. Hắn cử chỉ lỗi lạc tiêu sái, ánh mắt ôn hòa mà thanh tịnh. Kia một cái chớp mắt, nàng bỗng nhiên cảm giác, nội tâm tất cả tuyệt vọng, bất lực, cùng ngơ ngẩn toàn bộ không thấy, giống như nhìn thấy một tia nắng, xé rách mưa lớn mưa đêm, chiếu vào vĩnh dạ, mang đến một loại không nói ra được ấm áp cùng quang minh. Sau đó, đầu kia yêu mãng bị hắn vung tay bóp trong tay, lắc đầu cười nói, hung tính thành cuồng, làm sao có thể đạp lên yêu tu chính đạo, khuyên ngươi lưu tâm bên trong một điểm linh trí, mới có chứng đạo cơ hội. Yêu mãng hóa thành hình người, quỳ xuống đất dập đầu ba lần, giống như tại biểu đạt điểm hóa tri ân, sau đó thì biến mất ở trong màn đêm. Thanh niên ngồi xổm người xuống, ánh mắt nhu hòa, nhìn xem nàng nói, người đóa này tiểu hoa cũng thực đáng thương, khó được chính là, tuy không linh trí, nhưng có hướng đạo chi tâm, cũng thôi, đã bị ta gặp được, liền là ngươi mở linh trí, thụ đạo nghiệp, để ngươi từ nay về sau, không còn lo lắng hãi hùng. Thanh âm kia, giống như nước chảy thấm vào nội tâm, để nàng cả đời này đều không có cách quên mất, thẳng đến bây giờ còn tin tưởng vững chắc, đây là mình cả đời chỗ nghe thấy ấm áp nhất thanh âm. Về sau, thanh niên đi, lúc gần đi lấy ra một đoạn bình thường thanh trúc, gọt mà vi kiếm, khắc lên, Thính Tuyết, hai chữ. Thanh này Thính Tuyết trúc kiếm, cũng trở thành cái này vô ngần tuế nguyệt đến nay, váy đỏ nữ tử để ý nhất một kiện vật phẩm, tựa như ưa thích trong lòng cất kỹ. Về sau, nàng mới biết, vị kia ôn nhuận, lỗi lạc, tiêu sái nho bào thanh niên, chính là Phương Thốn Sơn thứ 19 truyền nhân. Tuyết Nhai. Nhìn chăm chú váy đỏ nữ tử một lát, Lâm Tầm cuối cùng vẫn không có cự tuyệt, nhận lấy trúc kiếm, một chút tường tận xem xét, nói. Ta nhưng không cách nào cam đoan về sau phải chăng có thể nhìn thấy thập cửu sư huynh, nhưng chỉ cần gặp phải, chắc chắn sẽ đem vật này giao cho hắn trong tay. Váy đỏ nữ tử kích động nói, như thế thuận tiện, như thế thuận tiện. Bây giờ nàng, đã là một vị đế cảnh phía dưới đỉnh phong tồn tại, nội tình cùng lực lượng mạnh mẽ, đủ để khiến thế gian chúng sinh rung động. Nhưng nàng lúc này, nhưng giống một thiếu nữ nhảy cẫng, vui sướng. Tiểu hữu, ta tên Linh Vũ, về sau ta chắc chắn báo đáp ân tình của ngươi. Váy đỏ nữ tử hít sâu một hơi, kiềm chế lại nội tâm kích động, nghiêm túc nói. Lâm Tầm nói, không cầu ngươi báo ân, chỉ hy vọng ngươi lưu tại đế quan trường thành cái này một khoảng thời gian, chớ có sinh thêm sự cố.
Tên là Linh Vũ váy đỏ, nữ tử không hề do dự gật đầu. Ngày này, thần tiên sinh Vi Lâm Tầm tiễn đưa, trước khi đi, hắn không khỏi hỏi, tiểu hữu, sau khi trở về, ngươi có tính toán gì? Trong lòng Lâm Tầm khẽ động, nói tiền bối, ngài cảm thấy lấy ta bây giờ chi lực, tiến đến Lạc Nhật Thang Cốc một chuyến, liệu sẽ gặp nạn? Hắn dự định đi cứu trở về Vô Đế Linh Cung khí linh. Chỉ là, kia Lạc Nhật Thang Cốc chính là Kim Ô Nhất Mạch hang ổ, để Lâm Tầm cũng không dám khinh thị. Thần tiên sinh ánh mắt phức tạp, đại khái là đoán ra Lâm Tầm chuyến này, chú định cùng bái phòng không quan hệ, rất có khả năng là muốn báo thù. Ngẫm nghĩ, thần tiên sinh nói Kim Ô Nhất Mạch chuẩn đế cảnh cường giả, bây giờ cũng tương tự ở trong đế quan trường thành hiệu mệnh, bất quá, theo ta phỏng đoán, Lạc Nhật Thang Cốc bên trong, tất nhiên có thánh nhân vương tọa chấn, lấy người bây giờ lực lượng, trừ phi đặt chân tuyệt đỉnh đại thánh cảnh, có lẽ mới có thể không sợ Kim Ô Nhất Mạch. Lâm Tầm mắt đen chớp động, gật đầu một cái. Tiểu hữu, Kim Ô Nhất Mạch tuy nói hung danh chiêu lấy, mà dù sao cũng coi như là cổ hoang vực ta bên trong một chi không thể coi thường lực lượng, đồng thời tộc này bên trong từng đi ra mấy vị đế cảnh nhân vật, bây giờ đều ở trên tinh không cổ đạo tu hành, ngươi như cùng bọn họ đối địch. Không đợi thần tiên sinh nói xong, Lâm Tầm tự cười nói, tiền bối yên tâm, ta chỉ là đi cứu trở về một vị bị trấn áp ở trong Lạc Nhật Thang Cốc bằng hữu. Trong lòng thần tiên sinh thở dài, hắn không thể không rõ ràng, lấy Kim Ô Nhất Mạch hung lệ cùng tùy tiện, chỗ nào khả năng ngoan ngoãn giao ra Lâm Tầm vị kia bằng hữu. Bất quá, chuyện này hắn cũng không thật nhiều khuyên. Không bao lâu, một tòa Na Di đại trận ở trong Dương Quan mở ra, đến trước Vi Lâm Tầm tiễn đưa, không chỉ có thần tiên sinh, còn có Thuấn Tịch, Mộc Phu Nhân, Lăng Tiêu Tử chờ một đám lão quái vật. Váy đỏ nữ tử Linh Vũ cũng ở đây. Các vị tiền bối, cáo từ. Lâm Tầm đặt chân trong đại trận, chắp tay hành lễ. Tiểu tử, bảo trọng. Về sau có cơ hội, nhiều đến xem một chút chúng ta. Tiểu hữu, lần sau lại gặp nhau, chúng ta lại đánh cờ một phen. Thuấn Tịch, Mộc Phu Nhân, Lăng Tiêu Tử bọn người đều nhao nhao mở miệng cười. Ông, nương theo lấy một trận ba động kỳ dị, thân ảnh của Lâm Tầm đột nhiên ở giữa từ trong đại trận biến mất. Trong lúc nhất thời, mọi người nỗi lòng đều có chút dao động. Lâm Tầm, mới đến đế quan trường thành không tới 3 tháng thời gian, nhưng lại cho bọn họ mang đến quá nhiều kinh hỉ cùng rung động. Ai đều rõ ràng, dạng này một người trẻ tuổi, chỉ cần không gặp nạn, về sau trên đạo đồ thành tựu, nhất định phải ở trên bọn họ. Chớ lo con đường phía trước không chi kỷ, thiên hạ người nào không biết quân. Thần tiên sinh chắp tay tại lưng, ung dung mở miệng. Ngày này, đoạn thời gian gần đây đến, sớm đã danh chấn đế quan trường thành Lâm Tầm, đạp lên trở về cổ hoang vực lộ trình, cứ vậy rời đi. Thậm chí có người âm thầm may mắn, nếu như đưa tiến một vị ôn thần, bởi vì từ khi Lâm Tầm đến đế quan trường thành về sau, tự phát sinh quá nhiều máu tanh cùng dung chuyển. Khâu đạo sĩ chờ chuẩn đế nhân vật bị giết, ngay cả Cốc Lương Khúc đều bị trấn áp 1 vạn năm, tất cả mọi thứ thực sự quá khiến cho người sợ hãi. Bây giờ, cái này, ôn thần, tiểu bối rốt cục rời khỏi, lại để không ít lão quái vật đều có như chút được gánh nặng cảm giác. Phảng phất, nếu để cho Lâm Tầm đợi tiếp nữa, không phải chọc ra thiên đại tai họa giống như... Cổ hoang vực, thần cơ các. Ông, nương theo lấy một trận tối nghĩa kỳ dị dao động, thân ảnh của Lâm Tầm xuất hiện tại thần cơ các một chỗ bí cảnh thế giới bên trong tế đàn bên trên. Lâm Tầm liếc mắt liền thấy được thân xuyên áo tơi, đầu đội mũ rộng vành, khoanh chân ngồi ở phía xa nhắm mắt dưỡng thần dần lão. Xin bái kiến tiền bối. Lâm Tầm đi xuống tế đàn, cung kính nói. Chuyến này đế quan trường thành chuyến đi, để hắn hiểu biết đến rất nhiều chuẩn đế cảnh nhân vật phong thái, như thế so sánh. Cũng càng thêm rõ ràng ý thức được, trước mắt vị này dần lão tu vi, ra sao thâm bất khả chắc, tuyệt đối là một vị không thể tồn tại. Dần lão không có lên tiếng, thần sắc cô quạnh, giống như tượng bùn, không có một chút phản ứng. Lâm Tầm không cảm thấy kinh ngạc, không tiếp tục nhiều lời, quay người hướng nơi xa bước đi. Cho đến khi bóng lưng của hắn biến mất, một mực nhắm mắt khô tỏa trong lòng dần lão, khẽ thở dài một tiếng, kẻ này con đường, sát kiếp trùng điệp, về sau cũng không biết còn cần trải qua bao nhiêu ma luyện. Mới có thể quật khởi thành đế, đạp lên từ xưa đến nay chưa bao giờ có chi đạo đồ. Hết tập 101.